Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 116. Vương Tùng Hạc đợi một trận, phát hiện máu chảy hồi lâu, toàn thân cũng thấm ướt, nhưng mình vẫn như cũ thần trí thanh tỉnh, không có chết. Hắn ngạc nhiên sờ sờ đầu, nhưng không có cảm giác bàn tay xuyên qua như trong truyền thuyết, giật mình nhìn lại mọi nơi. Chỉ thấy tất cả mọi người nhìn hắn, ánh mắt có chút cổ quái, lại nhìn trên người mình, đâu còn vết máu nào, tự sát chỉ là ảo giác. Lý Vân Tiêu vẫn lạnh lùng đứng phía trước, mắt châm chọc nhìn hắn. Nội tâm Vương Tùng Hạc trầm xuống, rung giọng nói. Vân Tiêu công tử. Lý Vân Tiêu nói. Bản thiếu ở đây, các ngươi sinh tử ai còn có thể nắm trong tay. Sắc mặt mọi người càng trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, ngay cả chết cũng không thể a. Lý Vân Tiêu vươn tay ra điểm một cái, hắc y nhân trên mặt đất kia nhất thời bay lên không trung, đầu thoáng cái nổ lên, một đoàn hồn quang màu vàng nhạt chậm rãi co quắp. Hồn quang kia có dáng dấp của hắc y nhân, đang thống khổ giãy giụa, kêu rên, nhưng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Lý Vân Tiêu thủy chung mặt mang màu sắc trang nhã, thần niệm khẽ động liền nhảy vào trong linh hồn người nọ, mạnh mẽ tìm tòi tất cả ký ức. Linh hồn kia thống khổ giãy giụa chỉ chốc lát, rốt cục triệt để mất đi linh thức, chậm rãi hóa thành năng lượng thuần túy nhất, tiêu tán trong thiên địa. Toàn bộ đại điện triệt để tĩnh mịch, rút ra hồn phách đến trực tiếp siêu hồn, sau đó hồn phi phách tán, thủ đoạn như vậy đừng nói tận mắt nhìn thấy, dù là nghe cũng chưa từng nghe qua. Nghe rợn cả người, lúc này bọn họ rốt cuộc minh bạch, Lý Vân Tiêu đã đạt đến một trình độ mà bọn họ không cách nào tưởng tượng, ngay cả ngưỡng vọng cũng không nhìn thấy bóng lưng. Tân Như Ngọc càng sợ đến cả người run rẩy, trước đó hắn vạn niệm đều diệt, nghĩ thầm cùng lắm thì chết, hiện tại mới hiểu được còn có chuyện so với tử vong còn kinh khủng hơn. Lúc này tất cả mọi người là hai chân như nhũn ra, có càng chảy nước tiểu, tại chỗ bắt đầu khóc. Lý Vân Tiêu trà sát hai tay, một ngọn lửa màu trắng bay ra, suy một tiếng liền đem thi thể kia đốt thành cho bụi, ngay cả vết máu cũng không còn một mống, phảng phất người nọ chưa bao giờ xuất hiện qua trên đời này. Nguyên lai là Bắc Minh Huyền Cung, thực sự là lão thọ tinh treo cổ, ngại bản thân tính mệnh dài quá a. Lý Vân Tiêu chắp hai tay sau lưng, trong mắt hiện lên sát cơ. Tuy rằng kiếp trước cùng Bắc Minh Huyền Cung không hợp nhau, nhưng hai đời làm người, cừu hận nhạt đi rất nhiều, mặc dù lần trước Bắc Minh Đoạn quyết liên thủ với Hàn Quân Đình đối phó hắn, cũng bởi vì có nhiều việc mà không đi trả thù. Xem ra cần phải đi Bắc Minh Huyền Cung một chuyến. Sắc mặt đám người Lý Thuần Dương đại biến. Tuy rằng sớm có suy đoán phía sau những người này khẳng định không đơn giản, nhưng vừa nghe lại là bảy đại siêu cấp thực lực thì cực kỳ hoảng sợ. Lý Thuần Dương trầm giọng nói. Vân Tiêu, việc này nghìn vạn lần không được kích động, hãy bàn bạc kỹ hơn. Dù sao đối phương cũng là tông môn danh chấn thiên hạ, Lý Vân Tiêu lại cường đại cũng chỉ lẻ loi một mình, làm sao đấu thắng đại phái sừng sững vạn năm. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, đưa mắt nhìn người còn lại nói. Ta mặc kệ các ngươi là người phương nào, phía sau là người nào, nếu lần này bước chân vào điện, cũng đừng nghĩ sống trở về. Về phần là tự mình động thủ, hay là muốn ta đến, chính các ngươi châm trước đi. Đám người đều là hai mặt nhìn nhau, ai có thể không sợ chết. Một võ giả cầu xin tha thứ. Vân Tiêu công tử biết chúng ta vô tội, sao không đi tìm chủ mưu, trả thù bọn chúng. Chẳng lẽ biết phía sau là Bắc Minh Huyền Cung, liền không dám đi. Lý Vân Tiêu nói, có đi hay không đã không có quan hệ gì tới các ngươi, tự sát đi, đừng kéo dài thời gian. Nếu để cho ta xuất thủ, hắc y nhân vừa nãy là kết quả. Ai? Đoạn Tình Sơn tông chủ Lãnh Tinh Ba cảm thán một tiếng, nói. Lúc trước từ biệt, gặp lại đã là âm dương, mặc dù cho tới nay nhằm vào Lý gia không phải ta mong muốn, nhưng hôm nay là chết không oan, chỉ mong Vân Tiêu công tử đừng làm khó dễ người tông môn ta. Nói xong, hắn giương tay, nâng bảo kiếm, hướng trên cổ mình cắt đi. Chậm đã! Lý Thuần Dương quát một tiếng, phi thân mà lên, một đạo chỉ kình đánh vào bảo kiếm, đem kiếm đánh văng ra. Lãnh Tinh Ba vạn niệm đã diệt, một lòng muốn chết, trong tay không có quá nhiều khí lực, bảo kiếm rời tay liền bay ra ngoài, cắm ở trước cửa đại điện, kịch liệt lay động. Lãnh Tinh Ba sầu thảm nói, lão gia tử nghĩ như vậy còn chưa đủ sao? Lý Thuần Dương thở dài nói. Vân Tiêu, thả bọn họ đi đi. Cái gì? Lãnh Tinh Ba sửng sốt một chút, lộ ra thần tình khó có thể tin. Người còn lại thân thể cũng chấn động, tựa hồ chụp được rơm giả cứu mạng,
tất cả đều tha thiết nhìn Lý Thuần Dương, lau nước mắt khóc lên, kêu to tha mạng. Lý Vân Tiêu nhăn mi, nói. Lão gia tử, giết bọn họ, không chỉ ra ác khí, càng là giết gà dọa khỉ. Lý Thuần Dương nói. Ta hiểu được, nhưng những năm gần đây bọn họ cũng là thân bất do kỷ, mặc dù không có bọn họ, cũng sẽ có những người khác làm con cờ này, khó xử những con cờ này có tác dụng gì đâu. Đúng đúng, lão gia tử nói rất đúng, tội gì khó xử những lâu la chúng ta. Mười mấy người cũng phụ họa, vuốt nước mũi cùng nước mắt. Lý Vân Tiêu hừ nói. Bọn họ thiếu chút nữa giết cha cùng ngươi, lẽ nào cứ như vậy để yên? Người trong thiên hạ sẽ cho là người nhà Lý Vân Tiêu ta dễ khi dễ. Lý Thuần Dương nói. Vậy cho bọn họ chút giáo huấn thì tốt rồi. Lần này có thể nhìn ngươi trở về, ta đã đủ hài lòng. Ngày sau Viêm Vũ Thành có ngươi ở đây, những người này sẽ không dám làm càn. Nếu ngươi ở đây, vẫn như cũ có người khác làm càn, vậy giết bọn họ đã không có ý nghĩa. Lý Vân Tiêu nói. Được rồi, mỗi người tự phế đan điền rồi cút đi. À, những vũ giả kia ngốc trệ lên, vẻ mặt cầu xin nói. Nếu phế đan điền, cái này cùng giết chúng ta có gì khác nhau? Đan điền mới là tính mệnh của võ giả a. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, quát. Vậy ngươi đi chết đi. Hỏa quang lóe lên, người mới vừa nói kia nhất thời hóa thành cho bụi, ngay cả kêu một tiếng cũng không, thậm chí phản ứng cũng không, rốt cuộc chết hy lý hồ đồ. A, à, mấy hơi thở sau, người xung quanh mới hồi phục tinh thần lại, từng cái sợ đến không nhẹ. Lãnh Tinh Ba hai tay ôm quyền, nói. Đa tạ Vân Tiêu công tử khoan hồng độ lượng, đa tạ lão gia tử cầu tình. Hắn giơ tay lên, vỗ vào đan điền bản thân, nhất thời một cổ nguyên lực từ trên người tản ra, đánh bay mấy người xung quanh ra ngoài. Phốc, Lãnh Tinh Ba ói ra tiên huyết, liền lung lay hướng mọi người cáo từ, nhặt lên bảo kiếm trước cửa rời đi. Lý Vân Tiêu nhìn theo hắn, nhớ tới Hỏa Ô Đế quốc năm đó, đối phương coi như là thủ hạ lưu tình buông tha hắn một lần, lần này không tổn thương người nhà hắn, cũng không muốn làm khó hắn. Trong mắt Phương Tùng Hạc một mảnh cho nguội, thở dài một tiếng cũng chấn vỡ đan điền, miệng phun huyết, cũng không quên nói lời cảm tạ, chí ít so với dự đoán tốt, bảo vệ một mạng. Hai gã tông chủ cũng tự phế đan điền, người còn lại đều biết chạy trời không khỏi nắng, tất cả đều cắn răng đánh nát đan điền. Khóc giống kêu rên. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Tất cả cút, nước mắt nước mũi người nào ộ uế đại điện liền chết. Những người kia nhất thời không dám khóc, vội vàng đào tẩu. Trong khoảnh khắc, đại điện chỉ còn lại có Tân Như Ngọc, còn có người của Thiên Nguyên, Kim Tiền hai đại thương hội. Cao Thông cũng đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn cũng biết quan hệ giữa Lý Vân Tiêu cùng Thiên Nguyên thương hội, trước là đồng bọn thân mật vô gian, hiện tại là cừu địch. Cao Thông rung giọng nói. Vân Tiêu công tử, ta. Lý Thuần Dương rất sợ Lý Vân Tiêu đại khai sát giới, hôm nay xé rách mặt mũi của Bắc Minh Huyền Cung, không thích hợp đắc tội Thiên Nguyên Thương Hội nữa, vội vàng nói. Cao Thông đại nhân ngược lại cũng không khó xử chúng ta. Dạ, đúng vậy. Cao Thông như chút được gánh nặng, có Lý Thuần Dương biện hộ, chỉ ít liền không chết được, hắn vội vàng nói. Thiên Nguyên Thương Hội vẫn cùng Lý gia thân mật vô gian, trên phương diện làm ăn vãng lai tất cả mọi người đều vui vẻ. Lý Vân Tiêu nói. Được rồi, người lưu lại, đem chiến lược bố cục của Thiên Nguyên Thương Hội ở Viêm Vũ Thành nói ra liền có thể đi. À, Cao Thông sửng sốt một chút, há to mồm nói. Cái này. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, nói. Bản thiếu không có công phu lời vô ích với loại lâu la như ngươi. Lưu lại chiến lược bố cục liền đi, bằng không thì không cần đi. Cao Thông dọa cho giật mình, thầm mắng mình hồ đồ, lúc này còn suy nghĩ nhiều như vậy, vội vàng lấy ra một ngọc giản, đem các loại tin tức lạc ấn vào, hai tay đưa lên, vội vàng mang theo thủ hạ ly khai. Lúc này chỉ còn lại người của Kim Tiền Bang, Tiền Đa Đa ngồi xếp bằng dưới đất, chống đỡ hàn khí xâm lấn trong cơ thể, đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, nói. Ngươi lưu lại đi. Tiền Đa Đa trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhớ tới tình cảnh năm đó lần đầu gặp mặt, lúc này đã khác nhau một trời một vực, một lúc mới phun ra hai chữ nói. Đa tạ. Ha ha ha. Lý Thuần Dương nhìn con cháu mình uy vũ như vậy, nhịn không được cười ha hả. Lý Vân Tiêu nói. Lão gia tử, người triệu tập cao tầng quản lý Viêm Vũ Thành, ta có một số việc muốn thông báo một chút.
Bàn giao. Lý Thuần Dương ngây ngẩn cả người nói. Ngươi lại muốn đi sao? Tiểu tử, ngươi không ở nhiều vài ngày sao? Lý Trường Phong cực kỳ bất mãn, mạnh mẽ đứng lên, sắc mặt giận dữ. Lý Thuần Dương khiển trách nói. Ngươi câm miệng. Hắn biết Lý Vân Tiêu xưa đâu bằng nay, làm những chuyện như vậy chắc chắn thập phần trọng yếu, thậm chí không phải là bọn hắn có thể hiểu rõ, bằng không cũng sẽ không ngừng chạy đông chạy tây. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ xấu hổ nói. Cha, lão gia tử, mấy năm này đích xác không có rảnh rỗi. Lý Thuần Dương vỗ vỗ cánh tay hắn, cười nói. Nam nhi chí ở bốn phương, tranh phách thiên hạ, tốt vô cùng. Vùi ở Viêm Vũ Thành đích xác không thích hợp ngươi, ngươi yên tâm đi ra ngoài đi, cái nhà này ta thay ngươi quản. Lý Trường Phong dầu dĩ không vui, hừ nói. Quản, hiện tại linh khí khô kiệt, tìm không được đầu nguồn mới, làm sao quản? Lý Thuần Dương nổi giận mắng. Ngươi biết cái gì, linh khí của Viêm Vũ Thành còn có thể duy trì vài năm. Lý Vân Tiêu nói. Lão gia tử, hiện tại linh khí đã không là vấn đề. Thậm chí còn có thứ so với linh khí quan trọng hơn, rất nhanh sẽ đầy rẫy toàn bộ Viêm Vũ Thành, sau đó tương lai không lâu, sợ là dưới phiến bầu trời này, tất cả cường giả đứng đầu sẽ lần lượt đến. A, à, tất cả mọi người là trong lòng chấn động, toàn bộ nhìn hắn, không rõ ý gì. Lý Vân Tiêu nói, đây cũng là một trong những chuyện ta muốn giao phó, đợi tất cả mọi người đến đông đủ rồi hãy nói. Sắc mặt của Tiền Đa Đa cũng ngưng trọng. Từ trong trạng thái điều tức phục hồi tinh thần lại, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. So với linh khí còn trọng yếu, mọi người đều là một bụng nghi hoặc, suy nghĩ nát óc cũng không hiểu. Rất nhanh, tất cả cao tầng của Viêm Vũ Thành hội tụ đến. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ xuất hiện, Kế Mông, Chỉ Hàn, Trương Thanh Phàm, còn có những người nổi bật trong học sinh quân, thậm chí là Thiết Lăng năm đó từ hỏa ngư tộc đào sinh ra, vừa thấy được Lý Vân Tiêu. Nhất thời kích động không thôi, lã chã rơi lệ. Lý Vân Tiêu nghe xong Thiết Lăng kinh lịch, trầm mặc một hồi nói. Ngươi an tâm ở Viêm Vũ Thành tu luyện đi, về chuyện báo thù. Năm đó người giết chết hỏa ngư tộc chính là Vi Thanh, lấy thực lực của Thiết Lăng thời khắc này, nếu muốn báo thù, không khác si nhân nằm mơ, hắn cũng không biết làm sao an ủi đối phương. Thiết Lăng cắn răng một cái, nước mắt chảy xuống nói. Thánh sứ đại nhân. Ta minh bạch thực lực kém quá lớn, nhưng ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố gắng. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ở lại Viêm Vũ Thành tu luyện, người sau đó nhất định sẽ trở thành cường giả không dậy nổi. Về phần mối thù của ngươi, cũng là địch nhân của ta, nhưng ta không dám nói chắc chắn báo thù cho ngươi. Nếu có cơ hội, ta sẽ lưu ý. Thiết Lăng nhất thời đại hỉ, kích động nói. Cảm tạ Thánh Sứ Đại Nhân. Cổ Vinh cũng kích động khó mà tự giữ, từ khi Lý Vân Tiêu xuất hiện liền không dám nói lời nào, đứng ở một bên, trong mắt rưng rưng. Ở trong phòng hội nghị, tụ tập hơn 10 người, ngoại trừ những khuôn mặt quen thuộc năm đó ra, còn có một chút cao tầng về sau để bạt lên, toàn bộ là người Lý Thuần Dương tin được. Mọi người nhìn Lý Vân Tiêu, toàn bộ ngưỡng vọng cùng kích động, trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám nói lời nào, đều đang chờ hắn. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua những cao tầng này, trong lòng khẽ thở dài một cái. Tuy rằng mọi người tiến bộ cực nhanh, nhưng so sánh với thế cục bây giờ, căn bản không thể sử dụng, phải mượn lực lượng cường giả trong giới thần bia. Hắn để cho mấy người Tô Liên Y cùng Đinh Linh Nhi cũng từ bên trong ra, tham dự hội nghị. Tiền Đa Đa nhìn hai người này, không khỏi biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lý Thuần Dương tựa hồ không quen loại vắng vẻ này, mở miệng trước nói. Vân Tiêu, tất cả mọi người đến đông đủ, người có cái gì muốn nói liền bàn giao cho mọi người đi. Lý Vân Tiêu gật đầu, liền đem thế cục của thiên vũ giới nói một lần, và sự tình ma chủ phong ấn phá vỡ. Mọi người đâu phải tiếp xúc qua mấy thứ này, đều là nghe mà há to mồm, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Chỉ có Tiền Đa Đa là nhân vật chạm đến cao tầng trên thế giới, trong lòng kinh hãi hơn xa mỗi người. Lúc này đám người Lý Thuần Dương mới hiểu được. Lý Vân Tiêu làm những chuyện như vậy, lấy được thành tựu, còn trên xa bọn hắn đánh giá, tới trình độ bọn họ không cách nào tưởng tượng. Nửa ngày, rất nhiều người còn chưa tỉnh hồn lại, Lý Thuần Dương nhân tiện nói. Vân Tiêu, ngươi nói ta đại khái đều hiểu, nhưng mà thực lực mọi người, ai, ngươi nghĩ chúng ta có thể làm gì cứ nói đi. Lý Vân Tiêu nói,
Hiện tại ma chủ phong ấn phá vỡ, rất nhanh thập phương quy tắc sẽ trải rộng thiên hạ, mà Viêm Vũ Thành làm chỗ gần nhất, cường giả muốn đột phá thần cảnh ở tương lai không xa tất đều phủ xuống. Lấy lực lượng của chư vị nhất định là vô pháp ứng phó, cho nên ta dự định đem Viêm Vũ Thành cùng Thần Tiêu Cung, còn có Thiên Lĩnh Long gia đả thông, lập ra thông đạo cố định, tam gia nhất thể, cộng đồng ứng đối việc tương lai. Đả thông Thần Tiêu Cung cùng Thiên Lĩnh Long gia. Tất cả mọi người là một trận hoảng hốt, loại tồn tại trong truyền thuyết này, khiến người nghe tin đã sợ mất mật, vạn phần ngưỡng mộ, lại muốn cùng Viêm Vũ Thành thành lập thông đạo cố định. Lý Thuần Dương lo lắng nói. Cái này, người ta sẽ đồng ý sao? Lý Vân Tiêu nói. Cái này không là vấn đề, chư vị không cần lo lắng. Đinh Linh Nhi nhìn không được cười nói. Lão gia tử yên tâm đi. Long gia gia chủ cùng Thần Tiêu Cung cung chủ đều là hồng nhan chi kỷ của Vân Tiêu ca ca, sau này mọi người đều là người một nhà, làm sao sẽ không đồng ý. Lý Thuần Dương. Chấm. Mọi người. Chấm. Lý Vân Tiêu. Chấm. Tất cả mọi người ngốc trệ, tự nhiên minh bạch Đinh Linh Nhi nói người một nhà là có ý gì, cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn Lý Vân Tiêu, căn bản không thể tin được. Lý Thuần Dương than thở. Vân Tiêu, thế giới của ngươi chúng ta đã không có thể hiểu được. Ý tứ của Linh Nhi tiểu thư là, người muốn kết hôn Thần Tiêu Cung cung chủ cùng đứng đầu Long gia. Lý Vân Tiêu lúng túng ho khan vài tiếng nói. Đừng nghe nàng chuyện phiếm, chúng ta nói tiếp chính sự. Tuy rằng thế giới của Lý Vân Tiêu bọn họ đã vô pháp lý giải, nhưng mà biểu tình của Lý Vân Tiêu thời khắc này, tất cả mọi người có thể hiểu được, đều là một bộ dáng dấp đã hiểu. Lý Vân Tiêu nói, muốn thành lập liên hệ giữa hai phái, lúc này Viêm Vũ Thành thiếu thốn nhất là người kiến thiết thông đạo, chỉ dựa vào đám người Cổ Vinh đại sư là không đủ. Cổ Vinh sợ đến thiếu chút nữa ngồi dưới đất, hoảng hốt nói. Đừng gọi đại sư, Vân Thiếu chiết sát ta a. Lý Vân Tiêu cười nói. Cổ Vinh, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Năm đó ngươi theo ta, ta liền đồng ý thành tựu tương lai của ngươi. Hôm nay ngươi đã là ngũ giai thuật luyện sư, ta xem ngươi ở bình cảnh đã lâu không đột phá, ta sẽ giúp ngươi tăng lên. A, à, Cổ Vinh cả kinh, trạng thái của mình đã sớm hết thiên phú, căn bản không thể đột phá nữa. Nhưng Lý Vân Tiêu nói hắn không chút hoài nghi, kích động có chút điên cuồng, nhớ tới năm đó lúc mới gặp gỡ, không khỏi may mắn lựa chọn của mình. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói. Việc này liền do Vọng Nguyệt Sinh tới phụ trách, trước thành lập sơ cấp truyền tống thông đạo, sau đó ta lại để cho Thần Tiêu Cung cùng Long gia phái người đến hiệp trợ Viêm Vũ Thành kiến thiết. Dạ. Vọng Nguyệt Sinh vội vàng đáp, lúc này hắn là bát giai thuật luyện sư, thành lập truyền tống cơ sở là không thành vấn đề. Lý Vân Tiêu đột nhiên nghĩ đến Viên Cao Hàn, chẳng biết hắn lúc này như thế nào, nếu có hắn ở đây, việc này liền đơn giản. Hắn tiếp tục nói. Về phần Viêm Vũ Thành phát triển, đợi thiên hạ cường giả tập hợp, dĩ nhiên là phát triển. Hiện tại thương minh rất loạn, chúng ta tạm thời không cần thương hội khác vào ở, sản nghiệp của Kim Tiền Bang cùng Thiên Nguyên Thương Hội ở Viêm Vũ Thành, liền do chúng ta tạm thời thay bọn họ bảo quản. Cái gì? Tiền Đa Đa vô án, cả giận nói. Lý Vân Tiêu, ngươi muốn cướp sản nghiệp của Kim Tiền Bang chúng ta. Lý Vân Tiêu vẫy vẫy tay nói. An tâm một chút chớ nóng, bình tĩnh, là bảo quản, không phải là cướp. Tiền Đa Đa vừa vội vừa giận, nhưng nếu Lý Vân Tiêu thực sự muốn đoạt, hắn một chút biện pháp cũng không có. Hơn nữa từ những tin tức lộ ra kia, lực lượng của Lý Vân Tiêu bây giờ, căn bản không phải Kim Tiền Bang bọn họ có thể chọc nổi. Vừa nghe Lý Vân Tiêu nói sự tình thập phương quy tắc, chư vị ngồi ở đây kém khá xa, không có minh bạch ngụ ý trong đó, nhưng hắn là phi thường rõ ràng, còn kích động nghĩ làm sao đến Viêm Vũ Thành phát triển, có khả năng mượn cơ hội này đem Kim Tiền Bang làm thành đại thương hội đệ nhất thiên hạ. Hiện tại lại nghe Lý Vân Tiêu muốn bảo quản sản nghiệp của bọn họ, hầu như muốn hôn mê bất tỉnh. Lý Thuần Dương cũng lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói. Cái này không tốt lắm đâu. Lý Vân Tiêu nói. Không có gì không tốt, chúng ta thân là đứng đầu Viêm Vũ Thành, chỉnh hợp chút tài nguyên, đây là chúng ta phải làm. Sắc mặt Tiền Đa Đa tái xanh, cắn răng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi không thể quá phận như vậy. Lý Vân Tiêu nói. Ta lưu lại ngươi xuống, đó là báo cho ngươi biết một tiếng, hiện tại không có chuyện của ngươi, có khả năng đi. Tiền Đa Đa. Chấm. Bộ dạng đối phương. Làm ăn ngươi thì thế nào a?
Lý Vân Tiêu không để ý đến hắn nữa, nói. Tô Liên Y đại nhân, Linh Nhi, sau này Viêm Vũ Thành Thương hội liền do các ngươi toàn quyền tiếp nhận. Hiện tại chỉnh đốn lại Kim Tiền Bang cùng Thiên Nguyên Thương hội trong Viêm Vũ Thành, cấu thành thương hội mới. Sau đó phàm là thương hội tiến nhập Viêm Vũ Thành, đều phải tiếp thu thương hội chúng ta quản lý. Ninh Linh Nhi có chút lo lắng nói. Cái này tựa hồ vi phạm quy tắc thương minh, tùy ý chiếm đoạt thương hội người khác, hơn nữa phong bế cách thức quản lý, sợ sẽ dẫn đến thương hội khác kính nhi viễn chi. Tiền Đa Đa cả giận nói. Các ngươi đây là đang tự chịu diệt vong. Lý Vân Tiêu khinh miệt nhìn hắn một cái, cười nói. Hiện tại thương minh loạn thành một đoàn, chúng ta có khả năng thành lập quy tắc của mình, đợi lúc cần mở lại phóng xuất. Phải biết rằng thập phương quy tắc vừa ra, còn có linh khí bị phong ấn 10 vạn năm chút xuống, đến lúc đó Viêm Vũ Thành tấc đất tấc vàng, giá hàng trở mình gấp 10 gấp trăm lần, thành trì lại mở rộng thập bội cũng không nói chơi. Sắc mặt Tiền Đa Đa tái nhợt, mím môi không nói lời nào. Lý Vân Tiêu nói đích xác không sai, hắn đây là muốn đem tài nguyên lớn nhất của Viêm Vũ Thành nắm trong tay, thương hội khác mặc dù tiến đến, cũng sẽ bị bọn họ quản khống, chẳng biết có thể phân bao nhiêu lợi ích. Ninh Linh Nhi sửng sốt, hai mắt dần dần tỏa sáng. Cái này coi như là một lần nữa thành lập quy tắc thương minh, lấy Viêm Vũ Thành làm trung tâm, trước tiêu hóa tài nguyên nội bộ, đợi sau đó lại đi ra Viêm Vũ Thành cùng ngoại bộ cạnh tranh. Hơn nữa thập phương quy tắc sẽ lan vào thiên địa, không có mấy trăm năm thời gian là không thể nào, nói cách khác Viêm Vũ Thành thương hội có mấy trăm năm thời gian hoàng kim, cũng đủ phát triển trở thành thương hội danh chấn thiên hạ. Tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Lý Vân Tiêu nói đích xác không sai, khối bánh Viêm Vũ Thành này đích xác không cần cùng người khác phân chia. Lý Vân Tiêu nói, hình thức thương minh ở Tân Duyên Thành chúng ta có khả năng phỏng theo, phàm là cường giả vào ở Viêm Vũ Thành, phải thực hiện khế ước cùng Viêm Vũ Thành cộng đồng tiến thối, mượn lực khế ước cùng hứa hẹn ước thúc võ giả trong thành, chỉ cần quy củ cùng trật tự tạo dựng lên, phía sau tất cả đều dễ làm. Tô Liên Y hưng phấn nói, phàm là người có thực lực trùng kích thần cảnh. Quyết phải định ra khế ước, định rồi liền tuyệt không thể vi phạm. Bằng không sản sinh tâm ma, giảm xác suất trùng kích thần cảnh, ai cũng không dám chơi cái phiêu lưu này. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Kiến thiết trong thành liền làm phiền các ngươi. Tô Liên Y vội nói. Đây là chúng ta phải làm. Trong lòng Lý Thuần Dương cả kinh, tựa hồ nghe ra cái gì, nói. Vân Tiêu, ngươi lại muốn đi. Lý Vân Tiêu nói. Phải. Bắc vực tiên cảnh mở ra, sợ là ngay ngày gần đây, ta phải chạy tới. Vĩnh sinh chi giới trong truyền thuyết là chỗ thành thần mở ra, thật có thể thành thần hay không đã không trọng yếu, nhưng lần này chắc chắn quần hùng tập hợp, ta phải đi tham gia náo nhiệt. Ninh Linh Nhi cười nói. Quần hùng thiên hạ nằm mơ cũng không nghĩ ra Viêm Vũ Thành mới thật sự là chỗ thành thần, Vân Tiêu ca ca tiện thể đem tin tức này truyền đi, như vậy Viêm Vũ Thành rất nhanh sẽ thành đệ nhất thiên hạ thành. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, thoáng cái khuếch tán quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, nếu tất cả cường giả thiên vũ giới trong nháy mắt tới Viêm Vũ Thành, ta cũng chống đỡ không được. Hãy để cho nó tự lây nhiễm, dẫn tới mọi người từng cái đến đây mới tốt, như vậy mới có thể tiến hành dẫn đạo, tạo dựng lên quy củ. Lý Thuần Dương than thở, thế giới của ngươi đã viễn siêu chúng ta tưởng tượng, ngươi muốn làm gì liền làm đi. Hiện tại Viêm Vũ Thành có truyền tống trận thông hướng ba vực khác. Là dưới sự tương trợ của Thiên Nguyên cùng Kim Tiền Thương hội từng bước tạo dựng lên. Đối với Lý Vân Tiêu quy hoạch, bọn họ nói không ra nửa điểm ý kiến, chỉ có thể tận lực hỗ trợ. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Mọi người cẩn thận là hơn, ta sẽ lưu ý an bài một số người tương trợ. Dù sao sự tình trọng đại, hắn đối với mọi người an nguy vẫn là vô cùng lo lắng, trừ khi đã thông thông đạo thần Tiêu Cung cùng Long ra, mới hoàn thành phân nửa. Vì vậy đem đám người tân thần, Mạc Tiểu Xuyên, Hắc Liên Thiểu Hoàng, Đoạn Việt, Nhạc Cửu Lâm, Huyền Lôi Kinh Vân Hống, còn có ác linh phụ thân xú yêu trong giới thần bia ra, trấn thủ Viêm Vũ Thành. Có những người này ở đây, coi như là siêu phàm nhập thánh thông thường cũng không có khả năng công phá. Dặn dò các hạng công việc xong, liền cùng mọi người nói lời từ biệt. Trạm kế tiếp của hắn cũng không phải là truyền tống đi Bắc Phực, mà là mang theo Tân Như Ngọc đi Thiên Châu Môn. Năm đó ở trong Thiên Châu Môn thu được Minh Nguyệt Thần Thể truyền thừa, cũng chính là Quang Minh Ngọc Lưu Ly Thân, hiện tại hầu như có khả năng khẳng định, truyền thừa chi địa đó chính là Nam Vực Vương Hiểu Phong lưu lại.
mà Tân Như Ngọc có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến lục môn, hẳn là có cao nhân chỉ điểm. Mấy canh giờ sau, liền bay tới Thiên Châu Môn, chỗ truyền tống. Nhìn lại bốn phía, trước mắt đều là tương khảm Đông Hải Nguyệt Minh Châu, nhưng mà quang mang lờ mờ, như là trải qua tuế nguyệt ăn mòn, đã không có loại sáng bóng như trước. Năm đó ly khai Nam Vực, thì ở chỗ này đạt được quang minh ngọc lưu ly thân truyền thừa, không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngươi thực sự không muốn nói phía sau là người phương nào. Lý Vân Tiêu ném Tân Như Ngọc xuống đất, giống như người chết, Tân Như Ngọc vẻ mặt cho nguội, không có bất kỳ thần thái. Lục môn bị phế, cho dù có thể sống, cũng là phế vật, huống chi Lý Vân Tiêu còn chưa nhất định để cho hắn sống. Lý Vân Tiêu nói, ngươi dám tổn thương cha ta, là cắt đứt đường sống. Cho ngươi nói là nể tình ta ngươi đều có quang minh ngọc lưu ly thân, cho nên cho ngươi chết tử tế, ngươi đã không quý trọng, cơ hội liền mất. Thân thể Tân Như Ngọc run một cái, đột nhiên cả kinh kêu lên. Quang minh ngọc lưu ly thân, ngươi cũng biết Minh Nguyệt thân thể này là quang minh ngọc lưu ly thân. Ha ha ha, ngươi dám giết ta, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi nhất định sẽ chết, nhất định sẽ bị người nọ giết chết, ha ha ha. Ta là hắn một tay bồi dưỡng truyền thụ, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Tân Như Ngọc cuồng thiếu một trận, đột nhiên thanh âm ngừng lại. Hắn phát hiện Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, gương mặt châm chọc cùng đồng tình. Lý Vân Tiêu nói, người nọ có giết ta hay không với người có can hệ gì? Người không thấy được nắng sớm ngày mai, lại để ý người khác sinh tử lấy làm vui, thật đáng buồn, nhưng ngoại trừ ý dâm cuối cùng này, người sống còn có ý nghĩa gì? Tân Như Ngọc ngẩn ra, vô tận sợ hãi lập tức từ nội tâm lan tràn, hắn vốn là tiền đồ vô hạn, vốn phải đứng ở đại lục đỉnh phong, mà không phải chết ở trong sơn động âm u này. Không, không nên, bỏ qua cho ta đi, cứu, cứu ta. Nội tâm hắn điên cuồng quát lên, nhưng yết hầu như bị đập, không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Thân thể không tự chủ được bay lên, huyền phù trên không trung, sau đó thống khổ cực độ từ chỗ sâu trong linh hồn truyền đến. Hắn hoảng sợ phát hiện hồn phách của mình không ngừng bị rút ra. Ầm ầm, Tân Như Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc giống như nổ tung, liền mất đi chi giác, hai mắt vô thần, trên mặt dại ra. Thần thức của Lý Vân Tiêu trực tiếp mở linh đài thức hải, bắt đầu tìm tòi ký ức. Một lúc sau, thân thể Tân Như Ngọc rơi xuống ở trung ương sơn động, bị Đông Hải Nguyệt Minh Châu bốn phía chiếu rọi có chút sầu thảm, khóe miệng vẫn hàm chứa dáng tươi cười ngây ngốc, triệt để ngu dại. Lý Vân Tiêu tiện tay điểm một chút, phanh một tiếng, thân thể hắn lập tức thiêu thành cho tàn. Nể tình đều là quang minh ngọc lưu ly thân truyền thừa, vậy cũng là thương hại ngươi. Sau đó thanh quang lóe lên, Lý Vân Tiêu liền biến mất ở trong sơn động. Ngày hôm sau, Viêm Vũ Thành liền ra sân khấu số lớn quy củ, đảo qua không khí suy tàn, mở rộng cửa lộ, đồng thời xây dựng thêm rầm rộ. Tất cả mọi người suy đoán không ngớt. Càng nhiều suy đoán hơn là dị tượng xuất hiện lần nữa, không chỉ có mang đến đại lượng linh khí, hơn nữa tìm được linh khí chi nguyên, nên để cho Viêm Vũ Thành nắm chắc phát triển. Mà đồng thời để cho mọi người giật mình không thôi chính là, thành chủ phủ trực tiếp phái người tiếp thu hai thương hội lớn nhất trong thành, Thiên Nguyên cùng Kim Tiền, bắt đầu chỉnh hợp thành Viêm Vũ Thành thương hội. Hai thương hội thậm chí thoáng phản kháng cũng không có, cứ như vậy phục phục thiếp thiếp bị chỉnh hợp. Kim Tiền Thương hội thậm chí đánh ra cờ hiệu hoan nghênh cùng hỗ trợ thành lập Viêm Vũ Thành Thương hội, tuyên bố vô điều kiện đem tất cả tài sản ở Viêm Vũ Thành trao cho Viêm Vũ Thành Thương hội, đồng thời kỳ vọng đây đó còn có thể thành lập trường kỳ hợp tác hữu nghị. Tương lai không chỉ thế cục thiên hạ sẽ phát sinh biến đổi, hơn nữa thế cục thương minh cũng sẽ sản sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn cũng là người thức thời, lập tức làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Mặc dù đối phương ăn ngươi một miếng thịt, nhưng người vẫn phải cười nói ăn ngon không, hoan nghênh ăn nữa. Một thời gian sau, Tiền Đa Đa quyết định liền mang đến cho Kim Tiền Bang chỗ tốt khó mà lường được, có thể để Kim Tiền Bang ở thời đại dung chuyển này có thể tiếp tục kéo dài trên đỉnh đại lục. Mấy ngày sau, ở Bắc Hải, trên một tòa đảo nhỏ. Người đến người đi như nước chảy, nhưng trên mặt người người đều ngưng trọng, nơi đây tràn đầy một bầu không khí giới nghiêm. Xin hỏi các hạ có thân phận bài không? Ở trước một truyền tống trận, hơn 10 người được truyền tới tất cả đều móc ra một ngọc bài lam sắc, chứng minh thân phận của mình, liền vội vã ly khai. Mà một nam tử trẻ tuổi áo xanh trong đó cũng sửng sốt một chút, hiển nhiên không có ngọc bài. Thủ vệ lập tức cảnh giác, tiến lên hỏi.
Hơn nữa trên người nam tử áo xanh không có nửa điểm nguyên lực ba động, nhưng khí chất bất phàm, khiến thủ vệ càng không dám chậm trễ. Tuy có hơn 10 đạo khí tức khóa nam tử áo xanh, nhưng nói tới nói lui còn là khách khí, dáng vẻ cung kính. Nam tử kinh ngạc nói. Cần thân phận lệnh bài sao, đại luân đảo ta đã tới mấy lần, chưa từng nghe qua có thứ này. Thủ vệ kia vội nói. Nguyên lai trước kia các hạ đã tới. Gặp các hạ khí chất bất phàm, nói vậy cũng là con em thế gia. Gần đây Bắc vực tiên cảnh mở ra, toàn bộ đại luân đảo cũng đề phòng, tất cả người được phép ra vào sớm đã có thân phận ngọc bài. Nam tử nói. Thì ra là thế, nhưng ta không có thân phận ngọc bài, chỉ có cái này. Hắn lấy ra một khối thiết bài, phía trên có một đạo phù văn biến thành tinh hồng sắc. Chi, thiên tiệm lệnh. Thủ vệ kia lại càng hoảng sợ, cho là mình nhìn lầm, không khỏi đem mắt trợn to vài phần, quả nhiên không sai, vật này là không thể giả mạo. Mấy ngày qua người giữ thiên tiệm lệnh đến tịnh không phải số ít, nhưng không có chỗ nào mà không phải là cường giả đương đại, mà người trước mắt này vừa nhìn lại tuổi trẻ như thế. Thủ vệ vội vàng khom người bái kiến, nói. Xin đại nhân báo danh tính. Lý Vân Tiêu. Nam tử đạm nhiên nói. Thủ vệ cả người run lên, vội vàng nói. Nguyên lai là Vân Tiêu đại nhân, mau mau mời vào. Danh vọng cùng địa vị của Lý Vân Tiêu ở lánh đời tông môn, nhất thời không thể có hai, hầu như người người đều biết. Lập tức từ bên hông lái tới một chiếc chiến xa đẹp đẽ quý giá, phía trên nạm vàng khỏa ngọc, do hai long mã kéo xe. Long mã là yêu thú đặc trưng của thiên tiệm nhai, chẳng biết làm sao đào tạo ra, hành không, bôn lục, đạp thủy, trong thiên hạ bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Thủ vệ kia hơi nghiêng, khom người nói. Vân Tiêu đại nhân, mời lên xe, long xa này sẽ mang ngài tới lối vào tiên cảnh. Lý Vân Tiêu nói. Long liễn chân quý như thế, thiên tiệm nhai thật đúng là nhiệt tình. Thủ vệ kia ngượng ngùng cười nói. Đây là đế phẩm long liễn, mặc dù là thiên tiệm nhai cũng không có nhiều. Theo tiểu nhân biết, toàn bộ thiên tiệm nhai sẽ không vượt qua 10 cỗ. Chiếc đế phẩm long liễn này là Nam Khâu Vũ đại nhân tự mình dặn dò, chuyên giao cho Vân Tiêu đại nhân dùng. Lý Vân Tiêu nhìn lại, hai long mã này quả nhiên cùng những thứ khác có chút khác nhau, phía sau hai cánh mơ hồ có thanh quang chớp động, chính là lôi điện trúc tính, hơn nữa bốn vó thải đạp, mơ hồ có hỏa quang hiện lên. Mặc dù là thể trạng cũng lớn hơn long mã phổ thông một chút. Khó được Nam Khâu Vũ có tình như vậy, bản thiếu từ chối thì bất kính. Lúc này thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, an vị trên long liễn. Thủ vệ vội vã nghiêng người, nói. Đại nhân đi thong thả, còn có, ở trong toàn bộ lĩnh vực mà hải ngoại thế gia quản hạt, long mã này thông hành không trở ngại. Lý Vân Tiêu gật đầu một cái nói. Thần Tiêu cung cùng long gia có người tới chưa? Thủ vệ vội đáp, hai phái sớm có người đến, bất quá, bọn họ lại mang đến nhóm lớn võ giả, mỗi một thiên tiệm lệnh chỉ có thể thông hành một người, cho nên người hai phái tạm thời vẫn ở lại trên đảo. Lý Vân Tiêu hỏi rõ phương vị, thần niệm khẽ động, long mã lập tức hiểu ý, ngẩng đầu dẫm trận. Trên lưng lôi xí lóe lên, bốn vó bước ra, thoáng cái liền tiêu thất ở tại chỗ. Toàn bộ đại luân đảo có mấy vạn dặm, giống như là một lục địa nhỏ. Nhưng tốc độ của đế phẩm long liễn cực nhanh, sau nửa canh giờ, liền đến bầu trời một mảnh kiến trúc. Phiến kiến trúc này cách trung tâm đại luân đảo có chút xa, nhưng nhân số không ít, thần thức của Lý Vân Tiêu đảo qua, liền cảm giác được có mấy nghìn người. Chính là người từ Thiên Vũ Đại Lục đến, tất cả đều an bài ở khu vực này. Tọa độ trên thiên tiệm lệnh đã hoàn toàn hiện lên, rất nhiều người đã xuất phát, nhưng tùy tùng mang tới chỉ có thể ngưng lại trên đảo. Đột nhiên trong phiến kiến trúc cũng truyền đến một đạo thần thức cực mạnh, hướng long liễn chiến xa bay đến. Thần niệm của Lý Vân Tiêu cùng đối phương vừa tiếp xúc, đạo thần niệm kia nhất thời run lên, kích động không thôi. Lập tức phía dưới quang mang lóe lên, khúc hồng nhan liền xuất hiện ở trước chiến xa, vui vẻ nói. Phi Dương, ngươi rốt cuộc đã tới. Khúc hồng nhan có chút mừng đến chảy nước mắt, trong mắt chớp động quang mang, điềm đạm đáng yêu. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, từ trên chiến xa bay xuống, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, ôn nhu nói. Cho ngươi lo lắng rồi. Khúc hồng nhan đem gương mặt dán ở trong ngực Lý Vân Tiêu, rõ ràng nghe tim đập của đối phương, giờ khắc này hai người hầu như dung nhập vào một. Khúc hồng nhan chỉ cảm thấy đặc biệt an tường, mấy ngày qua nôn nóng bất an triệt để tiêu thất,
trong ngực Lý Vân Tiêu giống như là địa tuyền ấm áp, thư thái toàn thân nàng, thoải mái không nói ra được. Loại cảm giác này giống như là tìm được nơi mình quy túc, không chỉ có trên thân thể, còn là tâm linh quy túc. Phu quân. Đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh của Phi Nghê, hai chữ nói nhẹ vô cùng, kinh ngạc nhìn hai người, hai gò má ửng đỏ, có chút xấu hổ. Lý Vân Tiêu cùng Khúc Hồng Nhan nhất thời xa nhau, hai người đều không được tự nhiên. Phi Nghê cười hì hì nói. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Khúc Hồng Nhan e thẹn cười, mắng. Người cô gái nhỏ này, sợ là nội tâm ngũ vị tạp trần, bình giấm chua cũng lật đi. Phi Nghê híp mắt cười nói. Làm sao có thể chứ, phu quân cùng tỷ tỷ rất xứng đôi, như thần tiên trong người, muội muội chỉ có hâm mộ a. Khúc Hồng Nhan nói. Ta ngươi là tỷ muội, cũng không cần xa lạ như vậy. Trong lòng Phi Nghê vui vẻ, kích động nói. Tạ ơn tỷ tỷ. Những lời này đại biểu nội tâm Khúc Hồng Nhan đã tiếp nhận nàng. Đây là một việc lo lắng nhất tới nay, rốt cục tảng đá rơi xuống đất, lập tức nghĩ trời cao đất xa, thiên địa mở mang, mỹ hảo không nói ra được. Khúc Hồng Nhan cười nói. Phi Dương, sau này ngươi nên hảo hảo đối đãi Phi Nghê muội tử. Trong lòng Lý Vân Tiêu âm thầm kỳ quái, hai người này trước rõ ràng là có địch ý, làm sao thoáng cái liền thân mật. Nhưng trạng thái này hắn tự nhiên là vui mừng. Phi Nghê tiến lên. Lôi cánh tay của Lý Vân Tiêu dựa vào, ôn nhu nói. Nghe Hồng Nhan tỷ tỷ nói phu quân bị quấn vào không gian phong bạo, sợ đến Phi Nghê đã nhiều ngày không được an bình, may mà lão thiên có mắt, để cho phu quân hoàn hảo không hao tổn trở về. Khúc Hồng Nhan cười nói. Không chỉ hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa còn đúng lúc tiên cảnh mở ra. Đồng tử nàng đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Phi Dương, tu vi của ngươi. Phi Nghê cũng ngẩng đầu lên, nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đồng dạng giật mình nói. Phu quân, tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra, sao ta không cảm giác được nửa phần nguyên lực ba động? Sắc mặt hai người thoáng cái trắng bệch, một người là đăng phong tạo cực, một người người mang thiên phượng huyết mạch, cũng không cảm giác được nguyên lực ba động trên người Lý Vân Tiêu, đó chỉ có thể nói một điểm, chính là trên người Lý Vân Tiêu xác thực không có nguyên lực chảy xuôi. Trong mắt Khúc Hồng Nhan tuôn ra sát ý vô tận, cắn răng nói. Là ai đã hạ thủ? Trong hốc mắt nàng chớp động nước mắt, rốt cục nhịn không được nhỏ giọt xuống. Phi Nghê cũng che miệng, nước mắt ở trong hốc mắt xoay chuyển, khó mà tin được, nhưng vô luận cảm giác như thế nào, trên người Lý Vân Tiêu giống như là tử thủy, không có nửa điểm rung động. Hai người đều là tay rét chân run, cho rằng Lý Vân Tiêu bị người hủy căn cơ vũ đạo. Đây đối với hắn đã từng quát tháo thiên hạ sẽ là bao nhiêu đả kích. Phu quân, vô luận người biến thành bộ dáng gì, Phi Nghê thủy chung cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Phi Nghê cũng nhìn không được khóc lên, hai mắt rơi lệ, nhưng không dám khóc thành tiếng, rất sợ xúc động Lý Vân Tiêu. Khúc Hồng Nhan cũng cắn răng gật đầu nói. Thiếp thân cũng vậy, nguyện cùng chàng bách niên giai lão. Lý Vân Tiêu thấy hai người thoáng cái liền không khống chế được lệ rơi, liền ngẩn ra. Cảm giác giải thích không được, cũng không biết làm sao thoải mái. Trực tiếp phóng ra một cổ khí tức cường đại, hướng hai nàng đè tới. Nước mắt trên mặt hai người nhất thời dừng lại, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, Khúc Hồng Nhan giật mình nói. Đây là lực lượng gì, cuồn cuộn như biển, hoàn toàn cảm giác không ra nguyên lực, nhưng càng thần thánh thuần túy, tựa hồ lại càng gần đại đạo. Chẳng lẽ Phi Dương lại lấy được cơ duyên? Lý Vân Tiêu gật một cái nói. Việc này nói rất dài dòng, ta cũng đang muốn đàm luận thương nghị với các ngươi. Cổ lực lượng này là thần dịch lực. Thần dịch lực. Hai người đều thất thanh kêu lên, lấy học thức của các nàng, tự nhiên biết thần dịch lực là vật gì. Lý Vân Tiêu nói. Các ngươi không cần kinh ngạc, đợi ta từng cái nói đến, ta lúc này đã chân chính bước vào thần cảnh, là quy chân thần cảnh. Bước vào thần cảnh. Lời này vừa nói ra, lại làm sao có chuẩn bị tâm lý. Hai nàng cũng cả kinh há to mồm. Lúc này Lý Vân Tiêu bấm tay niệm thần chú, bày ra kết giới, để phòng có người nghe trộm, đem chuyện phong ấn chi địa cùng Viêm Vũ Thành nói một lần, nghe mà hai người ngây ra như phỗng. Phi Nghê kinh ngạc nói. Nếu Viêm Vũ Thành xuất hiện cơ hội phong thần, như vậy Bắc vực tiên cảnh cùng vĩnh sinh chi giới. Lý Vân Tiêu nói. Đối với chúng ta mà nói đích xác không cần, nhưng đi xem một chút cũng không sao.
dù sao vĩnh sinh chi giới hưởng dự mấy vạn năm, tất có điều kỳ lạ. Đợi cuộc hành trình tiên cảnh kết thúc, các ngươi liền đi Viêm Vũ Thành đột phá, cũng đồng thời tọa trấn Viêm Vũ Thành, bảo đảm ba địa phương đã thông thông đạo. Khúc Hồng Nhan sau một lúc mới hồi phục tinh thần lại, ngưng thanh nói. Việc này nếu không có Phi Dương nói, ta là tuyệt không tin. Phong ma chi ấn tổn hại, thập phương quy tắc trở lại thiên địa, có thể nói sự kiện lớn nhất 10 vạn năm qua, ảnh hưởng sâu khó mà đánh giá. Ta lập tức để cho Hoa Thường dẫn người đi Viêm Vũ Thành tọa trấn trước. Phi Nghê cũng lập tức phản ứng lại, nói. Ta cũng lập tức phái mấy trưởng lão dẫn người tới. Hiện tại tiếng gió thổi còn chưa tiết lộ, hơn nữa tất cả cường giả tập hợp Đại Luân Đảo, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người đi Viêm Vũ Thành, chúng ta trước chiếm địa lợi, bố trí thỏa đáng. Lý Vân Tiêu nói, như vậy ta liền yên tâm, phải đem Viêm Vũ Thành ở trong ngắn hạn chế tạo thành tường đồng vách sắt như thất đại thế lực, thậm chí vượt lên thất đại thế lực. Khúc Hồng Nhan nói, nếu cơ hội thành thần đã có, Bắc Vực tiên cảnh chúng ta ngược lại không vội, trước triệu tập người hai phái lại, chủ tính kế hoạch rõ ràng, phân công công việc, sau nữa lại đi tiên cảnh cũng không trễ. Phi Nghê hưng phấn cười nói, tỷ tỷ nói rất đúng, hiện tại muội tử không muốn đi tiên cảnh, ước gì bay thẳng tới Viêm Vũ Thành. Ba người từ không trung bay xuống, Khúc Hồng Nhan cùng Phi Nghê lập tức triệu tập người hai phái, rất nhanh ở trong một gian đại điện gặp mặt. Cao tầng hai phái hầu như đều nhận thức Lý Vân Tiêu, thấy hắn một người trên ghế, Khúc Hồng Nhan cùng Phi Nghê chỉ là ngồi hai bên, đều là lòng có bất mãn, nhưng không thể tránh được. Sắc mặt của Lạc Xuân Nhu như là bôi sáp nói. Nguyên lai cung chủ đại nhân chậm chạp bất động, là vì chờ cổ Phi Dương. Nếu lầm tiến nhập vĩnh sinh chi giới, bỏ lỡ cơ hội thành thần, sợ sẽ tạo thành thiên cổ di hận cho Thần Tiêu Cung. Không ít trưởng lão Thần Tiêu Cung đều nhăn mi, tuy Lạc Xuân Nhu ở Thần Tiêu Cung căm thù Khúc Hồng Nhan, nhưng lúc này dù sao có người Long Gia ở đây, không nể mặt tông chủ như vậy, tổn thất là cả Thần Tiêu Cung. Sắc mặt Di Chỉ Hàn cũng trầm xuống, lạnh lùng nói. Lạc Xuân Nhu, nếu ngươi không nhịn được, liền để thiên tiệm lệnh lại, bản thân quay về Thần Tiêu Cung đi. Sau khi Lạc Xuân Nhu đạt được thiên tiệm lệnh liền không có sợ hãi, nhưng cũng không dám đắc tội Di Chỉ Hàn, hừ một tiếng liền không ra tiếng. Lý Vân Tiêu nhìn đến nói. Xuân Nhu trưởng lão đã có thiên tiệm lệnh, sao không đi trước đi? Lạc Xuân Nhu ha ha cười lạnh nói. Ngươi cho là lão thân không muốn đi trước, nếu không phải cung chủ mạnh mẽ muốn đợi ngươi, tất cả mọi người đã đi trước. Lý Vân Tiêu cười, dùng tay làm dấu mời nói. Thực xin lỗi, Xuân Nhu trưởng lão cứ đi trước đi. Lạc Xuân Nhu sửng sốt, đảo mắt nhìn Khúc Hồng Nhan. Khúc Hồng Nhan cũng lạnh nhạt nói. Nếu Phi Dương nói ngươi đi trước, vậy ngươi liền đi trước đi. Tất cả người Thần Tiêu Cung cùng Long Gia đều nghe mà khẽ nhíu mày, đại sự của Thần Tiêu Cung, cư nhiên nghe Lý Vân Tiêu, hơn nữa nhìn Khúc Hồng Nhan, tựa hồ là có ý định nói như vậy, mục đích chính là vì thành lập uy tín cho Lý Vân Tiêu. Di Chỉ Hàn suy ngẫm thoáng cái, nhân tiện nói. Vậy ngươi liền đi trước đi, cổ Phi Dương tụ người hai phái chúng ta, cũng không biết là chuyện gì, có khi sẽ mất rất nhiều thời gian, miễn cho làm trễ nãi ngươi đi Bắc Vực tiên cảnh. Ngươi đi trước đi. Lạc Xuân Nhu nhất thời đại hỉ nói. Ta liền đi trước một bước, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Cung Chủ Đại Nhân, cáo tử, ha ha ha. Lạc Xuân Nhu nhìn không được cười to vài tiếng, liền thi triển độn thuật, lóe lên tiêu thất ở trong đại điện. Người Long Gia đều nhìn Phi Nghê, mặc dù cũng có người lòng mang bất mãn, nhưng không dám nói ra. Người lòng dạ mãnh liệt khó lường sớm đã bị Phi Nghê đánh thành dị kỷ, tuyệt sẽ không cho bọn họ không gian bay lên. Cho nên đều lưu lại ở thiên lĩnh, những người có thể mang ra ngoài đều là người một nhà, ít nhất là biết nghe lời. Mặc dù Khâu Mục Kiệt ở lại thiên lĩnh, nhưng không phải là người Long Gia, đối với Lý Vân Tiêu cũng không khách khí, chỉ có hắn mới dám biểu lộ bất mãn, hừ nói. Có chuyện gì thì nói đi, vì chờ ngươi đã làm trễ nãi rất nhiều thời gian. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. An tâm một chút chớ nóng, đợi ta nói ra. Có thể ngươi sẽ không muốn đi Lang Hoàn Thiên A. Chư vị có khả năng tinh tế cảm thụ cổ lực lượng này một chút. Nói xong, một cổ sức mạnh cuồn cuộn to lớn từ trên người dâng trào ra, như mưa móc rơi xuống, rơi ở trên thân mọi người. Ở đây không có chỗ nào mà không phải là cường giả, không khỏi lộ ra kinh sắc, loại lực lượng này như sương như khói, như nguyệt như nước, quang huy mà thánh khiết,
lấy kiến thức rộng rãi của bọn họ, lại chưa từng thấy qua. Tuy rằng xa lạ, nhưng trong lòng rất nhiều người lại hiện lên rung động, ở dưới cổ lực lượng này làm dịu, nội tâm cảm thấy vô cùng an bình, tựa hồ chậm rãi ở trong tâm mở ra một đại môn, khiến người vô hạn hướng tới, lại không thể với tay. Mặc dù không thể với tay, nhưng lại cảm thụ được thiên đạo phiêu miểu, lực lượng vô cùng vô tận. Lý Vân Tiêu lặng lặng ngồi ở phía trên, áo xanh cẩm phục, mắt như lưu tinh, tựa hồ xem tất cả quang cảnh trong điện, chỉ để lại ngưỡng vọng cho mọi người. Đây là thần dịch lực. Đột nhiên cả người Di Chỉ Hàn run rẩy, bật thét lên, khó mà tự giữ loạn chiến, triệt để không có phong độ. Thần dịch lực. Tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt, sau khi ngắn ngủi giật mình, cũng kinh hãi nhìn Lý Vân Tiêu, có chút dại ra. Khâu Mục Kiệt đè nén nội tâm kinh hãi, chật vật nuốt nước miếng, nói. Ngươi đã bước vào thần cảnh. Lý Vân Tiêu gật đầu một cái nói. Phải. Cổ khí tức uy áp vừa thu lại, trong lòng mọi người lạc lõng, giống như là bị người lấy đi cái gì. Nghe được Lý Vân Tiêu thừa nhận, trong điện một mảnh tĩnh mịch, không có chút âm thanh nào. Đầu óc mỗi người đều dại ra, hoàn toàn không cách nào tự hỏi. Cảnh giới tiêu thất 10 vạn năm. Tái hiện nhân gian, cái này ý vị như thế nào? Khâu Mục Kiệt ước ao đố kỵ, thậm chí có thất lạc, tự giễu nói. Ha ha, vẫn là ngươi đi ra bước này trước. Vô số năm qua, vô số thiên tài, vô số thăm dò, không có chỗ nào mà không phải là lấy thất bại kết thúc. Lý Vân Tiêu, ngươi quả nhiên là 10 vạn năm qua đệ nhất thiên hạ. Trong lòng mọi người đều run lên, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, người trước mắt, đúng là 10 vạn năm qua đệ nhất nhân. Trong điện vẫn yên tĩnh như chết, tuy rằng thần dịch lực uy áp thu liễm trở lại, nhưng bầu không khí càng áp lực, tất cả mọi người là hai tay đổ mồ hôi lạnh, rất sợ lên tiếng. Khâu Mục Kiệt nói, có thể là bởi vì thánh khí a, có tin đồn người đạt được thánh khí, mới có thể nhìn lén một đường cơ hội thành thần. Lý Vân Tiêu cười nói, Mục Kiệt đại nhân suy nghĩ nhiều, chư vị cũng đều suy nghĩ nhiều. Bản thiếu có thể bước vào thần cảnh. Là bởi vì thập phương quy tắc tái hiện nhân gian, sau ngày hôm nay, sẽ không có siêu phàm nhập thánh tồn tại nữa, tất cả mọi người đang ngồi ở đây, đều có cơ hội bước vào thần cảnh. Nhìn mọi người kinh ngạc, Lý Vân Tiêu lập tức đem ngọn nguồn tỉ mỉ nói một lần. Toàn bộ đại điện nhất thời rầm một tiếng nổ tung, các loại kinh hãi cùng kích động, không ít người nói năng lộn xộn. Dù sao chuyện này quá mức kinh hãi, nếu không phải trước đó cảm nhận được thần dịch lực uy áp, căn bản sẽ không tin tưởng. Di Chỉ Hàn cũng rung giọng nói. Phi Dương đại nhân, quy tắc thả ra ở nơi nào? Xin cho tọa độ. Đúng vậy, xin cho tọa độ. Mọi người thoáng cái yên tĩnh lại, chăm miệng một lời. Lý Vân Tiêu quét mọi người một cái nói. Tọa độ tạm thời không có, nhưng ngay phụ cận Viêm Vũ Thành. Đây cũng là mục đích ta triệu tập chư vị tới, vừa nãy đã nói, tất cả mọi người đều có cơ hội thành thần. Đương nhiên. Cái cơ hội này phải xem chư vị có nguyện ý nắm chặt hay không. Trong lòng mọi người ngẩn ra, nhìn khóe miệng Lý Vân Tiêu mỉm cười, đều biết đối phương muốn ra giá. Nhưng lúc này, ngoại trừ để cho mình chặt đầu, sợ là cái giá gì cũng sẽ đáp ứng. Di Chỉ Hàn vội nói. Đương nhiên nguyện ý nắm chặt, mong Phi Dương đại nhân cho cơ hội. Nàng tự biết thời gian không nhiều, vốn từ lâu đã khám phá sinh tử phàm trần. Lần này tới vĩnh sinh chi giới coi như là một lần cuối cùng tìm cơ hội, nhưng mà không có ôm hy vọng gì. Nhưng bây giờ bất đồng, cơ hội thành thần sống sờ sờ đang ở trước mắt, cũng không phải là hư vô phiêu miểu gì đó, mà là dễ như trở bàn tay a. Chỉ cần bước vào thần cảnh, nàng liền có thể kéo dài mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm thọ nguyên, cho dù Lý Vân Tiêu muốn nạp nàng làm thiếp, phỏng chừng cũng sẽ đồng ý. Lý Vân Tiêu chẳng biết tại sao, không rõ run run thoáng cái. Phát hiện mình nổi da gà, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn nói, hôm nay thập phương quy tắc tái hiện nhân gian, tất nhiên sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn. Hắn đem thiên hạ thời cuộc cùng tình thế Viêm Vũ Thành thời khắc này tường tận giảng thuật một lần, lại nói chuyện Viêm Vũ Thành liên minh bố cục. Tất cả mọi người ý thức được, Viêm Vũ Thành quật khởi đã là thế không thể đỡ. Mặc dù thân là bảy đại siêu cấp thế lực, cũng không hy vọng thấy thế lực khác quật khởi. Nhưng chuyện này quan hệ thập phương thần cảnh, nên không quản được quá nhiều. Di Chỉ Hàn vỗ tay khen lớn nói. Phải nên như vậy, hôm nay thánh vực cùng hóa thần hải từ lâu không có đảm đương,
chúng ta phải lấy Viêm Vũ Thành làm trung tâm thành lập đồng minh, trùng kiến thiên hạ trật tự. Trong lòng mọi người run lên, lời nói của Di Chỉ Hàn trực tiếp đem Viêm Vũ Thành bưng lên tầng thứ cao hơn, đó là trung tâm liên minh, trung tâm trật tự. Nhưng lấy lực lượng hiện nay của Lý Vân Tiêu mà nói, hơn nữa Viêm Vũ Thành hiện tại địa vị đặc thù, ngược lại cũng bình thường. Hơn nữa nhìn tông chủ hai phái cùng Lý Vân Tiêu quan hệ, hơn phân nửa đã sớm là người một nhà. Tuy rằng không ít người trong lòng có bất mãn, nhưng nếu Viêm Vũ Thành thật có thể phát triển đến trình độ như hai thánh địa, trái lại có thể kéo địa vị của Thần Tiêu Cung cùng Long Gia lên cao hơn. Chí ít hiện tại, chỗ tốt trước mắt là thập phương quy tắc bị hai nhà hưởng thụ. Vừa nghĩ tới thập phương quy tắc cùng đại lượng linh khí, tất cả mọi người nhìn không được liếm môi, hận không thể hiện tại liền bay đi Viêm Vũ Thành. Khúc Hồng Nhan nói, nếu mọi người không có dị nghị, chúng ta liền thương nghị một chút, lần này nhân số tiến nhập Lang Hoàn Thiên giảm xuống tới, người dư lại liền đi Viêm Vũ Thành, hiệp trợ trong thành kiến thiết cùng phòng ngự. Di Chỉ Hàn nói, phải, liền do lão thân mang đội đi Viêm Vũ Thành. Tự nguyện buông tha cơ hội Lang Hoàn Thiên, ai cùng lão thân đi. Trong Thần Tiêu Cung sao động một trận, hầu như tất cả mọi người đứng ở phía sau Di Chỉ Hàn. Lang Hoàn Thiên đối với bọn họ mà nói đã không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Bên Long Gia kia cũng nghị luận ầm ĩ, cũng cãi và muốn đi Viêm Vũ Thành. Khúc Hồng Nhan cùng Phi Nghê một trận không nói gì, đều nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười nói. Đi Viêm Vũ Thành cũng không vội, dù sao thập phương quy tắc chỉ hữu dụng đối với cửu tinh đỉnh phong cường giả, người còn lại ý nghĩa cũng không lớn. Lang Hoàn Thiên dù sao cũng là thượng cổ tiên cảnh. Có thể được cơ duyên lớn cũng nói không chừng. Còn nữa, Viêm Vũ Thành nắm trong tay chúng ta, tùy thời đều có thể đi. Lời tuy như vậy, nhưng người muốn đi Lang Hoàn Thiên vẫn như cũ lác đác không có mấy. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Đã như vậy, vậy liền tùy chư vị đi. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài, ném cho Nhị Chỉ Hàn nói. Đây là Viêm Vũ Thành lệnh, người nắm lệnh bài này đi qua, nói rõ ý đồ đến là được. Nhị Chỉ Hàn vội vàng nắm lệnh bài, kích động nói. Phi Dương đại nhân yên tâm, lão thân nhất định sẽ đem Viêm Vũ Thành chế tạo thành tường đồng vách sắt. Bên Long Gia kia cũng xoa tay, dị thường hưng phấn. Một lúc sau, tất cả võ giả hai phái phóng lên cao, hướng Đại Luân đảo truyền tống trận bay đi. Chỉ còn lại có Lý Vân Tiêu, Khúc Hồng Nhan cùng Phi Nghê ba người. Dù sao võ giả có thể mang đến Lang Hoàn Thiên, đều là cường giả đứng đầu hai phái. Lực hấp dẫn đối với linh khí cùng quy tắc là khó mà chống cự. Khúc Hồng Nhan cười khổ nói. Nếu không phải vì Phi Dương, đổi lại là ta mà nói, tất cũng đi Viêm Vũ Thành. Phi Nghê hì hì cười nói. Phi Nghê cũng vậy. Lý Vân Tiêu nắm tay hai người nói. Bất quá mấy ngày mà thôi, 10 vạn năm cũng đợi được, còn chờ không được mấy ngày sau, đi thôi. Ba người đồng thời ngồi lên đế phẩm long liễn. Lý Vân Tiêu lấy thiên tiệm lệnh, tọa độ phía trên chấp động liên tục, trực tiếp dùng thần thức cùng long mã giao lưu, hai long mã nhất thời hội ý, bốn vó đạp mạnh, liền sinh ra hỏa quang, phong lôi song xí phía sau rung động, thoáng cái liền tiêu thất trên bầu trời. Rất nhanh, long liễn liền lái ra khỏi Đại Luân đảo, hướng tọa độ mà thiên tiệm lệnh biểu hiện bay đi. Mấy ngày sau, trên hải không thỉnh thoảng có võ giả phi hành, có chiến xa lao vút, đều là dựa theo tọa độ mà đi. Trong đó cũng có thể thấy long liễn, nhưng so với đế phẩm của Lý Vân Tiêu nhỏ hơn rất nhiều, những người trên long liễn cũng giật mình không thôi, dùng thần thức tham tra, nhưng đều không có một chút thu hoạch. Đột nhiên, phía trước nhìn giảm truyền đến nguyên lực ba động kịch liệt. Long liễn chiến xa tựa hồ bị kinh sợ, hí dài một tiếng, ở trên không trung ngừng lại. Khúc Hồng Nhan nhìn phương xa, nhưng quá xa xôi, nhìn không thấy cái gì, kỳ quái nói. Thiên tiệm nhai đế phẩm long liễn vốn là cửu giai yêu thú, thực lực phi phàm, sẽ không bị làm sợ mới đúng, sợ là phía trước có cao thủ khó lường. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Có thể tới Lang Hoàn Thiên này, người nào là người kém cỏi? Hắn vỗ vỗ sau lưng của long mã, đem hai long mã trấn an xuống, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, phía trước có ba đạo nhân ảnh bay nhanh đến. Sắc mặt ba người đều tái nhợt, hình dạng hết sức khó coi. Giống như là lão bà chạy theo trai vậy. Ba người kia vừa thấy long liễn, đều nheo mắt, lập tức ngừng lại ở phía trước. Bằng hữu, một người vội vàng kêu lên, phất phất tay, liền ngăn long liễn lại.
Kẻ hèn này là Bố Tử, hai vị này là Chu Quang cùng Mao Xảo. Ba người này đều là người tiếng tăm lừng lẫy, là được mời tới Lang Hoàn Thiên, nguyên tưởng rằng sau khi nói lên danh hào đối phương sẽ giật mình, nhưng ba người hiển nhiên thất vọng rồi, Long Liễn cũng ngồi một nam hai nữ, tựa hồ chưa từng nghe qua tên của bọn họ. Ánh mắt Lý Vân Tiêu đảo qua ba người kia, liền đối với tu vi của bọn họ rõ như lòng bàn tay, lạnh nhạt nói. Ba vị có chuyện gì? Trong lòng Bố Tử hơi không hài lòng nói. Ba vị là đi Lang Hoàn Thiên. Lý Vân Tiêu nói. Phải, lẽ nào ba vị không phải? Ba người liếc nhìn nhau, có chút xấu hổ cúi đầu, Bố Tử nắm tay, đặt ở bên mép ho khan vài cái, che giấu xấu hổ nói. Chúng ta tự nhiên cũng vậy, chẳng biết tục danh của ba vị, nếu cũng đi Lang Hoàn Thiên, nghĩ đến cũng là người tiếng tăm lừng lẫy, chẳng biết ba vị có thiên tiệm lệnh không? Lý Vân Tiêu nói. Thiên tiệm lệnh tự nhiên là có, không có làm sao đi Lang Hoàn Thiên. Trên mặt Bố Tử lộ ra vẻ vui mừng, vội hỏi. Có thể đem thiên tiệm lệnh của ba vị cho chúng ta đánh giá hay không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Vân Tiêu nói. Vì sao phải cho các ngươi đánh giá, chính các ngươi không có sao? Bố Tử cười hắc hắc, nháy mắt ra dấu, Chu Quang cùng Mao Xảo lập tức hướng hai bên đi. Ba người đem Long Liễn vây lại, đồng thời khí thế trên người tản ra, như thiên cháo tập trung tứ phương không gian, như sợ ba người Lý Vân Tiêu chạy. Bố Tử nói, chúng ta là có, đáng tiếc bị người đoạt, cho nên muốn mượn của ba vị dùng một lát. Đoạt, Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, kinh ngạc nói. Còn có người đoạt cái này, hơn nữa đã có bản lĩnh cướp giật, có thể thấy được thực lực không bình thường, tự nhiên cũng có tư cách đi Lang Hoàn Thiên A. Chu Quang khiển trách nói. Đừng nói nhảm, lấy thiên tiệm lệnh ra, đồng thời lưu lại Long Liễn này, liền có thể tha các ngươi rời đi. Lang Hoàn Thiên đã mở, không có thời gian nhiều lời với các ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta xem thực lực ba vị rất khá, bản thiếu cũng nghĩ đến lòng yêu tài. Không bằng ba người các ngươi làm tùy tùng của ta đi, ta mang bọn ngươi vào Lang Hoàn Thiên. Tùy tùng. Ba người đều sửng sốt, sắc mặt lập tức cổ quái. Bố Tử cất tiếng cười to, nói. Ha ha ha, thu chúng ta làm tùy tùng. Trong thiên hạ vẫn chưa có người nào dám lớn lối như thế. Mao Xảo là một lão phụ, cũng cười quái dị không ngớt, dậm chân châm chọc nói. Còn dẫn chúng ta vào Lang Hoàn Thiên, một quả thiên tiệm lệnh chỉ có thể cho phép một người tiến nhập, điểm ấy kiến thức cũng không có, thảo nào sẽ nói ra muốn thu chúng ta làm tùy tùng. Lý Vân Tiêu vung tay lên. Nhất thời ba đạo quang mang phân chia bắn ra. Ba người cả kinh, cho rằng đối phương làm khó dễ trước, nhưng xoay người vừa lui, liền thấy rõ trong tia sáng kia, giật mình lấy tay chảo một cái, cầm trong tay nhìn. Ba người đều cả kinh nói. Thiên tiệm lệnh, người Thần Tiêu Cung cùng Long Gia đều đi Viêm Vũ Thành, trái lại nhiều hơn 4 tấm lệnh bài. Lý Vân Tiêu nói. Nếu cầm lệnh bài, đó chính là tùy tùng của bản thiếu, lên Long Liễn, đi thôi. Hắn phong khinh vân đạm, có loại lực lượng khó mà kháng cự, làm cho trong lòng ba người đều không hiểu run lên. Trong mắt Chu Quang chớp động hung quang, tựa hồ muốn xuất thủ, ánh mắt hướng hai người nhìn lại, trưng cầu ý kiến. Bố Tử khẽ lắc đầu một cái, sắc mặt hắn thận trọng không gì sánh được, có thể cưỡi đế phẩm Long Liễn, đồng thời tùy ý cho ra ba miếng thiên tiệm lệnh, tất không phải loại người phổ thông. Huống chi ba người trên Long Liễn. Ngoại trừ Hồng Y thiếu nữ bên trái kia có thể cảm nhận được khí tức cường đại trong cơ thể, nam tử trung gian cùng cung trang nữ tử phía bên phải, hoàn toàn dò thám không được thực lực sâu cạn, điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường bất an. Bố Tử ôm quyền nói, đa tạ bằng hữu ban thưởng lệnh bài, vô cùng cảm kích. Nhưng muốn ba người chúng ta làm tùy tùng, có phần hảo huyền A. Tuy ba người chúng ta không phải đại nhân vật danh chấn thiên hạ, nhưng coi như là nhất phương cường giả, hưởng dự hải ngoại. Để báo đáp lại, ba người chúng ta báo cho bằng hữu biết một tin tức có giá trị, đó chính là phía trước mấy ngàn dặm, có người chuyên môn ngăn cản cướp đoạt thiên tiệm lệnh, hơn nữa thực lực cao cường. Ba người chúng ta dự định đi vòng qua, bằng hữu có thể đi cùng ba người chúng ta. Chu Quang nói, theo chân bọn họ lời vô ích cái gì, nếu thiên tiệm lệnh tới tay, chúng ta đi nhanh lên A. Ba người lập tức hướng xa xa bay đi, muốn từ hai bên vòng qua phía trước. Phi Nghê cười nói. Phu quân, ba người này rất ngây thơ. Lý Vân Tiêu chỉ điểm một chút,
36 chuỗi Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm trong nháy mắt bay ra, trong khoảnh khắc đuổi theo ba người, hóa thành kiếm trận từ trên trời hạ xuống. Nhất thời một mảnh kiếm giới mở ra, đem ba người bố tử khốn ở bên trong, kiếm hải cuồn cuộn, khiến người sắc mặt đại biến. Ba người bọn họ nhìn không thấu thực lực của Lý Vân Tiêu, nhưng nghĩ không ra vừa ra tay liền sắc bén như vậy, mặc dù kiếm trận tĩnh bất động, lại có thể cảm thụ ra ẩn chứa sát chiêu cực kỳ lợi hại. Ba người không dám vọng động, bố tử kinh hãi nói. Bằng hữu, ba người chúng ta cảm tạ đưa tặng thiên tiệm lệnh, nhưng đã hồi báo, hà tất bức người. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Tin tức kia không đáng một đồng, bởi vì bản thiếu căn bản không có ý định tránh. Ba người các ngươi một là trả lại thiên tiệm lệnh, đồng thời tự đoạn song trưởng, coi như nghiêm phạt vì mạo phạm ta. Hai là làm tùy tùng của ta, nghe ta điều khiển. Ha ha, tự đoạn song trưởng, ngươi vậy mà nghĩ ra được. Chu Quang giận dữ mà cười nói. Trong thiên hạ vẫn không ai dám nói với chúng ta như vậy, khó trách ngươi cuồng vọng tự đại, đó là ỷ có kiếm trận này sao, nhưng muốn vây khốn ba người chúng ta, vẫn còn non lắm. Hắn hét lớn một tiếng. Thân thể thoáng cái bành trướng, gân xanh bạo khởi, song quyền nắm chặt. Liền thấy kim quang từ tâm quyền nảy lên, hóa thành hai loại trường mâu kim sắc, mạnh ném ra ngoài. Phanh, phanh. Hai loại trường mâu đánh vào kiếm trận, lập tức chấn lên từng đạo kiếm ý sóng gợn. Chu Quang lần thứ hai hét lớn một tiếng, toàn thân hiện ra đạo đạo kim quang. Nhưng hoàn toàn bất đồng bất diệt kim thân, này là một loại kim hệ thần thông, trên da nổi lên kim quang. Không ngừng tua nhỏ không khí bốn phía. Chu Quang lóe lên mà lên, hai tay nắm trường mâu cắm ở trên trận quang, cố sức hướng hai bên xé rách, muốn đem kiếm trận phá vỡ. Bố tử cùng Mao Xảo vừa mừng vừa sợ, muốn xuất thủ tương trợ. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên tinh quang, bấm tay niệm thần chú một điểm, 36 kiếm nhất thời xoay tròn, kiếm phủ bay lên khắp bầu trời điên cuồng mà vào, như là hoa tuyết, phá toái chân không. Bố tử cùng Mao Xảo lại càng hoảng sợ, đâu còn dám tiến lên, quơ binh khí chống lại kiếm phủ khắp bầu trời, một mảnh bang bang bên tai không dứt. Chu Quang cũng ở trong nháy mắt bị kiếm phủ nuốt hết, kim quang trên người bị phá, vô số kiếm khí chém ở trên người, rất nhanh liền huyết nhục văng tung tóe. Nội tâm ba người dâng lên sợ hãi, kiếm trận kinh khủng như vậy, cuộc đời ít thấy. Ba người liều mạng chống đối, nhưng gánh không được bao lâu, rất nhanh tất cả đều tiên huyết nhễ nhại. Cảm thấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bố tử cuồng khiếu nói. Đại nhân tha mạng, đại nhân mau dừng tay. Ba người chúng ta nguyện ý tùy tùng cho ngài. Chu Quang cùng Mao Xảo đều là vừa sợ vừa giận, trừng mắt nhìn bố tử, nhưng lúc này khó giữ được tánh mạng, nên không nói gì. Bố tử khổ sở nói. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Huống chi chúng ta trêu chọc đối phương trước, cho dù thật giết chúng ta cũng không thể nói gì. Hai người kia trầm mặc, sắc mặt cùng tâm tình cực kém. Mình thật vui vẻ đi bắc vực tiên cảnh, muốn tìm cơ duyên nâng cao một bước, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới trên đường đi gặp cường đạo, đoạt thiên tiệm lệnh của bọn họ. Thật vất vả lại được ba khối, kết quả trái lại càng thêm khổ, trực tiếp làm nô cho người. Bố tử cầu xin tha thứ, kiếm trận khắp bầu trời rốt cục tan ra, 36 kiếm đều bay trở về trong cơ thể Lý Vân Tiêu. Nội tâm ba người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít tính mệnh là tạm thời bảo vệ, nhưng sắc mặt người nào đều rất khó coi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Nếu làm tùy tùng của ta, phải có giác ngộ của tùy tùng, nếu bản thiếu bất mãn, liền trực tiếp lấy tánh mạng bọn ngươi. Trên mặt ba người lúc trắng lúc xanh, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng tuyệt vọng, còn có sợ hãi. Đi thôi. Lý Vân Tiêu đạm nhiên một tiếng, cũng lười xem ba người. Liền lái long liễn đi phía trước, nói. Nếu không đuổi kịp, cách trăm trượng, chết. Đế phẩm long liễn tốc độ cực nhanh, tiếng nói vừa dứt đã bay ra nghìn trượng. Ba người lại càng hoảng sợ, không dám vi phạm, vội vàng thi triển ra độn thuật cực mạnh, cắn răng theo đuôi phía sau, không dám rơi xuống. Sắc mặt Chu Quang cực kỳ âm trầm, truyền âm hai người khác nói. Lẽ nào chúng ta liền thực sự làm nô cho người, như vậy sống còn ý nghĩa gì? Không bằng liều mạng với hắn, chết cũng chết nhanh hơn a. Mao Xảo trầm giọng nói. Chết mau, chỉ sợ chết càng uất ức. Sắc mặt ba người đều xấu xí, nhớ tới kiếm trận trước kia, nội tâm đều sợ, tựa hồ không có dũng khí đánh một trận. Mao Xảo nói. Người này trẻ tuổi, thực lực lại kinh thiên như vậy,
đồng thời tọa ủng thiên tiệm nhai đế phẩm long liễn, tuyệt không phải người thường. Nhị vị có biết lai lịch người này không? Bố tử cười khổ nói. Ba người chúng ta không đi lại trên đại lục, làm sao biết? Nếu biết, sợ cũng không dám chọc sát tinh kinh khủng như vậy. Trong mắt Mao Xảo hiện lên màu sắc trang nhã, khóe miệng lộ ra đắc ý, nói. Người này quá mức cuồng vọng tự đại, mặc kệ hắn là ai, nhị vị đừng quên vị sát tinh phía trước kia, hắc hắc. Ba người vừa nghĩ tới người phía trước, nhất thời cả người run lên, tinh thần uể oải có chút chấn hưng. Bọn họ đều là tâm tư đồng dạng, muốn người này cùng người phía trước đấu lưỡng bại câu thương, ba người bọn họ sẽ thừa cơ đào tẩu. Trên long liễn, Phi Nghệ Y Ôi ở trên vai Lý Vân Tiêu, cười duyên nói. Ba người kia tựa hồ không quá thành thật, phu quân mang theo ba người này, không sợ hoàn toàn ngược lại sao? Lý Vân Tiêu vỗ vỗ mái tóc của nàng, cười nói. Ba người này đều là cửu tinh đỉnh cường giả, ở trên đại lục cũng là hào kiệt xưng bá nhất phương, giết đáng tiếc. Mang về Viêm Vũ Thành còn có thể phát huy sức lực. Khúc Hồng Nhan nói. Tuy rằng tiền cảnh Viêm Vũ Thành quảng đại, nhưng đích xác quá yếu, thậm chí dựa vào Thần Tiêu Cung cùng Long Gia cũng chưa chắc có thể chịu đựng được, địa phương cần bù đắp nhiều lắm, mời chào chút cường giả đỉnh phong là rất cần. Nhưng mà chẳng biết làm sao để cho bọn họ nghe lời, nếu tâm tư khác thường mà nói, ngược lại sẽ thành mối họa. Lý Vân Tiêu cười nói, để cho bọn họ nghe lời rất dễ, dùng thực lực tuyệt đối ép tới bọn họ không dám phản kháng, lại dùng thập phương quy tắc ngon ngọt để cho bọn họ khăng khăng một mực. Nếu hai chiêu này cũng phục tùng không được bọn họ, vậy lưu lại vô dụng, ta sẽ không nương tay. Phi Nghê nói, phu quân quả nhiên tinh thông đạo dùng người, ba người này thực lực không tầm thường, lại không biết phía trước là ai chặn đường cướp đoạt, lại để cho ba người hắn kiêng kỵ như vậy. Lý Vân Tiêu cười nói, rất nhanh thì gặp được, bất kể là người phương nào, trong thiên hạ có thể từ trong tay chúng ta cướp đi thiên tiệm lệnh, thật đúng là không nhiều lắm. Long liễn ở trên không trung chạy như bay, chỉ có thể nhìn đến một đoàn hỏa quang nhàn nhạt, và phong lôi chi lực bên trong. Ba người bố tử hóa thành độn quang liều mạng bay theo, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở trong trăm trượng, ba người không ngừng kêu khổ, nội tâm điên cuồng thóa mạ không ngớt, nhưng không thể tránh được, chỉ có thể kiên trì bôn đào. Một lát sau, liền lái qua mấy ngàn dặm, đế phẩm long liễn ở trên bầu trời hải vực, đột nhiên ngừng lại. Phía trước trời cao biển rộng. Mênh mông vô bờ, nhưng long mã tựa hồ rất sợ, thấp giọng hí lên, không dám đi về phía trước một bước. Ba người bố tử lảo đảo chạy tới, đều là thở không nổi, bố tử cả kinh nói. Chính là hải vực này, có người đoạt lệnh bài. Hắn hoảng sợ nhìn bốn phía, vẫn lòng còn sợ hãi. Lý Vân Tiêu nhìn phía trước, đạm nhiên nói. Nếu muốn cướp đồ, liền trực tiếp hiện thân đi. Thoại âm rơi xuống. Nhất thời sóng biển dâng lên kinh đào, số lớn thủy khí bốc lên, khắp bầu trời mông mông một mảnh. Ở trong thủy khí màu trắng, từ từ hiện ra một nhóm lớn nhân ảnh, lại có mấy trăm. Những bóng người kia tất cả đều tướng mạo quái dị, vóc người so le không đồng đều, ở trong nước biển, khí thế ngập trời trực tiếp phân liệt. Yêu tộc. Mấy trăm người chính là yêu tộc, hơn nữa yêu khí đập vào mặt cho thấy thực lực cũng không kém. Khi thấy rõ người phía trước, Lý Vân Tiêu càng ngây ngẩn cả người nói. Là các ngươi. Phía trước mấy trăm yêu tộc, đứng mấy người, đều là người quen. Lý Vân Tiêu từng cái điểm tên, nói. Mạch Tiên Sinh, Cố Thanh Thanh, Ngọc Công Tử, Đoan Mộc Thương. Bốn người đứng trên một mảnh thanh quang, cũng nhìn sang. Đoan Mộc Hữu Ngọc vẻ mặt cười khổ, vẫy tay chào hỏi, nhìn về phía Mạch nói. Đại nhân, ta nói không sai đi. Ở chỗ này nhất định có thể gặp gỡ Lý Vân Tiêu. Mạch hừ lạnh một tiếng, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, vươn tay ra nói. Đưa Phạm Yêu Thánh Công cho ta. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích nói. Mạch tiên sinh nói cái gì, sao ta nghe không hiểu. Ba người bố tử đều cả kinh, nghĩ không ra thiếu niên này cùng những yêu tộc kia nhận thức. Hơn nữa nghe ba chữ Lý Vân Tiêu, lập tức phản ứng lại, sắc mặt đều trắng bệch. Nguyên lai mình chọc sát tinh lại là người này. Hi hi, tiểu tình lang thật nhẫn tâm, làm bản cô nương cũng bị lừa gạt. Cố Thanh Thanh cười hì hì nói. Tâm tắc, nghĩ không ra yêu tộc chí cao tuyệt học Phạm Yêu Thánh Công lại ở trên người ngươi, lúc đó ở Ngũ Hà Sơn khó trách ngươi có thể nghĩ hóa ra như vậy, nguyên lai vẫn luôn ở trong tay ngươi. Mạch Thành khẩn nói.
Vật kia là thần thông chí cao của yêu tộc, người giữ lại cũng vô dụng, không bằng bán ta một cái nhân tình. Hắn cũng biết Lý Vân Tiêu không dễ chọc, đặc biệt Khúc Hồng Nhan bên người, thực lực lại không kém hắn, nếu mạnh mẽ động thủ, bản thân rất khó lấy được chỗ tốt, không bằng nghĩ biện pháp trao đổi. Lý Vân Tiêu vuốt cằm, kinh ngạc nói. Ta rất hiếu kỳ, sao các ngươi một mực chắc chắn vật kia ở trên người ta chứ? Cố Thanh Thanh cười nói. Chẳng lẽ tiểu tình lang còn không biết bản lĩnh của Đoan Mộc Thế Gia? Trước sau có thể tính 10 vạn hàng năm, thôi toán chỗ của Phạm Yêu Thánh Công không phải là rất dễ sao? 10 vạn năm, nguyên lai là Đoan Mộc Hữu Ngọc ngươi chơi ta. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Đoan Mộc huynh muội. Đoan Mộc Hữu Ngọc vội vàng biện giải, khổ sở nói. Huynh muội ta cũng là bất đắc dĩ, chúng ta ở trong nhà uống rượu ngắm hoa, sinh hoạt vui vẻ vô biên, ai biết hai người này trực tiếp xông vào, huynh muội ta không địch lại, chỉ có thể bị hắn uy hiếp. Lý Vân Tiêu hừ nói. Người đã có thể toán 10 vạn năm, còn có thể toán không được có người xông vào sao? Đoan Mộc Thương cười khổ nói. Chính là bởi vì tính ra có kiếp, cho nên huynh muội ta mới quyết định đợi ở Trường Thiên đóng cửa không ra, hy vọng có thể tránh thoát kiếp nạn, ai biết bị bọn họ tìm ra. Ha ha, đây là thiên đạo há có thể sửa. Cố Thanh Thanh cười ha ha. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Vậy huynh muội ngươi có toán ra, đợi các ngươi là tan tành mây khói, hay là rơi vào hải lý bị tôm cá ăn tươi không? Trên mặt hắn hiện lên sát cơ, hiển nhiên cực kỳ bất mãn. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ nói. Ta tin tưởng Vân Tiêu huynh tuyệt không phải vô tình vô nghĩa như vậy, mới có thể bình an vượt qua. Trước đã xem qua, biểu hiện là hữu kinh vô hiểm. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Coi rất chuẩn, ta trước đây đối với bói toán cho tới bây giờ bán tín bán nghi, bây giờ là tin hơn phân nửa, huynh muội các ngươi theo ta, từ nay về sau mỗi ngày xem bói cho ta. Vẻ mặt Đoan Mộc huynh muội đều quẫn bách, Đoan Mộc Hữu Ngọc vội nói. Vân Tiêu huynh quá đề cao huynh muội ta. Chuyện bói toán này phải có cơ hội mới có thể nhìn lén một đường, đồng thời đối với bản thân thương tổn quá lớn, lần này bói toán Phạm Yêu Thánh Công hạ lạc, và tung tích của Vân Tiêu huynh muội ta hao tổn 10 năm thọ nguyên. Đồng thời đây là vì Phạm Yêu Thánh Công xuất thế đã lâu, mới có thể lấy đại giới này toán ra. Nếu mới vừa xuất thế, sợ là hao tổn 100 năm thọ nguyên cũng chưa chắc có thể định ra hạ lạc. Lý Vân Tiêu nói, không sao. Ta xem huynh muội hai người vẫn có rất nhiều thọ nguyên, đủ giúp ta toán mấy lần. Đoan Mộc huynh muội. Chấm. Đột nhiên ánh mắt Đoan Mộc Hữu Ngọc sáng lên, sắc mặt đại biến, kinh hãi nói. Lý Vân Tiêu, ngươi, tu vi của ngươi. Lúc này mấy người khác mới phản ứng được, đều giật mình nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt kinh nghi bất định. Lấy kiến thức của bọn chúng, lại nhìn không ra tu vi của Lý Vân Tiêu lúc này. Lý Vân Tiêu cũng tránh không nói. Ngược lại nói, chuyện cho tới bây giờ bản thiếu cũng không phủ nhận, Phạm Yêu Thánh Công đích xác ở trong tay ta, nếu Mạch tiên sinh muốn tiện nghi lấy đi, không cảm thấy là nói giỡn sao. Mạch cả người run lên, vừa mừng vừa sợ, vội nói. Ngươi mở điều kiện, chỉ cần ta có thể đáp ứng đều được. Khúc Hồng Nhan cùng Phi Nghê đều nhìn nhau cười, cái này rõ ràng là đưa thịt cho người ta cắt ha. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Việc này không vội. Hiện tại Bắc Vực tiên cảnh mở ra, chúng ta đi tiên cảnh vui đùa một chút, đợi sau khi trở về bàn lại việc này. Không được. Mạch kiên quyết phủ quyết, hắn tâm dương khó nhịn, thật vất vả xác định Phạm Yêu Thánh Công hạ lạc, hận không thể lập tức bưng ở trong tay tìm hiểu, đâu còn kiên trì chờ tiên cảnh đóng lại. Ngươi bây giờ liền mở điều kiện, bổn tọa cùng ngươi giao dịch. Vậy không dễ làm, Phạm Yêu Thánh Công là vật báu vô giá, ta tạm thời vẫn không nghĩ tới làm sao giao dịch. Lý Vân Tiêu lo lắng nói, kỳ thực tâm niệm thay đổi thật nhanh, nội tâm đang tự định giá. Phạm Yêu Thánh Công này tuy rằng chân quý, nhưng thời gian hắn lấy được cũng không ngắn, lại không có thể giải khai huyền bí trong đó, có thể thấy mình không phải là ký chủ của bảo này vật, treo giá là một lựa chọn tốt. Đồng thời thực lực của Mạch mạnh mẽ, nếu có thể dẫn hắn tới tương trợ Viêm Vũ Thành, chỗ tốt kia cực lớn. Nhưng Viêm Vũ Thành có thập phương quy tắc, đủ để hấp dẫn đối phương. Cũng không cần Phạm Yêu Thánh Công. Như vậy đi, ban đầu ở Ngũ Hà Sơn, thấy cốt lân nhị lưỡi của ngươi thập phần tinh mỹ, ta cũng sinh lòng yêu thích, liền dùng Phạm Yêu Thánh Công đổi lại cốt lân nhị lưỡi đi. Vật kia chính là chân long di hài,
giá trị to lớn tuyệt không dưới Phạm Yêu Thánh Công. Mạch hơi biến sắc, hừ một tiếng, lúc này mới nói. Vật kia đã không ở trong tay ta. Lý Vân Tiêu giật mình nói. Cái gì, vật kia không phải là bản mệnh huyền khí của các hạ sao? Hừ, sắc mặt Mạch phi thường nhục nhã, tựa hồ không muốn đề cập, nói. Nói chung đừng hỏi, nói không có ở trong tay ta là không ở trong tay ta. Cố Thanh Thanh lại che miệng nở nụ cười, cười khanh khách nói. Ha ha, ngươi sinh khí, tiểu tình lang, vừa lúc muốn hỏi thăm ngươi một người, người nọ đem cốt lân nhị lưỡi lửa gạt đi rồi. Lập tức đem chuyện Ngũ Hà Sơn mạch trúng độc, lại gặp Ngô Đại Thành nói một lần, Lý Vân Tiêu nghe mà ngây ngẩn cả người, từ trong miêu tả liền biết người nọ nhất định là Ngô Đại Thành. Cố Thanh Thanh gặp Lý Vân Tiêu rơi vào trầm tư, ánh mắt khẽ động, thử dò xét hỏi. Lẽ nào ngươi cũng không biết thân phận người nọ? Lý Vân Tiêu không đáp hỏi ngược lại. Bên cạnh ngươi không phải có hai cao nhân có thể toán 10 vạn năm sao? Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ nói, người nọ ta đích xác thôi toán qua, nhưng toán không ra bất luận manh mối gì. Tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng, một là người nọ không tồn tại trong thiên đạo, hai là rất hợp thiên đạo, để cho ta vô tích có thể tìm ra. Cái trước hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể là cái sau. Rất hợp thiên đạo sao? Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Thân phận người này cực kỳ thần bí, ta cũng chỉ giao thủ mấy lần, lần trước thiếu chút nữa bị hắn hại chết. Lập tức đem việc Đao Kiếm Tông nói một lần. Vũ quang bàn nổ. Cố Thanh Thanh lấy làm kinh hãi, lập tức ngạc nhiên nói. Ngươi lại không có việc gì, không hổ là chủ nhân của giới thần bia, quả thật là thiên mệnh sở quy, ngay cả thiên đạo cũng tới bảo hộ ngươi. Mạch cả giận nói. Hóa long, nói như thế, long cốt long lân của bổn tọa đều bị hắn luyện hóa. Mặt của hắn âm trầm hỏi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vô cùng có khả năng, hơn nữa hắn tựa hồ đang khắp nơi tìm hài cốt, người này hẳn là cùng long tộc có quan hệ, có thể luyện hóa chân long di hài, hóa thân thành long, rất không đơn giản. Hắn nghĩ tới Sa Vưu, cũng không biết mang theo long giác đi nơi nào, sợ là cũng sẽ trở thành mục tiêu của Ngô Đại Thành. Nghĩ đến đây, trong lòng xúc động sát cơ, Ngô Đại Thành lai lịch thần bí, quá mức nguy hiểm, lần sau nếu gặp phải, tất phải nghĩ biện pháp bắt giữ. Hơn nữa trong lòng hắn không rõ khẽ động, nhớ tới Đông Hải Vạn Vũ, chỗ đó còn ẩn núp một chân linh. Lấy thực lực của hắn thời khắc này, gặp gỡ Thủy Long tự sẽ không chật vật giống lần trước, hầu như một âm ba thiếu chút nữa chết, nhưng muốn chiến thắng chân linh đại danh đỉnh đỉnh thời thượng cổ, trong lòng thật đúng là không có chắc chắn. Mạch cắn răng cả giận nói. Nghìn vạn lần đừng cho bổn tọa gặp hắn, bằng không đánh cốt lột ra, gõ tủy trá huyết. Lý Vân Tiêu nói. Người này tạm thời không đi quản hắn, thế giới rất nhỏ, trên đường đi thông đỉnh phong, luôn luôn có một ngày có thể gặp lại. Thời điểm không còn sớm, chúng ta mau đi lang hoàn thiên đi. Đứng lại. Mạch khiển trách nói, khắp bầu trời yêu khí tản ra, đưa tay chỉ hướng Lý Vân Tiêu, nói. Phạm Yêu Thánh Công, vô luận như thế nào cũng phải để lại. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Mất đi cốt lân nhị lưỡi, ngươi còn có bảo vật gì có thể cùng ta trao đổi Phạm Yêu Thánh Công? Ngươi hẳn là minh bạch, bằng những lính tôm tướng cua này của các ngươi, là không thể giữ lại chúng ta. Ba người bố tử khiếp sợ không thôi, thực lực của Mạch bọn họ là lãnh giáo qua, lấy lực lượng cửu tinh đỉnh của bọn họ, lại ngay cả uy áp của đối phương cũng gánh không được. Việc này ba người vẫn nghẹn dưới đáy lòng, đều không có mặt cùng người nói. Hơn nữa ba người cũng một mực hoài nghi, không phải là mình trúng ảo thuật chứ, sao có thể ngay cả uy áp cũng gánh không được, liền thành thành thật thật đem thiên tiệm lệnh nộp ra. Mà giờ khắc này nghe được Lý Vân Tiêu nói, tựa hồ thực lực của Mạch còn chưa đủ để chống lại Lý Vân Tiêu, cái này để cho ba người bọn họ càng hết hồn. Mạch lạnh giọng nói, ngăn không được cũng phải ngăn, không gặp được Phạm Yêu Thánh Công. Bổn tọa quyết không bỏ qua, đến chân trời góc biển cũng phải đuổi giết ngươi. Trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang chớp động, cười lạnh nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Mạch hừ nói. Ngươi có khả năng cho là như vậy. Bầu không khí nhất thời đè nén, kinh đào hãi lãng lượn vòng, không ngừng bốc hơi lên. Trời cao hoàn toàn yên tĩnh, như trước cơn bão gió thổi mưa giông. Ai nha, mọi người đều là người quen. Hà tất vì một chút chuyện nhỏ mà xé rách mặt mũi. Cố Thanh Thanh lập tức ra hòa giải nói.
Tiểu Tình Lang nguyện ý dùng Phạm Yêu Thánh Công đổi lấy Cốt Lân Nhị Lưỡi, vậy ít nhất chứng minh nguyện ý đổi, chỉ cần có đầy đủ điều kiện. Mà lấy thực lực của Tiểu Mạch, đạt được các loại điều kiện cũng là phi thường dễ dàng, sau đó mọi người hảo hảo nói chuyện, thật không cần thiết động thủ. Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng nói. Phải, hơn nữa lần này Vĩnh Sinh Chi Giới mở ra, sẽ có đại sự phát sinh. Không thích hợp lãng phí thời gian ở chuyện này. Lý Vân Tiêu nói. Bản thiếu cũng không phải là không có hứng thú cùng hắn nói sau hành trình Lang Hoàn Thiên sẽ trao đổi, là hắn gây sự, thật đúng cho là ta sợ. Mạch nói. Chuyện Phạm Yêu Thánh Công quá mức trọng đại, nếu bị yêu tộc khác biết, cuối cùng rơi vào tay ai còn thật không biết, cho nên ta trước hết đắc thủ. Cái khác bất kỳ điều kiện gì đều dễ bàn. Lý Vân Tiêu cười nói. Nếu Mạch Tiên Sinh sợ Phạm Yêu Thánh Công bị người đoạt đi, vậy đi theo bên người bản thiếu, thủ hộ Thánh Công an toàn. Tất cả mọi người nghe được ý trong đó, thủ hộ Thánh Công, nói trắng ra chính là thủ hộ Lý Vân Tiêu. Mạch tự nhiên cũng không ngốc nói. Ngươi trước đem Thánh Công cho ta, ta bảo đảm ngươi ở trong Lang Hoàn Thiên tính mệnh không lo. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Việc này cần ngươi bảo đảm sao, đương kim thiên hạ, người có thể giết ta thật đúng là không nhiều. Ngươi đã sốt ruột, ta cũng không phải không thể trước cho ngươi. Chỉ cần ngươi lập thể ngôn, quy về dưới trướng của ta, nghe ta điều khiển 10 năm, Thánh Công lập tức cho ngươi. Lý Vân Tiêu. Mạch nổi giận nói. Lời này ngươi cũng dám nói. Bổn tọa chính là hư thần cảnh cường giả, ngươi lại dám nói điều khiển ta 10 năm, ha ha ha, ngươi quả nhiên điên rồi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Ngươi bất quá là hư thần mà thôi, liền coi là thần cảnh thật sao. Ngươi nghe ta điều khiển 10 năm, ta không chỉ đem Phạm Yêu Thánh Công cho ngươi, hơn nữa cho ngươi chân chính bước vào thần cảnh. Thần cảnh chân chính. Mọi người đều run lên, trên bầu trời lập tức yên tĩnh như chết, ngay cả biển rộng cuộn trào mãnh liệt cũng đột nhiên yên lặng xuống. Ha ha ha. Cố Thanh Thanh cười một trận cắt đứt yên lặng, phình bụng cười to nói. Tiểu Tình Lang thổi ra châu phá thiên A, tấm tắc, để Tiểu Mạch bước vào thần cảnh chân chính. Ngươi có thể minh bạch cái gì là thần cảnh chân chính sao, mà không phải chỉ là nói chuyện chê cười. Trên mặt nàng không chút nào che giấu lộ ra khinh miệt, 10 vạn năm qua, bao nhiêu kỳ tài ngút trời cũng mắc kẹt ở trước cửa thần cảnh, nàng cũng là như vậy. Mục tiêu sở cầu suốt đời, khát vọng trằn trọc vô số năm qua, ở trong miệng người trước mắt này lại nói tựa như trở bàn tay, để cho trong lòng Cố Thanh Thanh không hiểu sinh ra lửa giận, vẻ mặt cười nhạt. Thân thể Đoan Mộc Hữu Ngọc lại run lên, trong mắt lộ ra kinh sắc, ngắm nhìn Lý Vân Tiêu, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Mạch lạnh lùng nói. Cái chuyện cười này không vui chút nào. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Có cười hay không không quan trọng, vậy ngươi có dám cùng ta đánh cuộc không? Mạch cau mày nói. Đánh cuộc gì? Lý Vân Tiêu nói. Đánh cuộc trong vòng 10 năm cho ngươi bước vào thần cảnh chân chính. Nếu ta có thể làm được mà nói, ngươi liền chung thân làm nô bộc cho ta, bằng không ta liền chung thân làm nô cho ngươi. Chi? Cái đổ ước này vừa ra, bọn người Cố Thanh Thanh quá sợ hãi, sắc mặt ba người bố tử cũng chợt biến. Tất cả mọi người cho rằng Lý Vân Tiêu là dở âm mưu quỷ kế, đừng nói bước vào hư thần cảnh, coi như là bước vào quy chân thần cảnh cũng tuyệt đối không thể. Nhưng Cố Thanh Thanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, kinh hãi nói. Lẽ nào ngươi từ trong giới thần bia tìm được bí mật thành thần? Ánh mắt đám người Đoan Mộc Hữu Ngọc đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, trong lòng kinh hãi càng ngày càng sâu. Trong lòng Mạch cũng kinh hoàng không ngớt, lấy thực lực của hắn cũng vô pháp nhìn trộm tu vi cảnh giới của Lý Vân Tiêu thời khắc này, tâm không tin bắt đầu có chút dao động. Trầm tư một lúc, hắn mới chậm rãi nói. Nếu trong vòng 10 năm ta có thể bước vào thần cảnh, liền nghe ngươi điều khiển 10 năm, bằng không ngươi liền cầm tính mệnh đến. Lý Vân Tiêu nói. Chuyện tính mệnh cũng có thể, nhưng phía trước ngươi nói sai rồi, không phải là sau khi bước vào thần cảnh nghe ta điều khiển 10 năm, mà là từ giờ trở đi, liền vào dưới trướng ta, nghe ta điều khiển, như vậy ta mới có thể cho ngươi cơ hội bước vào thần cảnh. Lý Vân Tiêu thấy hắn muốn nộ, cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói. Nếu trong vòng 10 năm không thể bước vào thần cảnh, ta lấy tính mệnh cho ngươi, cũng coi như tiêu đi mối hận trong lòng ngươi. Hơn nữa trong 10 năm này ngươi có thể nhất tâm nghiên cứu Phạm Yêu Thánh Công, tiền đặt cược này đối với ngươi bách lợi vô hại. Mặc dù trên mặt Mạch hiện lên tức giận, nhưng mà trầm tư, cái cuộc đánh này thật là không tệ.
Coi như 10 năm sau mình không thành thần cảnh được, chí ít cũng nhận được Phạm Yêu Thánh Công, khi đó lại giết Lý Vân Tiêu rửa nhục cũng không trễ. Hơn nữa chỉ cần đổ ước xuống, đối phương nhất định sẽ tìm cơ hội để cho mình thành thần. Có người nói hiện nay trên đời chỉ có thánh khí mới ẩn cơ hội thành thần, nói không chừng cơ duyên vừa tới, thành thần thật cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi nóng lên, nhưng mà hiện tại nghe đối phương điều khiển. Làm khó a. Cố Thanh Thanh gặp Lý Vân Tiêu không giống như là đùa giỡn, ngẩn ra nói. Ta nghe người điều khiển 10 năm, người cũng cho ta cơ hội vào thần cảnh hay không? Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích, lúc này tất cả mọi người không biết sự tình thập phương quy tắc, lấy thành thần dẫn dụ, có thể lừa gạt đại lượng cường giả về dưới trướng. Chỉ cần bọn họ phát thệ ngôn, như vậy chí ít trước khi thành thần là tuyệt không vi phạm, bằng không tâm trí xuất hiện kẽ hở, đột phá liền nguy hiểm, người nào cũng sẽ không cầm cái này làm trò đùa. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, có khả năng, bất luận là Cố Thanh Thanh ngươi, hay là Đoan Mộc huynh muội, còn có ba người bố tử các ngươi. Ta cũng có thể cho các ngươi cơ hội. Miễn là thuần phục ta 10 năm. Cố Thanh Thanh chẳng biết tại sao, tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng máu trong cơ thể nhịn không được có chút nóng lên, nói. Nếu trong vòng 10 năm không thể bước vào thần cảnh, ngươi tự vẫn tạ tội. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Bản thiếu có khả năng đưa tới số lớn thập phương quy tắc, trợ giúp các ngươi thành thần. Nếu ngươi có thân thể siêu phàm nhập thánh, ta có thể đảm bảo ngươi thành công. Nếu là siêu phàm nhập thánh, lại có bản thiếu bảo đảm. Ở dưới thập phương quy tắc còn đột phá thất bại, đó chính là bản thân ngươi cặn bã, không oán ta được. Thập phương quy tắc. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, mọi người tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng nhất trí cho rằng Lý Vân Tiêu là ở trong thánh khí phát hiện thập phương quy tắc, nội tâm tất cả đều lửa nóng. Lý Vân Tiêu nói, từ siêu phàm nhập thánh chuyển thành thần cảnh, chỉ cần cô đọng quy tắc, tỷ lệ thành công cực lớn. Mà cửu giai đỉnh đột phá, là tầng thứ chất biến, có thể thành công hay không ta không thể bảo đảm, nhưng nếu chư vị quy thuận ta, ta sẽ làm hết sức. Mạch lập tức không hỏi lại, nói. Được, ngươi bây giờ đem Phạm Yêu Thánh Công cho ta, ta liền cùng ngươi đánh cuộc thệ ngôn. Trong lòng Lý Vân Tiêu mừng rỡ, nếu có thể đưa Mạch về dưới trướng, thực lực của hắn có thể nói là lật một phen, hư thần cường giả, cộng thêm mấy trăm yêu tộc tinh anh. Cổ lực lượng này không kém bất luận một siêu cấp thế lực nào. Được. Hai người lập tức lập thệ, đem đổ ước lập xuống, Lý Vân Tiêu không do dự nữa, đem pho tượng nữ tử Phạm Yêu Thánh Công cho Mạch. Phạm Yêu Thánh Nữ, quả nhiên là nàng, quả nhiên là cái này. Ha ha ha. Mạch thoáng cái mừng như điên, nhịn không được ôm pho tượng kia ngẩng mật cười to, giống như điên. Ánh mắt của Cố Thanh Thanh cũng lộ ra cuồng nhiệt, năm đó vì vật ấy đánh với yêu tộc một trận. Kết quả là công dã tràng, trái lại gây ra hai tộc mâu thuẫn mấy nghìn năm. Nhưng lúc này nàng đối với Phạm Yêu Thánh Công lại không có ý nghĩ, mà là tâm tư ở trên thành thần. Cố Thanh Thanh nói, tuy nói ta tin tưởng tiểu tình lang nói, nhưng việc này thực sự có chút khó có thể tin, có thể đem nội tình nói rõ ràng hay không? Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, nếu đem nội tình nói rõ, tất cả các ngươi đều chạy tới Viêm Vũ Thành, không chỉ khiến Viêm Vũ Thành thêm phiền, còn không có người theo ta. Lúc này cười lạnh nói. Tin hay không, bản thiếu không rảnh nhiều lời với ngươi. Tránh ra, đừng chậm trễ ta đi lang hoàn thiên. Cố Thanh Thanh nói. Đi lang hoàn thiên không vội, mặc dù mở ra, thông đạo muốn ổn định lại còn cần thời gian của chúng ta rất nhiều. Nga. Lý Vân Tiêu nói. Nghe nói năm đó Cố Thanh Thanh ngươi cũng đi vĩnh sinh chi giới, không biết tình huống ra sao. Cố Thanh Thanh chớp mắt một cái. Hì hì cười nói. Muốn biết sao, cầm tình huống của ngươi đến cùng ta trao đổi. Lý Vân Tiêu cười một tiếng, ngồi thẳng thân thể, quát. Giá. Hai long mã ngẩng đầu hí dài, hỏa phong lôi quang nỡ rộ, muốn phá không bay đi. Cố Thanh Thanh vừa tức vừa cười, vội vàng ngăn hắn lại, nói. Ta đã nói với ngươi chính sự đâu, vui đùa không được sao. Lý Vân Tiêu nhìn nàng một cái, nói. Ta không có đùa giỡn với ngươi, muốn tìm hiểu tình huống có khả năng, trước đem thân thể vân thường trả lại, chúng ta lại tiến hành câu thông bước tiếp theo, bằng không toàn bộ không bàn nữa. Về phần thành thần, hắn cười nhạt, một cổ thần dịch lực cuồn cuộn phá thể mà ra, hóa long mà lên. Cố Thanh Thanh biến sắc, nghĩ không ra đối phương lại đột nhiên xuất thủ, nhưng vẫn chưa kinh hoàng, mà là ngũ chỉ một chảo, một cổ lực lượng mở ra, ngăn ở trước người. Ông!
một tiếng run rẩy, thần dịch lực áp ở phía trước lòng bàn tay nàng, cũng không có tính công kích, nhưng mà nhẹ nhàng nghiền ép liền giải tán, chỉ còn lại một chút ánh huỳnh quang phiêu đãng trên không trung. Giá! Lý Vân Tiêu quát, lòng liễn nhất thời tung vó, lưng mọc sấm gió, phá không bay đi. Ba người bố tử nhìn nhau một cái, chẳng biết như thế nào cho phải. Đang do dự, đột nhiên ba người đều run lên, cảm nhận được từ long liễn truyền tới trận trận lạnh ý, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, vội vàng đuổi theo. Mạch cũng quát. Đi, một đạo hồng mang từ trên người hắn toát ra, bao lấy mấy trăm yêu tộc, hóa thành huyết quang bỏ chạy. Cố Thanh Thanh kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn về điểm huỳnh quang kia, đột nhiên sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lên. Thần dịch lực. Cái gì, đây là thần dịch lực sao, thảo nào cảm giác thần thánh như vậy, gần như thiên đạo. Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng kinh hãi, vội vàng bấm ngón tay, nhưng đầu đầy mồ hôi, mười ngón hóa ra tàn ảnh, run liên tục. Ca, làm sao vậy? Đoan Mộc Thương cũng giật mình không thôi, rất ít nhìn thấy Đoan Mộc Hữu Ngọc bộ dáng như vậy. Đoan Mộc Hữu Ngọc lắc đầu nói. Toán không ra, nhưng thiên đạo có đại biến, cùng Lý Vân Tiêu có quan hệ, làm thế nào cũng coi không ra. Thiên đạo đại biến. Sắc mặt Cố Thanh Thanh ngưng trọng, hóa thành một luồng thanh mang, đuổi theo Lý Vân Tiêu. Đoan Mộc Thương cả kinh nói. Chẳng lẽ là dịch thiên số mà tổ tiên nói. Sắc mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc ngưng trọng, rốt cục bỏ qua bấm đốt ngón tay, nói. Phong ấn chi chiến qua 10 vạn năm, chính là lúc số trời thay đổi, bất kỳ tình huống gì cũng có thể phát sinh. Nhưng Lý Vân Tiêu tất nhiên chiếm hết chữ, dịch này, được thiên đạo tạo hóa. Vừa nãy hắn tiện tay một trường liền có thần dịch lực cuồn cuộn, hơn nữa ta không chỉ nhìn không ra tu vi, ngay cả thôi toán cũng coi không ra. Đoan Mộc Thương nói, nếu hắn thực sự được thiên đạo tạo hóa, như vậy tổng kết, có đại đạo thay hắn ẩn giấu mệnh số, chúng ta thôi toán không ra cũng bình thường. Dù sao người dòm ngó thiên đạo, nhất định phải bị thiên phạt, vẫn cẩn thận là hơn. Đoan Mộc Hữu Ngọc nói, hay thực sự là dịch thiên số xuất hiện, thiên địa thay đổi, người người thành thần. Nhưng tại sao lại như vậy, chúng ta tạm thời chẳng biết, nhưng tất cả căn nguyên thay đổi đều ở trên người Lý Vân Tiêu không sai, hãy theo hắn đoạn đường đi, có thể sớm nhìn lén cơ hội thành thần. Hai người cũng lập tức hóa thành thanh quang, hướng Lang Hoàn Thiên bay đi. Mấy ngày sau, Long Liễn chẳng biết đi được bao nhiêu nghìn dặm, phía trước xuất hiện Hải Thị Thận Lâu, một tòa thần sơn mơ hồ ở trên biển, liên miên thiên lý, hạ tiếp biển sâu, thượng nhập Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, đến rồi. Long Liễn cách ngọn núi vạn trượng, thả chậm bước tiến. Phi Nghê kinh dị nói, Lang Hoàn Thiên là một ngọn núi, sao núi này như ẩn như hiện, như có như không, là thật tồn tại hay là hư huyễn? Trên núi kỳ thạch lởm chởm, các loại cây cối cổ quái mọc thành bụi, lộ ra quỷ dị. Hơn nữa ở dưới bạch phụ, tựa hồ vẫn đang không ngừng biến ảo, khiến nhãn mê hoặc. Khúc Hồng Nhan cười nói, Lang Hoàn Thiên cũng không phải một ngọn núi, mà là đỉnh thần sơn trong Vân Hải, núi này rốt cuộc là thực hay huyễn, hữu hình hay vô hình, cũng không có người nói rõ ràng. Thật cũng huyễn, vô tức là có. Lý Vân Tiêu nói cũng như không, một bên cảm khái nói. Bao nhiêu năm, rốt cục lại nữa rồi. Long Liễn ở dưới thần niệm của hắn, tiếp tục tăng nhanh bước tiến, hướng thần sơn chạy đi. Ba người bố tử, mẹ cùng yêu tộc đuổi theo, cũng không rên một tiếng, theo sát phía sau. Rất nhanh, Long Liễn liền trực tiếp bước lên ngọn núi, lái vào một mảnh mây mù. Trên chiến xa tản mát ra ánh sáng nhạt, rọi sáng cảnh tượng bốn phía trong trăm trượng. Chỉ thấy trên đỉnh núi, rậm rạp chằng chịt là bóng người. Đế phẩm Long Liễn xuất hiện lập tức đưa tới mọi người chú mục. Lý Vân Tiêu, là Lý Vân Tiêu. Trên đỉnh núi lập tức có người kinh hô, nhất thời dẫn tới một mảnh ồ lên, trên trăm đạo thần thức cường đại quét tới. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, trong con ngươi lóe ra yêu quang, thần kỹ thiên thiếu quét ra ngoài, tất cả thần thức như hãm vũng bùn, biến mất vô ảnh vô tung. Nữ tử kia chẳng lẽ là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, thần Tiêu cung cung chủ Khúc Hồng Nhan. Các loại thanh âm sợ hãi lần lượt dựng lên, thần thức bị nhãn thuật của Lý Vân Tiêu nuốt hết, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn, trong quang mang nhàn nhạt, mơ hồ có thể thấy được nữ tử đeo màn, khí chất xuyên thấu, thu lấy nhân tâm. Còn Hồng Y mỹ nữ, nghe nói là Long Gia gia chủ Phi Nghê, người mang thiên phượng huyết mạch thượng cổ. Nguyên lai là đứng đầu Long Gia. Trong các loại sợ hãi than,
cũng không thiếu ghen tuông cùng đố kỵ. Dựa vào cái gì hắn có mệnh tốt như vậy? Long liễn phá không mà đến, từ phía trên rơi xuống, liền lẳng lặng đứng thẳng như vậy, khiến mọi người ngưỡng vọng. Mà ba người bố tử cùng mạch cũng trong khoảnh khắc đi ra, tất cả đều đứng ở bốn phía long liễn, nhất thời yêu khí ngập trời. Cái gì, là người yêu tộc? Lập tức có người kinh hô lên, trên đỉnh núi nhất thời một trận bối rối, các loại thần thức tập trung phương viên trăm trượng, đều mang định ý. Trận chiến Ngũ Hà Sơn truyền khắp thiên hạ, hai tộc quan hệ ngày càng khẩn trương, nhưng yêu tộc ở Ngũ Hà Sơn đánh một trận xong liền phảng phất tiêu thất, mất đi tung tích, tựa như dấu tài. Lúc này vừa thấy mấy trăm yêu tộc, toàn bộ không khỏi căm thù lên, dần dần ngưng tụ thành sát ý, ở đỉnh núi tản ra. Phá quân Vũ Đế tới, lão phu chờ đã lâu. Dưới bầu không khí đang khẩn trương, một cẩm bào lão giả từ trong đám người đi ra, chính là Nam Khâu Vũ, Lăng Không Hư độ mấy bước, cười nói. Phá quân đại nhân, Hồng Nhan cung chủ, Phi Nghê đại nhân, còn có bố tử huynh, Chu Quang huynh, Mao Xảo đại nhân, sáu vị xin phủ xuống đi. Ba người bố tử đều nhíu mày, nhìn Lý Vân Tiêu trong long liễn, Khúc Hồng Nhan cùng Phi Nghê cũng không nói một lời, hiển nhiên là lấy Lý Vân Tiêu dẫn đầu. Lý Vân Tiêu duỗi thắt lưng, lạnh nhạt nói. Phía dưới rất chen lấn, ta liền ở trong xe đi, thoải mái hơn. Phía dưới có không ít mặt mũi quen thuộc, thần niệm của hắn từng cái điểm qua chào hỏi, nhưng cũng phát hiện có nhiều nhân vật trọng yếu vẫn chưa ở đây, không khỏi nghi ngờ nhìn về chỗ sâu trong vân hải. Trong mây mơ hồ có hồng quang chớp động, như là tơ máu nhàn nhạt du đãng. Lý Vân Tiêu một bộ không mặn không lạt, lập tức dẫn tới mọi người trong núi bất mãn, ánh mắt sẳng giọng cùng tiếng kêu rên không ngừng. Những người này người nào không phải là nhất phương bá chủ, đương đại cường giả, cũng không gặp có người tự cao tự đại như vậy. Nam Khâu Vũ chưa lên tiếng, liền nghe có người châm chọc nói. Người thì thoải mái, nhưng một chiếc liễn xa lớn như vậy ở trong mây, mọi người nhìn khó chịu, người coi Lang Hoàn Thiên là nhà ngươi sao? Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn lại, con người chợt co rụt, sát cơ lóe ra, lạnh lùng nói. Nguyên lai là Bích Lạc Tông ân chỉ đại nhân, Lang Hoàn Thiên có phải nhà của ta hay không không mượn ngươi xen vào, về phần để cho ngài không thoải mái, ngài có thể đi chết a. Người nọ chính là ân trì, nộ cười nói. Ha ha, làm càn, vì sao ta phải đi tìm chết, người chết làm sao không phải là ngươi. Lý Vân Tiêu nhìn qua, thiên minh chỉ có ân trì ở trên đỉnh núi, mà không gặp thân ảnh của Cảnh Thất cùng Tiểu Hồng, ngay cả Mục Gia cũng không thấy bóng dáng. Ân tông chủ, bản lãnh lớn nha, ta xem ngươi cả người nguyên lực dư thừa, lỗ chân lông thư giãn liền có lực lượng phun ra nuốt vào, sợ là lực lượng tăng lên không ít đi. Lý Vân Tiêu đạm nhiên nói, ta nhớ ra rồi, lần trước trong chân long bí tàng có linh kỳ ảo diệu thư, thiên giả tựa hồ ban tặng ngươi, chẳng lẽ đó là thần công chi hiệu? Ân chỉ cả kinh, song quyền không khỏi căng thẳng, hắn chính là tu luyện linh kỳ ảo diệu thư, thực lực tăng lớn, cho nên mới dám khiêu khích Lý Vân Tiêu, nghĩ không ra một cái đã bị đối phương nhìn ra, nhất thời sinh lòng kiêng kỵ. Hừ, phải thì như thế nào? Hắn hừ lạnh nói. Lý Vân Tiêu nói. Không có gì, chỉ hỏi một chút mà thôi, được rồi, thiên giả cùng Cảnh Thất đâu. Nam Khâu Vũ thấy hai người mới gặp liền đối chọi gay gắt, rất sợ làm ra xung đột, vội vàng hòa giải nói. Thiên giả cùng Cảnh Thất từ lâu đã vào Vân Hải. Bốn phía ngọn núi, một mảnh Vân Hải trắng xóa vô biên vô hạn, mơ hồ có quang mang màu sắc rực rỡ phun ra, xoay chuyển một vòng lại biến mất. Lý Vân Tiêu nói, tiên cảnh thông đạo còn chưa ổn định, liền không dằn nổi. Là tự cao thần thông cái thế sao? Nam Khâu Vũ cười nói. Ha ha, có lẽ là vậy. Đã có không ít người đi xuống, lão phu nhát gan, cho nên muốn chờ thông đạo ổn định mới đi, phá quân đại nhân thì sao? Lý Vân Tiêu nói. Cơ duyên nói là đi đúng dịp, mà không phải đi sớm, bản thiếu cũng sợ chết, vẫn là chờ a. Hơn nữa thiên giả cùng Cảnh Thất không ở đây, ta có khả năng động thủ trước đánh chết ân chỉ đại nhân, cớ sao mà không làm? Long liễn có một đạo sát khí nồng nặc chiếu xuống, trực tiếp tập trung ân trì. Cả người ân trì run lên, giống như là bị độc xà nhìn thẳng, cả kinh vội vàng lui về phía sau, thoáng cái lánh ra mười mấy trượng, đứng ở trên một tảng đá lớn. Khắp núi đều là bóng người, nơi có thể sống yên ổn cực nhỏ, ân trì khẽ động lập tức dẫn tới tao loạn. Nam Khâu Vũ vội nói. Phá quân đại nhân chớ có nói đùa, nơi đây nghiêm cấm động thủ,
bằng không là cùng thiên tiệm nhai ta, thậm chí cùng tất cả mọi người là địch. Lý Vân Tiêu thu liễm sát khí, lạnh nhạt nói. Đã như vậy, vậy hãy để cho Ân Chỉ đại nhân sống lâu chốc lát, đợi vào trong lang hoàn thiên lại lấy tính mệnh của hắn. Nam Khâu Vũ nhíu mày, tin tức của hắn cũng rất linh thông, trước đây Lý Vân Tiêu đánh với Thiên Minh một trận, kinh thiên động địa, từ lâu truyền khắp toàn bộ lánh đời thế gia, biết giữa hai người có thù không đội trời chung. Ân Chỉ tức giận hừ nói. Lý Vân Tiêu, lấy lực một người ngươi muốn giết ta, si nhân nằm mơ. Lúc này ngươi mang mấy trăm yêu tộc đến, chẳng lẽ là muốn cùng nhân tộc ta là địch? Ánh mắt mọi người cũng đồng loạt nhìn chằm chằm đám người yêu tộc, toàn bộ lộ ra địch ý, Lý Vân Tiêu liên quan cũng đồng thời căm thù lên. Mạch hoàn toàn không thấy mọi người địch ý, cười nhạo nói. Một đám ếch ngồi đáy giếng, thật cho rằng bổn tọa hiếm lạ lang hoàn thiên này sao, bổn tọa chỉ là theo chân Lý Vân Tiêu mà thôi. Nam Khâu Vũ nói. Phá quân đại nhân. Tuy nói thiên tiệm nhai không tham dự đại lục ân oán, nhưng yêu tộc cùng tộc ta bây giờ quan hệ. Tựa hồ không thích hợp để cho bọn họ đi vào. Huống chi không có thiên tiệm lệnh cũng vô pháp đi vào, đông đảo yêu tộc lưu lại nơi này như vậy, sợ rằng sẽ khiến hiểu lầm. Lý Vân Tiêu nói, thiên tiệm lệnh ta có nhiều, có khả năng cho mạch tiên sinh một quả, về phần những thuộc hạ này. Hắn nhìn mạch nói, có thể để cho bọn họ vào thánh khí của ta hay không? Mạch Kiên quyết phủ quyết nói. Tuyệt đối không thể, vừa vào thánh khí của ngươi, sinh tử do ngươi, ta sao để cho thuộc hạ vào trong hiểm cảnh như vậy? Lý Vân Tiêu nói. Vậy làm phiền Mạch Tiên sinh để cho bọn họ tán đi, không nên ở lại trên đỉnh núi, miễn cho cùng tộc ta xung đột, như vậy đối với người nào cũng không tốt. Ngũ Hà Sơn đánh một trận, hai tộc tử thương quá lớn, tích xuống thù hận sâu đậm, lúc này tới đây, hoàn toàn không cần thiết đâm ngang. Mạch trầm tư một lúc, liền đối với đám yêu tộc sau lưng nói chút gì, những yêu tộc kia nhất thời bái hạ, sau đó liền có thứ tự hướng xa xa bay đi. Ánh mắt Ân Chỉ chuyển động, lạnh lùng nói. Tên yêu tộc này cũng không được vào, không phải tộc ta, đều phải bài xích ở ngoài. Sắc mặt Mạch trầm xuống, khóe miệng cười nhạt, mang theo sát khí. Lý Vân Tiêu nói. Quy củ là ngươi định. Ân Chỉ hừ nói. Mặc dù quy củ không phải ta định. Nhưng, không phải là ngươi định liền câm miệng. Mặc dù Lý Vân Tiêu giỏi nhịn đến đâu, lúc này cũng có lửa giận, lạnh giọng nói. Nếu không có quy định này, sẽ không người có quyền can thiệp. Nếu Ân Chỉ đại nhân không phục, vậy dùng phương thức đơn giản nhất giải quyết, vũ quyết là được. Ngươi lên, bản thiếu đánh chết ngươi, xem ai còn chít chít méo mó. Ân Chỉ cả giận nói. Đừng tưởng rằng thực lực ngươi cao là có thể miệt thị anh hùng thiên hạ. Nơi này vị nào không phải là cường giả, người nào sẽ sợ ngươi? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ta không có miệt thị anh hùng thiên hạ, bản thiếu chỉ miệt thị ngươi, người khác có sợ hay không ta mặc kệ, nếu ngươi không sợ liền ra đây liều chết đánh một trận, không dám chính là người nhu nhược, thứ hèn nhát. Thực sự không dám a, liền câm miệng cho bản thiếu, thành thành thật thật làm con rùa, bằng không nói thêm một chữ nữa, ngươi liền vào không được lang hoàn thiên. Ân Chỉ giận dữ. Đang muốn mắng to, đột nhiên Vân Hải phóng lên hà quang, phảng phất như thần tích tản ra, chiếu toàn bộ Vân Hải đỏ bừng. Các loại ánh sáng màu sắc từ trong mây không ngừng phóng lên, như là cửu thải hoàn quang, tầng thứ phân minh. Mở ra, tiên cảnh triệt để mở ra. Trên đỉnh núi một trận kinh hô, nhất thời có nhân ảnh bay lên không, cầm thiên tiệm lệnh trong tay đánh vào Vân Hải, nhất thời có một hồng mang bắn ra, bao lấy người nọ, trực tiếp truyền tống vào. Lần này lại không ai bận tâm bọn họ, trên trăm đạo thân ảnh toàn bộ bay lên, số lớn thiên tiệm lệnh như là cát rót vào trong Vân Hải, vô số hồng mang phóng lên cao, mỗi một đạo quấn lấy một người, trong sát na tiêu thất ở trên không. Lúc này trên Vân Hải hiện ra trận văn, giống như là một tòa đại môn bị mở ra. Lý Vân Tiêu đã cảm thấy bí cảnh này như là hộ sơn đại trận của tông môn, nhưng mà không có tỉ mỉ nhìn qua. Lúc này tỉ mỉ nhìn sang, trận văn thật nhỏ kết thành trận tuyến. Đi ngang qua Vân Hải, đích xác là một tòa trận pháp. Nam Khâu Vũ vội nói. Phá quân đại nhân, Ân Chỉ đại nhân, không nên tranh chấp, nhanh vào tiên cảnh đi. Chính hắn cũng bay lên không, một đạo thiên tiệm lệnh bắn vào trong mây, hồng quang vọt lên, cuốn lấy Nam Khâu Vũ, liền biến mất. Người thiên tiệm nhai còn lại cũng lần lượt bay vào. Ân Chỉ vừa thấy, cũng vội vàng lấy ra thiên tiệm lệnh, hướng Vân Hải ném đi.
đột nhiên một đạo kiếm mang bén nhọn chiếu xuống, phanh một tiếng đánh thiên tiệm lệnh nát bấy, ở trên vân hải tản ra gợn sóng. Cái gì? Ân Chỉ cả kinh, người xuất thủ chính là Lý Vân Tiêu, một cổ sát khí cực mạnh trực tiếp khóa hắn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Làm cái gì? Ân Chỉ đại nhân trước không phải là nhằm vào ta rất sung sướng sao, chúng ta đến hảo hảo nói chuyện a. Sắc mặt Ân Chỉ trắng bệch, liền lùi lại mấy bước, lạnh lùng nói. Ngoài lang hoàn thiên, không cho phép ngươi làm càn. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Nam Khâu Vũ cùng người thiên tiệm nhai đã đi rồi, người hù dọa ai a? Thù mới hận cũ, chúng ta đồng thời tính đi. Hắn ngũ chỉ thành chảo, một mảnh lôi điện từ lòng bàn tay tản ra, hướng Ân Chỉ cháo đi, chính hắn cũng lập tức tiêu thất ở trên long liễn. Trong mắt Ân Chỉ lóe lên kinh sắc, nếu gặp gỡ một mình Lý Vân Tiêu, hắn cho là mặc dù không địch lại, chí ít cũng có thể đào tẩu. Nhưng trong thánh khí người này có nhiều cường giả, không nói đến thánh khí. Khúc Hồng Nhan cùng mạch là hắn khó có thể chống lại, trước mắt trên đỉnh núi đa số cường giả đã vào Vân Hải, còn dư lại cũng không muốn chọc phiền phức, đều cực lực tách ra, hướng trong Vân Hải lao đi. Bùm bùm, một mảnh lôi quang ở trên không xoay tròn, hóa thành mấy đạo lôi long hạ xuống, đem hắn bao phủ ở bên trong. Ân Chỉ nộ xích một tiếng, song trưởng không ngừng vỗ tới bốn phía, dầm dập đánh lôi quang sơ sát, muốn xuyên thấu ra. Lại đột nhiên một đạo kiếm mang từ phía trước lao đến, phong tỏa tất cả đường lui, đem hắn ép trở lại. Trong lôi mang khắp trời, Lý Vân Tiêu thoáng cái hiện ra, hai tay lăng không một chảo, vô số lôi quang tụ ở hai tay, trực tiếp hóa thành hai con dao long, hướng Ân Chỉ quyển đi. Ầm ầm, Ân Chỉ đánh ra song trường, cùng lôi dao va chạm, vô số lôi điện theo thân thể của hắn mà lên, chấn vào trong cơ thể, như là lưỡi dao xé rách thân thể. Lúc này nhục thân cùng tu vi của Lý Vân Tiêu đã bước vào quy chân thần cảnh, Ân Chỉ sao có thể là đối thủ. Hắn bị đau, kêu một tiếng liền vội vàng đào tẩu. Lý Vân Tiêu cười một tiếng, đuổi theo một kiếm quét ngang, kiếm khí mang theo tâm diễm đánh ra, ầm một tiếng liền chém ở trên người Ân Chỉ, trực tiếp nổ tung. Nhưng trong hỏa quang, đột nhiên có một cái bóng hoảng hốt bắn nhanh, lần thứ hai hóa thành dáng dấp Ân Chỉ, nhằm về phía Vân Hải. Cái gì? Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, chỉ thấy sắc mặt Ân Chỉ trắng bệch, hiển nhiên là trọng thương không có huyết sắc, lần thứ hai ném ra một thiên tiệm lệnh, bị hồng mang quấn vào Vân Hải. Khúc Hồng Nhan cùng Phi Nghê cũng lóe lên đi tới bên cạnh Lý Vân Tiêu, hai người đồng dạng giật mình không thôi. Khúc Hồng Nhan ngưng thanh nói. Vừa rồi một kiếm kia, hắn không có lý do gì còn có thể sống, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Linh kỳ ảo diệu thư, linh kỳ ảo diệu thư, thật là thần thông rất khá, có thể lừa gạt được hai mắt ta. Không sao, Ân Chỉ trúng một kiếm kia, mặc dù không chết cũng sống không được bao lâu, hắn tốt nhất là cầu không nên ở trong lang hoàn thiên gặp phải chúng ta. Khúc Hồng Nhan nói, tiến nhập lang hoàn thiên sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở địa phương khác nhau, chúng ta vẫn là tiến nhập giới thần bia đi. Hai người nhất thời lóe lên, đã bị Lý Vân Tiêu thu vào giới thần bia. Lý Vân Tiêu nhìn về phía mạch cùng ba người bố tử, nói. Bốn vị làm sao? Sắc mặt mạch trầm ngưng nói. Ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không vào thánh khí của ngươi, có huyết châu này trong tay, ta rất nhanh thì có thể tìm tới ngươi. Hắn từ trên tay ngưng ra một giọt huyết châu, bắn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cầm huyết châu ở trong tay, nhìn thoáng qua liền thu vào. Sắc mặt ba người bố tử trắng bệch. Thực lực của Ân Chỉ bọn họ là biết, siêu phàm nhập thánh cường giả, vậy mà đơn giản đã bị kích thương đào tẩu, ba người bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng chống cự Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, nói thật đi, lực lượng của ba vị ta là rất thưởng thức, nhưng các ngươi không có hứng thú đi theo ta, ta cũng sẽ không có tổn thất gì. Hiện tại cho các ngươi ba hơi thở thời gian suy nghĩ, nếu theo ta, liền nghe ta điều khiển 10 năm, nếu không nguyện ý ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Lưu lại thiên tiệm lệnh liền cút đi. Ba người suy nghĩ một lúc, mới nói. Vậy cơ hội thành thần. Lý Vân Tiêu nói. Tự nhiên có khả năng hưởng thụ. Ba người nhìn nhau một cái, đều lộ ra thần sắc kiên định, nói. Được, ba người chúng ta liền theo Vân Tiêu công tử. Lý Vân Tiêu gật đầu, một đạo bạch quang hiện lên, đem ba người thu vào giới thần bia, ném ra thiên tiệm lệnh. Trong Vân Hải có một đạo hồng mang bắn lên. Bọc cả người hắn lại,
chỉ cảm thấy không gian bốn phía bị xé rách, thân thể bị kiềm hãm, liền mạnh mẽ thuấn di xuống dưới. Toàn bộ quá trình là trong nháy mắt, Lý Vân Tiêu liền xuất hiện ở trong một mảnh thiên địa. Bên trong linh khí nồng đậm, tràn đầy một loại vị đạo cổ vận, như là từ thời cổ đại liền từ thiên vũ giới chia ra không gian. Mi tâm hắn có bạch quang lóe lên, năm người Khúc Hồng Nhan lập tức từ trong phóng ra. Thần thức của Khúc Hồng Nhan quét ra ngoài, cau mày nói. Đây là địa phương nào, trong ấn tượng của ta cũng không có nơi đây, chẳng biết bị đưa đến nơi nào trong Lang Hoàn Thiên. Lý Vân Tiêu nói, Lang Hoàn Thiên khó mà chắc lượng, có chỗ xa lạ cũng là bình thường, ta chỉ sợ truyền tống quá mức xa xôi, cuối cùng tìm không được vĩnh sinh chi giới, như vậy sẽ đi một chuyến uổng công. Khúc Hồng Nhan nói, bất kể như thế nào, mấy người chúng ta tụ chung một chỗ, phần thắng cực lớn. Phi Nghê kinh ngạc nói, loại cảm giác này thật kỳ quái, sao ta sẽ cảm thấy nơi này có chút quen thuộc? Quen thuộc, mấy người đều là thoáng cái nhìn nàng. Đến trình độ như bọn họ, tuyệt sẽ không có cảm giác khó hiểu xuất hiện, nhất định là có nguyên do. Phi Nghê gật đầu nói, hết sức quen thuộc, thật giống như từ trước tới nay, ta vẫn luôn cư ngụ ở nơi này vậy, giống như là về tới cố hương, rồi lại tràn ngập xa lạ. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, chẳng lẽ là vì thiên phượng huyết, tương truyền vĩnh sinh chi giới chính là thiên phượng linh vũ diễn hóa ra, hay là Lang Hoàn Thiên này đã từng có thượng cổ thiên phượng sinh tồn? Mấy người còn lại đều khiếp sợ. Hai mắt Phi Nghê cũng tỏa ánh sáng, hưng phấn nói. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Trong phiến thiên địa này có khí tức làm ta cảm thấy thân thiết. Khúc Hồng Nhan vui vẻ nói. Phi Nghê muội muội có cảm thụ được phương vị của vĩnh sinh chi giới không? Phi Nghê trầm ngâm một chút, lắc đầu nói. Khí tức thiên phượng tỏ khắp ở trên đại địa, không có vị trí xác thực. Cái này thì phiền toái, chúng ta lệch khỏi quỹ đạo nhiều lắm. Khúc Hồng Nhan lấy ra một khối tinh bàn tựa như vòng tròn ngân sắc, mặt trên có đầy quang điểm, sau khi đánh vào vài đạo quyết ấn, trực tiếp chiếu hình trên không trung, đều tản ra. Lý Vân Tiêu cũng hơi biến sắc nói. Năng lượng chắc thí nghi. Khúc Hồng Nhan lộ ra vẻ buồn rầu nói. Cái chắc thí nghi này có khả năng tra được năng lượng dị thường phân bố trong phương viên ngàn dặm, hiện tại xem ra phân bố đều, đồng thời không hề có dị thường. Nói rõ trong phương viên ngàn dặm, linh khí lưu động bằng phẳng, đồng thời không có võ giả hoặc yêu thú tồn tại. Lý Vân Tiêu hai tay ôm ngực, nâng cằm trầm tư nói. Phạm vi ngàn dặm quá nhỏ, rất khó cho chúng ta một phương hướng chính xác, nếu như đi sai, càng là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, người tận lực phóng đại phạm vi, dù cho mất độ chính xác cũng được. Hảo, ta thử xem. Khúc Hồng Nhan tay trái bấm niệm thần chú, vài điểm kim quang ở đầu ngón tay hiện lên, hóa thành phù ấn đánh vào trong tinh bản ngân sắc. Nhất thời quang điểm chiếu hình đi ra ngoài thoáng cái tản ra, cự ly đây đó lớn hơn 10 lần, chút quang điểm xa xa bắt đầu nhảy lên. Có khác thường. Khúc Hồng Nhan vui vẻ, bắt đầu nói. Hướng đông nam ước chừng 9.000 dặm có năng lượng dị thường cường đại, có lẽ là võ giả hay yêu thú, hoặc là thiên tài địa bảo gì đó. Phương hướng tây nam cũng như vậy, nhưng hướng đông nam dị thường càng mạnh. Lý Vân Tiêu nói, tốt, vậy liền hướng đông nam đi, cự ly 1.000 dặm cũng không quá xa, phải tranh thủ thời gian, sớm một chút tìm được cửa vào vĩnh sinh chi giới. Mấy người hóa thành độn quang, nhắm hướng đông nam bắn đi. Sau chung trà thời gian, trên không một sườn núi, sắc mặt mấy người cũng không quá tốt. Chỉ thấy sườn núi bị nổ ra một khe sâu, tầng nham thạch bên trong như sao lốm đốm đầy trời, khắp nơi là ánh huỳnh quang bích lục. Trong khe tản mát ra linh khí kinh người, ba người bố tử vừa mừng vừa sợ, Chu Quang bỗng nhiên trợn to mắt, kinh hô. Là bích thủy ngọc, trời ạ, nhiều bích thủy ngọc như vậy, đúng là một ngọc quáng mạch. Bích thủy ngọc là vật liệu chân quý, nếu ở bình thường, Lý Vân Tiêu hơn nửa sẽ thích, nhưng lúc này lại mặt không biểu tình, nói. Đi mục tiêu kế tiếp. Mấy canh giờ sau, ở trên một mặt hồ, truyền đến thanh âm chiến đấu ầm ầm. Sau đó, mọi âm thanh yên lặng lại, thi thể một con thủy quái nằm ở trên hồ, tiên huyết chảy ra ồ ồ, đem hồ nước nhuộm đỏ. Mấy người Lý Vân Tiêu lăng không ngắm nhìn, đem sát khí toàn thân thu liễm. Phi Nghê có chút buồn bực nói. Đã là mục tiêu thứ 5. Ngay cả nhân ảnh cũng không thấy, Lang Hoàn Thiên này rốt cuộc bao lớn. Trước đây phu quân cùng Hồng Nhan tỷ tỷ là đùa thế nào?
Lý Vân Tiêu cùng Khúc Hồng Nhan liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lo lắng trong mắt, tựa hồ đang xác minh cái gì. Lý Vân Tiêu cũng không giấu giếm, đem ý nghĩ trong lòng nói ra, thản nhiên nói. Lang Hoàn Thiên này đã phát sinh biến hóa, lần trước tiến vào, không gian tuyệt không có vô biên như hiện tại. Khúc Hồng Nhan hiện vẻ buồn rầu, đồng ý nói. Cảm giác của ta cũng là như thế, mấy canh giờ một bóng người cũng không thấy. Hơn nữa lần trước Lang Hoàn Thiên mở ra, tuyệt không có nhiều người như lần này. Có lẽ là vĩnh sinh chi giới xuất hiện, dẫn đến Lang Hoàn Thiên xuất hiện biến hóa. Lý Vân Tiêu nói, hiện tại chỉ có thể suy đoán như vậy, nhưng đối với hiện trạng không làm nên chuyện gì, chúng ta phải như thế nào tìm được lối vào vĩnh sinh chi giới, nếu tiếp tục như vậy, cho đến tiên cảnh khép kín cũng không thể tìm được. Phi Nghê lại rất lạc quan, cười nói, chúng ta tìm không được, người khác cũng không có khả năng tìm được, không có gì phải lo lắng. Cùng lắm thì ở đây tu luyện mấy tháng, cho đến tiên cảnh khép kín đi ra ngoài, cũng không lãng phí thời gian. Trong Lang Hoàn Thiên linh khí nồng nặc không nói, hơn nữa có khí thức thiên phượng, khiến Phi Nghê cảm thấy hết sức thoải mái, thậm chí trong lúc mơ hồ có thể chạm đến hàng rào võ đạo, nếu tính hạ tâm lai khổ tu, có thể đột phá bình chướng, bước vào siêu phàm nhập thánh cũng nói không chừng. Khúc Hồng Nhan than thở. Muội tử thật là khờ, người khác có thể tìm được hay không không có quan hệ gì tới chúng ta, nhưng chúng ta tìm không được chính là tổn thất. Nếu bàn về tu luyện, mặc dù nơi đây có khí thức thiên phượng, nhưng sao có thể so với Viêm Vũ Thành tràn đầy thập phương quy tắc? Lý Vân Tiêu nói, hiện tại cũng không có biện pháp khác, trên chắc thí nghi vẫn có mấy mục tiêu. Đi tìm từng cái thôi, xem ra hành trình Lang Hoàn Thiên lần này, là so vận khí. Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nơi mi tâm lóe lên bạch mang, một đạo kim quang bắn ra. Phía trước hiển lộ ra bóng người, một thiếu niên mày kiếm mắt sáng, chính là Diệp Phàm, mở miệng liền kêu lên. Vân Tiêu đại ca. Trong lòng Lý Vân Tiêu thất kinh nói. Diệp Phàm. Diệp Phàm nhiều lần biểu hiện ra hành vi cổ quái, để cho hắn có chút không dám xác nhận thân phận người trước mắt, nhưng nghe thanh âm cùng dung mạo, xem ra hơn phân nửa là Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu nói. Là ta. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét nhìn hắn một cái, phát hiện đối phương đã là thất tinh vũ đế, tốc độ này coi như là kinh tài tuyệt diễm. Chỉ bất quá trên người Diệp Phàm tựa hồ có chút đồ đạc không rõ, cùng Diệp Nam Thiên cùng cửu đỉnh chi chu cởi không ra can hệ. Năm đó Cố Thanh Thanh cùng Diệp Nam Thiên đi về vĩnh sinh chi giới, hiện tại Cố Thanh Thanh xuất hiện, lúc này Diệp Phàm từ trong bế quan đi ra, chỉ sợ cũng đã bị Diệp Nam Thiên ảnh hưởng. Hơn nữa nhìn hình dạng của Diệp Phàm, tựa hồ đối với chuyện không gian phong bạo, dẫn hắn tới chỗ phong ma hoàn toàn chẳng biết. Nếu là như vậy mà nói, trước đây dùng cửu đỉnh chi chu độ đi qua, là bản thân Diệp Nam Thiên. Tại Ngũ Hà Sơn, Diệp Nam Thiên ở trong tay hư thần cảnh có thể duy trì 3 canh giờ, 10 vạn năm qua chưa từng có ai, có thể thấy được thực lực cường hãn đến cực điểm. Người bế quan đi ra. Lý Vân Tiêu thử dò xét hỏi. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên mê man, gật đầu nói. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên có tưởng niệm, liền từ trong bế quan đi ra. Quả nhiên, trong lòng Lý Vân Tiêu thầm than một tiếng, tựa hồ từ khi cửu đỉnh chi chu xuất hiện, Diệp Phàm, thậm chí là vận mạng của mình, đều ở dưới sự chỉ dẫn như có như không của Diệp Nam Thiên phát sinh cải biến. Hắn hỏi, tưởng niệm ra sao? Diệp Phàm lắc đầu, mê mang nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, giống như là có cái gì không bỏ xuống được, phải đi một chỗ. Hắn vươn tay ra, hướng về Tây Bắc chỉ. Trong lòng Lý Vân Tiêu vui vẻ. Biết phương hướng kia hơn phân nửa cùng vĩnh sinh chi giới có quan hệ, cười nói. Người đã có lòng tưởng niệm, vậy đi thôi. Diệp Phàm sửng sốt, người còn lại cũng không hiểu rõ lắm, nhưng không có hỏi nhiều, mấy đạo độn quang bay lên, theo sau lưng Lý Vân Tiêu bay nhanh. Vân Tiêu đại ca chờ một chút, ngồi cửu đỉnh chi chu đi. Diệp Phàm phóng ra cửu đỉnh chi chu, mọi người đi vào, hóa thành lưu quang tiêu thất ở tại chỗ. Mấy ngày sau, trên biển mênh mông vô bờ, nhưng ở trung ương hải lý lại đứng vững một hòn đảo lơ lửng, như sao định ở trên thiên khung. Trong đảo, cao sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tràn đầy cổ thụ, xanh tươi tốt, cự diệp che trời, rong chơi ở trong linh dịch, như là tiên cảnh. Cửu đỉnh chi chu ngừng lại ở trên bầu trời đảo nhỏ. Ở đây là vĩnh sinh chi giới sao? Trong mắt Phi Nghê lóe ra thần sắc kinh nghi, xuyên thấu qua cự diệp trên đảo.
có thể thấy được trong đảo nở đầy một loại hoa tươi kỳ dị, hoa có năm cánh, nhị hoa thành ti, mùi thơm khắp nơi. Trong mắt Diệp Phàm tràn đầy mê hoặc, kinh ngạc nói. Ta cũng không biết, nhưng nội tâm lo lắng, đem ta dẫn đến tận đây. Lý Vân Tiêu nói. Bất kể có phải là vĩnh sinh chi giới hay không, chỉ ít chúng ta không còn cô đơn nữa, ta đã thấy mấy bạn cũ. Mọi người đều cả kinh, những cổ thụ trên đảo tựa hồ có hiệu quả cắt đứt thần thức, mặc dù không thể hoàn toàn ngăn trở, nhưng giảm bớt rất nhiều, bọn họ chỉ có thể trong lúc mơ hồ thấy hoa tươi nở đầy đảo nhỏ. Đi theo ta. Lý Vân Tiêu bay lên trời, liền hướng trung ương đảo nhỏ bay đi. Người còn lại theo sát phía sau. Diệp Phàm cũng vội vàng thu hồi cửu đỉnh chi chu, cùng mọi người bay đi. Bay vào lá cây che trời, phát hiện trên đảo lại có di tích kiến trúc, nhưng chỉ còn lại có tàn bích mà thôi, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Đám người Khúc Hồng Nhan cũng rất nhanh phát hiện phía trước có người, trong tảng lớn cổ tích, có mấy đạo nhân ảnh chớp động, tựa hồ đang tìm cái gì. Là ai? Mấy người trong cổ tích cũng cảm ứng được có người đến, lập tức hội hợp một chỗ, cảnh giác. Nhất Thiên huynh, là ta. Lý Vân Tiêu hạ xuống, trong mắt chớp động ánh sáng, nhìn vài tên nam tử phía trước. Một người trước nhất chính là Vạn Bảo Lâu Lâu chủ Vạn Nhất Thiên, mấy người còn lại cũng không xa lạ gì, Long Nha Sơn Trang Trang chủ Tuyệt Thiên Hàn, Mục Gia Gia chủ Mục Trang, trưởng lão Mục Trinh, còn có cao thủ của hai phái. Nghĩ không ra Mục Trang đại nhân, Mục Trinh trưởng lão, Tuyệt Thiên Hàn đại nhân đều ở đây. Lý Vân Tiêu khách khí từng cái chào hỏi. Những cao thủ Long Nha Sơn Trang cùng Mục gia kia đều gặp hơn phân nửa, mỉm cười gật đầu ý bảo. Phi Dương. Vạn Nhất Thiên ngây ngẩn cả người, nằm mơ cũng không nghĩ tới gặp được Lý Vân Tiêu. Đồng thời cũng thấy đám người Khúc Hồng Nhan, thần sắc trên mặt khó mà phát giác biến hóa thoáng cái, liền cười to nói. Ha ha, thực sự là đúng dịp, các ngươi làm sao tới? Mục Trang cũng ngạc nhiên nói. Làm sao? Vân Tiêu công tử cũng không phải là Nhất Thiên đại nhân mời, mà là trong lúc vô ý đến. Lý Vân Tiêu đem thần sắc của Vạn Nhất Thiên để ở trong mắt, nhưng giả vờ không gặp, mỉm cười nói. Phải, nghĩ không ra ta cùng với chư vị lại hữu duyên như này. Vạn Nhất Thiên rõ ràng không tin, cau mày nói. Cũng quá trùng hợp đi. Ánh mắt của hắn hướng mấy người phía sau nhìn lại, nhưng nhìn không ra đầu mối gì. Lý Vân Tiêu tự tiếu phi tiếu nói. Chính là không xảo không thành sách, được rồi, Nhất Thiên huynh cùng Mục Trang đại nhân ở đây làm cái gì? Ở đây ngoại trừ linh khí đầy đủ ra, tựa hồ không có chỗ nào đặc biệt a. Vạn Nhất Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, tuy rằng hắn không tin Lý Vân Tiêu trùng hợp đến, nhưng nếu xuất hiện, kế hoạch của mình là khẳng định không gạt được, vì vậy cười to nói. Ha ha, vậy thì thật đúng dịp, lão ca cũng đang cần Phi Dương lão đệ giúp đây. Nga, Nhất Thiên huynh nói đùa. Có Long Nha Sơn Trang cùng Mục gia ở đây, trong thiên hạ sự tình không làm được thực sự là rất ít. Lý Vân Tiêu bất động thanh sắc nói. Chuyện gì cũng còn không biết, hắn không thể mạo muội đáp ứng. Vạn Nhất Thiên đứng đầu thương minh nhiều năm, tính kế lên là cực kỳ nghiêm túc, hiện tại toàn bộ hải ngoại thế gia đều bị hắn cột vào trên chiến thuyền, người như vậy tuyệt không đơn giản. Hắc hắc, tự nhiên là chuyện tốt. Vạn Nhất Thiên cười thần bí, có chút cố lộng huyền hư nói. Phi Dương còn nhớ Ngọc Các không? Đồng tử của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, trong Ngọc Các tàng thư vạn quyển, có thần thông cuồn cuộn, Khuy Thiên nhãn thuật cũng có bên trong, như thế nào không nhớ rõ? Khúc Hồng Nhan trầm ngâm nói. Ngọc Các tựa hồ có linh tính, mặc dù ở trong Lang Hoàn Thiên, nhưng không phải là ai cũng có thể gặp. Mặc dù có vinh hạnh gặp gỡ, cũng chưa chắc có thể lấy ra nửa điểm thần thông. Nhất Thiên đại nhân nhắc tới Ngọc Các, chẳng lẽ Ngọc Các ở trên đảo này? Vạn Nhất Thiên nhoẻn miệng cười, vô luận là người nào, thấy Khúc Hồng Nhan tổng sẽ tâm tình cực tốt nói. Ngọc Các không ở trên đảo này, nhưng đảo này có thứ không kém gì Ngọc Các. Không kém gì Ngọc Các, điều đó không có khả năng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, kiên định không tin. Ngọc Các tồn tại vẫn quanh quẩn trong lòng hắn, tựa hồ ẩn chứa tất cả thần thông, lần này vào Lang Hoàn Thiên, có thể đi vĩnh sinh chi giới cố nhiên là tốt, mặc dù không thể. Có thể lại vào Ngọc Các một lần cũng là cơ duyên lớn. Khúc Hồng Nhan cũng nhíu mày, dù chưa nói rõ, nhưng hiển nhiên cũng không tin. Vạn Nhất Thiên cười ha hả, khoe khoang nói. Phi Dương lão đệ a, người có biết lai lịch Ngọc Các không? Lý Vân Tiêu kinh hãi nói.
Chẳng lẽ Nhất Thiên huynh biết? Ghi chép về Lang Hoàn Thiên Cực ít, hắn lật xem qua điển tịch các phái, kể cả Hóa Thần Hải cùng Thần Tiêu Cung, hầu như chỉ còn thiếu Thánh Vực, nhưng khó tìm đến chút dấu vết, lại càng miễn bàn nguồn gốc ngọc các thần bí khó lường. Đám người Tuyệt Thiên Hàn cùng Mục Trang cũng thoáng cái vểnh tai nghe, thập phần lưu ý. Vạn Nhất Thiên phất áo bào, cười hắc hắc, mặt mang đắc ý giải thích. Ngọc các tên đầy đủ là Ngọc Thư Các, mà nơi đây phong ấn một thần vật, tên là Đế Đan Lâu. Đế Đan Lâu. Trong lòng mọi người căng thẳng, danh như ý nghĩa, hơn nữa nếu cùng Ngọc Thư Các nổi danh, như vậy. Lý Vân Tiêu cả kinh có chút sững sờ nói. Chẳng lẽ là lầu các bên trong giấu vô số đan dược? Vạn Nhất Thiên lấy tay vuốt râu, chậm rãi nói. Chiếu tự ý là vậy, Lang Hoàn Thiên này là chỗ tụ bảo a, thế nhân chỉ biết có Ngọc Thư Các, lại không biết còn có Đế Đan Lâu, Thiên Bảo Hiên cùng Trọng Khí Tháp. Mấy thứ này mấy người đều là lần đầu tiên nghe nói, lại nghe trái tim bang bang phanh đập mạnh. Ánh mắt Khúc Hồng Nhan thâm thúy, nghi ngờ nói. Mấy thứ này chưa từng thấy qua kinh thư ghi chép, Nhất Thiên đại nhân là làm thế nào biết? Vạn Nhất Thiên lại cười nói. Kinh thư là một loại truyền thừa mà thôi. Nhưng chân chính có thể ghi chép bao nhiêu đồ đạc. Thực không dám giấu giếm, trong thiên hạ ngoại trừ Thiên Tiệm Nhai ra, Vạn Bảo Lâu là nơi có tư liệu toàn diện nhất về Lang Hoàn Thiên. Hơn nữa từ khi Vạn Bảo Lâu thành lập, liền chẳng bao giờ đình chỉ qua nghiên cứu với Lang Hoàn Thiên. Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động nói. Những kết quả nghiên cứu này có thể lấy ra cho mọi người cùng hưởng hay không? Hắc hắc! Vạn Nhất Thiên đắc ý, khoe khoang nói. Nói vậy mọi người sớm có suy đoán. Lang Hoàn Thiên này ở hồi lâu trước đích thật là nhất phái tông môn, huy hoàng đến cực điểm. Lý Vân Tiêu giật mình nói. Quả thật là tông phái sao, thủ bút lớn như vậy, mặc dù ở thượng cổ cũng có thể danh chấn thiên hạ, sao không có ghi chép. Khúc Hồng Nhan đột nhiên nói. Đại đạo vô hình, tồn tại cường đại chân chính ngược lại như vô hình, Lang Hoàn Thiên này sợ là cũng như thế. Vạn Nhất Thiên khen. Hồng Nhan cung chủ nói cực phải. Ta cũng tìm hết điển tịch kinh sử, thậm chí tìm không được đôi câu vài lời miêu tả đối với Lang Hoàn Thiên. Nhưng tất cả trong tiên cảnh, cũng không biểu hiện hết huy hoàng năm đó. Ta lại nói cho mọi người một bí mật, muốn mở vĩnh sinh chi giới, phải phá vỡ cấm chế chung quanh, đó là phong ấn Ngọc Thư Các, Đế Đan Lâu, Thiên Bảo Hiên cùng Trọng Khí Tháp. Từ trước chư vị chỉ gặp qua Ngọc Thư Các, là bởi vì ba địa phương khác còn bị phong ấn. Tuyệt Thiên Hàn nói, mặc kệ ra sao. Nếu để cho chúng ta tìm được Đế Đan Lâu, mở ra nhìn, có khi tìm được cực phẩm đan dược cũng nói không chừng. Lý Vân Tiêu ôm thái độ hoài nghi nói. Mặc dù Đế Đan Lâu hiện thế, sợ cũng rất khó đoạt được, giống như Ngọc Thư Các vậy, bên trong đồng dạng cấm chế trọng trọng, không hữu duyên sẽ bị truyền tống ra ngoài. Ha ha, vật ấy vốn là người có duyên có, Phi Dương lão đệ đừng quá tham. Vạn Nhất Thiên nhìn tường đổ vách siêu bốn phía nói. Ta còn hẹn mấy vị khác trong lánh đời thế gia, Phi Dương lão đệ ngươi cùng bọn họ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ lo âu. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh lùng nói. Ân chỉ cùng cảnh thất. Khái. Vạn Nhất Thiên lúng túng ho khan hai tiếng nói. Mong lão đệ có thể buông xuống thủ xưa, cùng nhau tìm kiếm. Ha ha. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, cười cực kỳ lạnh, để cho trong lòng Vạn Nhất Thiên trầm xuống. Lý Vân Tiêu nói. Nhất Thiên huynh, bảo ngươi cùng Đinh Sơn Tiêu tan hiểm khích lúc trước, cộng trưởng Thương Minh làm sao? Vạn Nhất Thiên hơi biến sắc, đáp không được, điều này hiển nhiên là không thể nào, lửa giận trong lồng ngực làm sao nuốt trôi đi. Hắn lo lắng nói, nể mặt lão ca, thù cũ trước đây tạm thời đè xuống, đợi hành trình Lang Hoàn Thiên kết thúc lại tính làm sao? Lý Vân Tiêu cực kỳ không vui, lạnh lùng nói, lão ca quản cũng quá rộng đi. Ngươi! Trong lòng Vạn Nhất Thiên cũng phiền muộn, Lý Vân Tiêu chẳng bao giờ bỏ qua mặt mũi hắn như vậy, trong lúc nhất thời chẳng biết như thế nào cho phải. Trên đảo trái lại yên tĩnh, ai cũng không lên tiếng. Mục Trinh nói, Vân Tiêu công tử, trước khi ân trì nhập cảnh đã bị ngươi kích thương, có thể tới đảo này hay không còn không biết, cho dù có thể tới cũng chỉ có cảnh thất. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, cảnh thất đã tới. Cái gì? Mọi người giật mình. Thần thức tản ra bốn phía, hoàn toàn không cảm ứng được dấu vết nào, đều lộ ra vẻ hoài nghi. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, trong mắt ngưng tụ hàn mang, nói. Cảnh thất, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ sống ly khai đảo này. Vù vù,
Trong cổ thụ che trời bất chợt trắng bệch lên, bị gió thổi qua liền hóa thành bụi trần, ánh dương quang chiếu thẳng xuống, toàn bộ di tích sáng lên. Hoa tươi đầy đất cũng ở dưới màu trắng điêu linh, trong khoảnh khắc héo rũ thành bụi. Thi độc còn hướng cổ thụ lan tràn, lấy đám người Lý Vân Tiêu làm trung tâm, kéo dài mấy trăm dặm mới đình chỉ. Toàn bộ diện mạo trên đảo liền phát sinh đại biến, từ trên cao bao quát xuống, giống như là bị mất một khối. Đám người Vạn Nhất Thiên thất kinh, mới tin cảnh thất đang ở phụ cận, không khỏi đối với Lý Vân Tiêu càng kiêng kỵ. Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, bầu trời có chút chói mắt, tựa hồ hoảng hốt thoáng cái, liền nhiều hơn một đạo nhân ảnh, lưng mang quan tài kim sắc thật dài, đứng sừng sững trên cao. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, thiên giả đế giả đâu? Sắc mặt cảnh thất xấu xí, gương mặt vàng như nến, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu một hồi, mới chậm rãi đè xuống lửa giận nói. Thiên giả tên là Hồng, Lý Vân Tiêu, ngươi là đang trốn tránh cái gì? Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, bắn ra hàn quang như nhận, hầu như muốn đâm thủng thân thể cảnh thất. Nhưng cảnh thất giống như là thây khô, mặt không thay đổi đứng ở đó, không sợ ánh mắt của hắn chút nào, trái lại cười nhạo nói. Hắc hắc, nội tâm ngươi thủy chung không muốn thừa nhận thân phận của thiên giả đại nhân a. Lý Vân Tiêu thu liễm sát khí, âm thầm trách cứ bản thân xung động, thoáng cái liền bại lộ tâm tình, sau khi bình phục tâm tình, mới đạm nhiên nói. Mặc kệ thiên giả là ai, chung quy cùng ta phải có cái chấm dứt. Cảnh thất nói, nếu ta gặp thiên giả đại nhân, chắc chắn đem lời nói cho hắn. Trong mắt Lý Vân Tiêu sát cơ thoáng hiện, cười lạnh nói. Đáng tiếc là, người lại gặp không được hắn. Toàn thân hắn tuôn ra lôi quang, hai tay bấm niệm thần chú, lôi quang như nước ở trên người chớp động, lại tựa như hỏa diễm lăng không toát ra. Cảnh thất bày ra tư thế, không dám có chút sơ suất, đột nhiên trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, kinh hô một tiếng. Chỉ thấy phía sau mình chẳng biết lúc nào hóa ra một pho tượng lôi điện cự nhân, quả đấm nắm lên thiên truy nện xuống, toàn bộ tinh không vạn lý trong nháy mắt hóa thành lôi hải điện ngục, vô số lôi điện theo truy nghiêng xuống. Chết tiệt! Tuy rằng một truy kia nguy hiểm, nhưng vẫn không đả thương được cảnh thất, nhưng hắn không muốn tùy tiện lãng phí lực lượng, hai chân xoay tròn liền hóa thành độn quang bay đi. Ầm ầm! Lôi đình cự nhân một truy thất bại, lôi điện kinh khủng kia đánh vào cả vùng đất. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, đốt tất cả thực vật trên đảo thành cho bụi. Vạn Nhất Thiên kinh hô. Phi Dương lão đệ, mau dừng tay, đừng phá hủy di tích. Lý Vân Tiêu nơi nào sẽ nghe, lôi quang lóe lên liền xuất hiện ở phía trước cảnh thất, kiếm thương chảm hồng đánh xuống phía dưới. Ầm ầm, bầu trời bị chém ra khe rãnh, cảnh thất tránh né không kịp, trong song quyền mang theo một mảnh bạch mang, hướng trước mặt đánh tới. Hai cổ lực lượng chạm vào nhau, cả người cảnh thất trong nháy mắt bị kiếm mang thôn phệ, toàn thân bị băng sát tâm diễm đốt cháy, phát sinh tiếng rên rỉ thống khổ. Lý Vân Tiêu, ngươi! Hắn có chút kinh hoàng, sĩ biệt tam nhật, chênh lệch lại trở nên to lớn như thế, bản thân ngay cả một kiếm của đối phương cũng không tiếp nổi. Vội vàng mở quan tài phía sau, lệnh thần sát Thi Khôi đi ra. Sắc mặt Thi Khôi hồng nhuận, ngược lại càng giống như là người, con người đảo một vòng. Luân phiên vỗ tay đánh ra, thi khí như sóng biển cuồn cuộn, đánh thẳng vào tâm diễm trên người cảnh thất, nhưng thế nào cũng diệt không xong. Lý Vân Tiêu, hỏa, ngươi! Nội tâm cảnh thất có chút luống cuống, băng sát tâm diễm không chỉ có thiêu đốt thân thể của hắn, lại thêm lực lượng hỏa táng, trực thấu hồn phách. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói, đối với tà vật như ngươi, đốt thành cho tẫn là quy túc tốt nhất. Cảnh thất cả người mồ hôi đầm đìa. Lửa kia thực sự quá nguy hiểm, rất khó chống đối. Tựa hồ Thi Khôi đã bị thống khổ trong lòng cảnh thất ảnh hưởng, gào to một tiếng liền bay lên trời, một chưởng vỗ tới. Ánh mắt Lý Vân Tiêu băng lãnh, lạnh nhạt nói. Thi vật, đã sớm nên trở về hư vô, ta liền dùng hỏa này độ ngươi đi bỉ ngạn. Kiếm thương chảm hồng ở dưới ma nguyên lực dưới vào, không ngừng toát ra hỏa diễm, muốn ngưng tụ thành nhiều đóa liên hoa, nhưng nỗ lực lại vẫn tản ra, cuối cùng hỏa thế yếu đi. Mặc dù sắc mặt Lý Vân Tiêu không thay đổi, nhưng hai hàng lông mày lại nhíu lại. Ban đầu ở Tam Thập Tam Thiên phong ấn, bị ma phổ đoạt đi chân ma pháp thân, ma nguyên lực trong cơ thể 10 đi 9, lúc trước đánh ra một kiếm, càng tiêu hao ma nguyên trong cơ thể không còn. Đây là mấy năm qua lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, không có ma nguyên lực, sẽ rất khó kích thích ra lực lượng của băng sát tâm diễm.
Lý Vân Tiêu buồn bực hừ một tiếng, liền đem thần dịch lực dưới vào trong kiếm, nhất thời kiếm quang sáng chói, trên bầu trời một mảnh kiếm ý kéo dài. Trảm yêu. Suy. Kiếm quyết vừa ra, bạch mang bắn vào trời cao, phanh một tiếng đục lỗ cự trưởng của thần sát thi khôi, kiếm ý tàn sát bừa bãi, không ngừng làm lớn vết thương. Ầm ầm. Trường lực từ bốn phía Lý Vân Tiêu hạ xuống, phá hủy hơn phân nửa thảm thực vật trên đảo, hiện ra một cái động lớn. Cả hòn đảo đều ở dưới một trường kia lay động, từ tầng dưới chót truyền đến nổ vang, như biển rộng rít gào. Vạn Nhất Thiên đầu đầy mồ hôi lạnh, hầu như muốn khóc, hô lớn. Dừng tay, hai vị mau dừng tay. Hắn xoay quanh, nhìn mấy người bốn phía nói. Nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ, bằng không đảo này liền triệt để tận thế, đế đan lâu cũng sẽ xong đời. Mục Trang cùng Tuyệt Thiên Hàn cũng lo lắng không ngớt, nhưng Lý Vân Tiêu đã xuất thủ, sợ là rất khó nghe khuyên. Khúc Hồng Nhan lại đạm nhiên, một bộ không sao cả, cười nói. Nhất Thiên đại nhân không cần lo lắng, cảnh thất chống đỡ không được bao lâu. Vạn Nhất Thiên cùng bọn người Mục Trang kinh hãi không thôi, thực lực cảnh thất bọn họ là phi thường rõ ràng, cộng thêm thần sát thi khôi, muốn thắng hắn rất khó, nhưng bị Lý Vân Tiêu ra mấy chiêu liền ngăn chặn, tựa hồ sắp chống đỡ không được. Lần trước lánh đời thế gia Vũ quyết tranh đoạt thiên tiệm lệnh mới bao lâu? Cái tiến bộ này quá mức dọa người a. Bọn người Mục Trang đều có tâm tư, sắc mặt ngưng trọng nhìn trời cao, nếu cảnh thất bị giết, đối với lánh đời thế gia bọn họ rung động là cực lớn. Đột nhiên mọi người đều run lên, ánh mắt hướng một phương hướng nhìn lại. Một trưởng của thần sát thi khôi bị Lý Vân Tiêu đâm thủng, trong miệng phát ra một tiếng kêu thê lương, nhưng không công kích nữa, mà là lóe lên trở lại bên cạnh cảnh thất. Băng sát tâm diễm trên người cảnh thất cũng từ từ tắt đi, nhưng mà cả người cháy đen. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, sắc mặt đông lạnh lên, kiếm thương trảm hồng đưa ngang trước người, cảnh giác nhìn. Từ phía sau cảnh thất chậm rãi đi ra một người. Trên bạch y thêu một đóa hoa nhỏ màu đỏ diễm lệ, trên mặt tiểu hồng thiếu đi rất nhiều non nớt, càng thêm minh diễm chiếu người. Vân Tiêu ca ca. Nàng mở miệng kêu một tiếng, vẫn mang theo tính trẻ con của tiểu cô nương. Cảnh thất vội vàng xoay người nói. Đa tạ thiên giả đại nhân viện thủ. Tiểu hồng phất phất tay, ý bảo cảnh thất lui xuống. Cảnh thất liền vội vàng thu thi khôi vào trong quan tài, bay lên đảo, trực tiếp để kim quan dưới đất. Ngồi xếp bằng điều tức thương thế. Tiểu Hồng nhìn Lý Vân Tiêu, buồn bã nói. Vân Tiêu ca ca vẫn không thể quên việc lần trước sao, ta thực sự không muốn cùng ca ca là địch, mong ca ca có thể đứng ở bên ta. Lý Vân Tiêu cầm kiếm mà đứng, thản nhiên nói. Có khả năng, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, để cho ta giết chết đế giả trong cơ thể ngươi, ngươi liền không còn là địch nhân của ta, mà là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng thất vọng lắc đầu nói. Tiểu Hồng vẫn luôn là Tiểu Hồng, cho tới bây giờ không có bị đế giả thay đổi qua cái gì. Từ Hải Thiên Trấn đến bây giờ, ta chính là ta, nhưng mà ca ca ngươi chẳng bao giờ hiểu qua ta mà thôi. Nàng có chút ai oán, nhẹ vỗ về mái tóc, toát ra tư thái nữ nhi, để cho trong lòng bọn người Mục Trang sinh ra quái dị, nghĩ thiên giả trước mắt này cùng mình quen thuộc hoàn toàn là hai bộ mặt. Kỳ thực mỗi người đều không có một khuôn mặt, đối ứng người bất đồng sẽ bất đồng a. Lý Vân Tiêu nhìn nàng một trận, lạnh lùng nói. Đã như vậy, giữa ta ngươi cũng không có gì đáng nói. Tiểu Hồng có chút tức giận nói. Ca ca vẫn muốn cùng thiên minh ta đối nghịch sao? Lý Vân Tiêu chỉ hơi trầm ngâm nói. Chỉ cần thiên minh không đối địch với ta, kể từ hôm nay, đại lộ thông thiên, mỗi người một ngã. Lúc đó ân oán khi ở trên biển đánh một trận, hắn cũng theo đó buông xuống. Dù sao thực lực thiên minh mạnh mẽ. Cho dù thực sự đến thời khắc sinh tử, hắn cũng chưa chắc có thể giết được Tiểu Hồng. Tiểu Hồng ngược lại nhíu mi, tựa hồ có chút đắn đo bất định. Lý Vân Tiêu thấy nàng như vậy, cười lạnh nói. Làm sao, kết quả này ngươi vẫn không hài lòng. Tiểu Hồng thở dài nói. Cũng không phải là bất mãn, nhưng mà, ma thạch kiếm trong tay ca ca đối với ta thập phần trọng yếu, có thể có điều kiện nhường lại ta hay không? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống. Khiển trách nói. Nếu ngươi ôm ý tưởng như vậy mà nói, thiên minh liền tràn ngập nguy cơ. Tiểu Hồng hai tay chắp sau lưng, một bộ thượng vị giả nói. Vật trên đời đều có giá, ta tin tưởng nhất định còn có vật so với ma thạch kiếm càng thêm chân quý, có khi ta tìm ra giao dịch cũng nói không chừng. Lý Vân Tiêu nói. Chí ít hiện tại ta nghĩ không ra,
đợi ngày nào đó ta nghĩ ra rồi hãy nói. Ai? Tiểu Hồng thở dài thật sâu, có vẻ phi thường cô đơn, vẻ mặt thành thục cùng niên linh của nàng không nên có. Nếu ca ca Thủy Chung không chịu cho ta, Tiểu Hồng chỉ có thể mạo hiểm quay về ma giới một lần. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả người run lên, sát khí lập tức từ trên người bắn ra, suy một tiếng kiếm mang phá không, vén lên một mảnh bạch mang, đâm về phía yết hầu Tiểu Hồng. Chanh! Tiểu Hồng không chút hoang mang giơ tay lên, hai ngón tay sờ ở trước người, kẹp mũi kiếm ở giữa hai ngón, hai hàng lông mày nhíu lại, khổ sở nói. Ca ca là muốn giết ta. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra tàn khốc, lạnh lùng nói. Kiếm này tên là Trảm Hồng, vốn là vì giết ngươi mà tồn tại. Trên mặt Tiểu Hồng hiện lên vẻ giận dữ, ngón tay vừa gõ, trên thân kiếm phát sinh ông ông, chấn động vài cái, nhưng lực đạo của Lý Vân Tiêu vững vô cùng. Kiếm khí kích động ra, trong sát na ngưng tụ thành kiếm hải, vô số kiếm ảnh đem Tiểu Hồng cháo vào bên trong. Ầm ầm, đột nhiên kiếm hải nổ lên, kiếm lãng bị chấn ra mấy ngàn trượng, một đạo bạch quang trùng thiên, khiến váy dài của Tiểu Hồng ở trên không trung đong đưa. Sắc mặt Tiểu Hồng đông lạnh, nhìn Lý Vân Tiêu nói. Ca ca không phải nói tiêu tan hiểm khích lúc trước sao? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ma giới chi môn tuyệt không có thể mở ra. Tiểu Hồng chỉ hơi trầm ngâm, cười lạnh nói. Cái này không phải ca ca làm chủ, mặc dù ta không đi mở, sớm muộn cũng sẽ có người làm. Tiểu Hồng đã cảm nhận được ma giới lực, chỉ cảm thấy rất gần, không cần bao lâu thời gian. Lý Vân Tiêu khiếp sợ không thôi, xem bộ dạng Tiểu Hồng không giống như là đang nói dối. Vạn Nhất Thiên vội vàng kêu lên. Phi Dương lão đệ, người quản cũng quá rộng đi, nếu tiêu tan hiểm khích lúc trước, cũng đừng náo loạn nữa. Chúng ta an tâm đào móc đế đan lâu ra, miễn cho bị người thiên tiệm nhai đoạt trước. Tiểu Hồng đứng trên trời cao, ngưng mắt nhìn Lý Vân Tiêu, váy dài ở trong gió đong đưa, minh diễm xinh đẹp, hai người cũng không nhúc nhích thoáng cái, nhưng chỉ cảm thấy càng ngày càng xa. Mà thôi, từ nay về sau, người tự giải quyết cho tốt đi. Lý Vân Tiêu nghĩ đến cổ ma tỉnh cùng thiên đãng sơn mạch, còn có nam vực phong ấn chi địa, nhất thời trong lòng có chút mất trật tự. Hắn xoay người bay xuống dưới, kiếm thương Trảm Hồng ở trong tay lóe lên liền biến mất, đã không còn chiến ý. Tiểu Hồng cắn môi, thận trọng gật đầu nói. Ca ca yên tâm, Tiểu Hồng nhất định sẽ giải quyết tốt. Ai nha, cái này là được rồi. Trong thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, giờ khắc này ở trên đảo, chúng ta là bằng hữu. Vạn Nhất Thiên tiếp tục dàn xếp, đồng thời bấm tay bắn ra, một đạo kim quang rơi xuống đất, hóa thành một chiến xa. Phía trên có chỉ lộ kim sắc tiểu nhân. Đừng náo loạn nữa, trên đảo này người nào xuất thủ chính là không nể mặt ta, mọi người hợp nhau tấn công. Hắn tự nhiên nói, nhưng cũng biết không người sẽ nghe, chỉ ít mấy người Lý Vân Tiêu thực lực quá cao, sẽ không có người dám trêu. Vạn Nhất Thiên đánh vào chiến xa mấy đạo quyết ấn, kim sắc tiểu nhân ở trên xe vòng vo nửa vòng, cánh tay không ngừng lay động, xe lái về phía trước. Tất cả mọi người yên lặng đi theo sau chiến xa. Trải qua một trận vừa rồi, tất cả mọi người buồn bực không lên tiếng, bầu không khí tựa hồ có chút áp lực. Khúc Hồng Nhan cùng Phi Nghê nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt đối phương đọc ra một vị đạo không tầm thường, hai người đều cười khổ một tiếng, lập tức khẽ lắc đầu. Đi ngang qua chỗ vừa rồi thần sát thi khôi vỗ xuống một trường, toàn bộ đảo nhỏ hầu như mất phân nửa. Một lúc sau, xe đột nhiên ngừng lại, ở tại chỗ đảo quanh, phát sinh thanh âm cộc cộc. Có. Tất nhiên tại đây. Vạn Nhất Thiên đại hỉ, trực tiếp thu hồi xe, sau đó ném ra một kiện huyền khí, như là con quay rơi trên mặt đất, vừa xoay liền chui vào trong đất. Đó là một loại vật dùng để dò xét linh mạch, chỉ bất quá Vạn Nhất Thiên ném ra cao cấp hơn rất nhiều, tất cả mọi người cảm giác được có nguyên lực ở dưới chân ba động. Phanh! Đột nhiên đại địa nổ tung, một lỗ hổng như chậu rửa mặt lộ ra trên mặt đất, huyền khí vừa chui vào bị đẩy ra, bể thành 4-5 khối. Quả nhiên là phía dưới. Vạn Nhất Thiên vòng quanh cái động khẩu đi một vòng, bên trong sâu không thấy đáy, hắn lại lấy ra một thanh bảo kiếm, kích xuống. Phanh! Chỉ tích tắc, phía dưới liền truyền đến tiếng đánh gãy, sau đó mấy đạo toái phiến từ chỗ bất đồng kích bắn ra. Vạn Nhất Thiên nhìn mọi người một cái nói. Chư vị thấy thế nào? Tuyệt Thiên Hàn vuốt cằm nói. Rất rõ ràng cho thấy có cấm chế, hơn nữa còn phi thường lợi hại. Nhưng khẳng định không làm khó được chúng ta.
ta kiến nghị trực tiếp bổ ra đại địa, để cấm chế lộ ra, như vậy mới có thể tìm phương pháp phá giải. Vạn Nhất Thiên bước đi thong thả vài bước, có chút bất định hỏi. Phi Dương cảm thấy thế nào? Lý Vân Tiêu nói. Cấm chế rất sâu, phách đảo nhỏ ra cũng không phải là không thể, chỉ sợ tổn thương đế đan lâu, lực đạo khó mà nắm trong tay. Ta kiến nghị người Mục gia dùng khôi lỗi từ động khẩu xuống phía dưới, xem rõ tình huống lại quyết định. Trong mắt Vạn Nhất Thiên sáng ngời, vui vẻ nói. Kế này rất diệu, không biết Mục Trang đại nhân nghĩ như thế nào. Mục Trang cũng đồng ý nói. Xác thực nên cẩn thận một chút, dù sao Lang Hoàn Thiên này không đơn giản. Hắn gọi một vị Mục gia trưởng lão tới. Trưởng lão kia không nói hai lời, đưa ra hữu trưởng, lăng không lật lên, lòng bàn tay liền kéo ra một thanh đồng tiểu nhân, trực tiếp ném vào trong động. Sau đó hai tay trưởng lão kia bấm niệm thần chú, hướng phía trước điểm một cái, lập tức hiện ra một đạo thủy mạc, phía trên đen kịt, nhưng không ngừng biến hóa, chính là phản chiếu mà thanh đồng tiểu nhân nhìn thấy. Khúc Hồng Nhan cùng Phi Nghê, còn có ba người bố tử đều là lần đầu tiên nhìn thấy khôi lỗi thần kỳ, không khỏi lộ ra kinh sắc, tràn đầy hiếu kỳ. Đăng! Mọi người cảm thụ được phía dưới truyền đến thanh đồng tiểu nhân rung động, cảnh tượng trên thủy mạc cũng khó duy trì, nổi lên quang mang màu đỏ, lóe lên liền nghiền nát. Trưởng lão kia hơi biến sắc, lau lau mồ hôi chán nói. Khôi lỗi bị hỏng, hồng mang quá mức cường đại, sợ là bổ đảo nhỏ ra cũng sẽ không tổn thương kết giới. Tuyệt Thiên Hàn cười nói. Ha ha, như vậy dễ làm, trực tiếp bổ đảo này ra, tiết kiệm phiền toái. Thoại âm rơi xuống, trong lúc bất chợt đất rung núi chuyển, toàn bộ đảo nhỏ kịch liệt rung động, tất cả mọi người ngã trái ngã phải, nhưng ở đây đều là cao thủ, hai chân cách mặt đất, đều đứng ổn định. Đại địa trong nháy mắt vỡ ra, một đạo hồng mang phóng lên cao, trực tiếp hóa thành bàn tay to chụp vào Tuyệt Thiên Hàn. Tuyệt Thiên Hàn không kịp tránh né, bị bắt trúng, toàn thân đặt ở trong hồng quang, râu tóc dựng thẳng lên, giống như chạm điện. Tất cả mọi người cả kinh, trong nháy mắt hướng thiên không tản ra, ở trên bầu trời quan sát. Tuyệt Thiên Hàn ngẩng đầu hét lớn một tiếng, lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể tuôn ra, chống lại hồng mang áp chế, nhưng dị thường giật mình, mặt ngoài thân thể đã có huyết quản nổ lên, chỉ chốc lát là thành huyết nhân. Tay kia là chuyện gì xảy ra? Vạn Nhất Thiên la hoảng lên, khuôn mặt khủng hoảng. Tuyệt Thiên Hàn ở dưới hồng quang áp chế bắt đầu run rẩy, chật vật ngẩng đầu lên nhìn trời cao, há mồm tựa hồ muốn nói. Lý Vân Tiêu nói. Nhất Thiên huynh, Tuyệt Thiên Hàn đại nhân đang hướng người cầu cứu a. Hắc, cái gì, nào có. Vạn Nhất Thiên run run thoáng cái, trên trán toát ra mồ hôi lạnh nói. Lấy thực lực của Tuyệt Thiên Hàn đại nhân, tất có thể kháng trụ, an toàn thoát hiểm. Nếu thật là cầu cứu, khẳng định đã gọi a. Hắn lau mồ hôi lạnh, quan sát phía dưới, không khỏi lại bay cao mấy trăm trượng, rất sợ hồng mang xông lên. Thực lực của Tuyệt Thiên Hàn không kém hắn, nếu mình mạo muội xuống phía dưới cứu mà nói, quá nguy hiểm. Phi Nghê cả kinh kêu lên, đại nhân, hình như hắn thực sự gánh không được, không có gọi chắc là đã nói không ra lời, người xem ánh mắt cầu khẩn của hắn kia. Vạn Nhất Thiên đầu đầy mồ hôi lạnh, nhìn mọi người một cái nói. Chúng ta có nên xuống phía dưới cứu hắn hay không? Vài tên Long Nha Sơn Trang trưởng lão còn lại đều kinh hãi không ngớt, vội vàng cầu khẩn nói. Xin chư vị đại nhân mau cứu tông chủ của chúng ta. Huyết trên người Tuyệt Thiên Hàn đã nhuộm xiêm y, thoạt nhìn chính là huyết nhân, gân xanh bạo khởi, đã sắp chống đỡ đến cực hạn. Phi Nghê trừng Vạn Nhất Thiên một cái, kinh ngạc nói. Người là người mời tới. Chúng ta lại không biết, làm sao sẽ mạo hiểm tánh mạng đi xuống cứu người, ở đây cùng hắn giao tình tốt nhất chính là Vạn Nhất Thiên đại nhân a. Cái này, Vạn Nhất Thiên khó chịu, lúng túng nhìn Mục Trang, Cảnh Thất, còn có Tiểu Hồng. Mục Trang quay đầu đi nói. Mặc dù Mục gia ta cùng Long Nha Sơn Trang chưa nói tới trở mặt, nhưng mà không có giao hảo gì, để cho bổn tọa mạo hiểm xuống dưới cứu hắn, Nhất Thiên đại nhân xác định không phải là nói đùa bổn tọa chứ. Cảnh Thất thẳng thắn đem kim quan đặt ngang trên không trung, ngồi ở trên đả tọa điều tức, hắn tổn thương còn chưa khỏi a. Trong mắt Tiểu Hồng lại hiện lên châm chọc cùng băng lãnh, làm cho nhìn phía dưới, ung dung nói. Để cho hắn gia nhập vào thiên minh lại không chịu, tấm tắc, chết tốt lắm a. Vạn Nhất Thiên. Chấm. Vài tên Long Nha Sơn Trang trưởng lão xoay quanh,
cầu khẩn nói. Nhất Thiên đại nhân, hiện tại chỉ có ngài mới có thể cứu tông chủ, hơn nữa chúng ta đều là ngài triệu tập tới, ngài không thể thấy chết mà không cứu a. Sắc mặt Vãn Nhất Thiên thay đổi mấy lần nói. Yên tâm đi, bất luận kẻ nào gặp nguy hiểm, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Bất quá có một chút các ngươi phải biết rõ ràng, cái gì gọi là ta triệu tập tới, ta không thể thấy chết mà không cứu. Mọi người là vì tìm đế đan lâu, nếu mạo hiểm dĩ nhiên là tồn tại phiêu lưu, phải vì hành vi của mình phụ trách, không thể vừa ra sự tình liền đổ lên trên đầu Vãn Nhất Thiên ta, như vậy cho dù ta có một vạn cái đầu cũng không kham nổi trách nhiệm, các ngươi nói phải không? Đúng đúng, Nhất Thiên đại nhân nói cực phải. Vài tên Long Nha Sơn trang trưởng lão đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói. Xin đại nhân mau mau xuất thủ cứu tông chủ nhà ta đi. Ngạch! Vãn Nhất Thiên hàm hồ lên tiếng, nhìn dị dạng phía dưới, hồng mang ngưng tụ bàn tay to, là từ trong đại địa tràn ra, muốn chặt đứt căn nguyên là không thể. Hắn vuốt cằm suy nghĩ một trận, hỏi. Phi Dương lão đệ, ngươi xem phải cứu thế nào mới tốt? Nội tâm Lý Vân Tiêu thầm mắng không ngớt, xem Vãn Nhất Thiên như vậy, căn bản là không có dự định cứu người, hơn nữa Tuyệt Thiên Hàn phỏng chừng cũng chống đỡ không được bao lâu. Bởi vì trong ánh mắt của hắn, trong cơ thể Tuyệt Thiên Hàn tuôn ra máu càng ngày càng ít, chứng minh hầu như đều là lưu quang, hơn nữa ánh mắt bắt đầu dại ra, chứng minh lục phủ ngũ tạng cũng bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Hồng mang này chắc chắn là ánh sáng cấm chế ngưng tụ, chỉ có thể không ngừng công kích, đem quang mang phá vỡ mới có thể cứu Tuyệt Thiên Hàn ra, bằng không không có cách nào khác. Lý Vân Tiêu cẩn thận phân tích nói. 3. Vãn Nhất Thiên vỗ tay khen. Cùng lão ca suy nghĩ độc nhất vô nhị, phải nên như vậy. Hắn chỉ vào vài tên Long Nha Sơn trang trưởng lão nói. Các ngươi xuống phía dưới toàn lực công kích hồng quang. A, ta, chúng ta. Mấy người kia sửng sốt một chút, ngươi xem ta nhìn ngươi, cuối cùng nhìn Vãn Nhất Thiên. Sắc mặt Vãn Nhất Thiên lập tức trầm xuống, quát lên. Làm sao, tông chủ các ngươi gặp nạn, bỏ ra chút lực lượng nhỏ bé cũng không chịu. Chẳng lẽ còn trông cậy vào ngoại nhân xuất thủ sao? Dĩ nhiên, ta nhất định sẽ giúp các ngươi đi trước thử uy lực của hồng quang, chúng ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mấy người kia liếc nhìn nhau, nội tâm đem tổ tiên của Vãn Nhất Thiên thăm hỏi một lần, cuối cùng kiên trì từ không trung lao xuống phía dưới. Mấy người đều lấy ra huyền khí, không dám dựa vào hồng mang quá gần, tất cả đều ở rất xa oanh kích. Hồng quang bị chấn lên từng đạo rung động, toàn bộ bàn tay to cũng bắt đầu có chút không ổn định, hoảng động lợi hại. Mà giờ khắc này Tuyệt Thiên Hàn phun ra một búng máu, há to mồm quát. Cứu, ta! Bàn tay to rốt cục ép xuống, trong nháy mắt bắt Tuyệt Thiên Hàn nát bấy, băm thành vô số thịt nát cùng tiên huyết. Tuy rằng tất cả mọi người sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn Tuyệt Thiên Hàn bỏ mình, vẫn không nhịn được nội tâm có xúc động. Vài tên Long Nha trưởng lão càng tại chỗ dại ra, lập tức thấy bàn tay to kia đột nhiên chuyển hướng bọn họ chộp tới, càng sợ đến hồn phi phách tán, cũng không kịp nghĩ chuyện Tuyệt Thiên Hàn bỏ mình, liền xông lên trời. Thình thịch, bàn tay to ở trên không trung đột nhiên nổ lên, thoáng cái hóa thành 7-8 bàn tay bay đi, vài tên trưởng lão tránh né không kịp, toàn bộ bị nắm, bang bang phanh từng cái bóp vỡ, nổ ra vô số huyết nhục. Đám người Lý Vân Tiêu hoảng hốt, ở thời điểm bàn tay to phân liệt liền phóng lên không, lần thứ hai lên cao mấy ngàn trượng mới dừng lại. 7-8 bàn tay bóp nát người Long Nha Sơn Trang, ở trên không trung bay vài vòng, liền thu về đại địa. Trên bầu trời vạn trượng, mọi người chỉ cảm thấy trận gió lăng liệt, thân thể có chút rét run. Vãn Nhất Thiên kinh ngạc nói. Cái này, toàn bộ đều chết. Hắn còn có chút không phản ứng kịp. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói. Cấm chế thật lợi hại, sợ là đã thành linh. Hắn lập tức nghĩ đến trận linh trong Tam Thập Tam Thiên phong ấn, thực lực mạnh căn bản vô pháp chống lại. Lúc này trận linh trong đảo mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là tồn tại một chiêu liền bóp chết siêu phàm nhập thánh. Cái này nên làm thế nào cho phải, còn phách đảo ra không? Vãn Nhất Thiên cũng không có chủ ý, sau khi nói xong còn cảnh giác nhìn thoáng qua phía dưới. Trước đó Tuyệt Thiên Hàn nói đúng là muốn phách đảo, đã bị trận linh kia hóa ra bàn tay bắt được. Lý Vân Tiêu nói, tự nhiên là phải bổ ra, bằng không muốn phá cấm là nói vô căn cứ, chỉ bất quá phải nắm chặt cấp độ, ta xem phạm vi công kích của trận linh cũng có giới hạn, ước chừng ở trong 2000 trượng,
chỉ cần chúng ta không bước vào khoảng cách này liền an toàn. 2000 trượng sao, xa như vậy. Không chỉ là Vạn Nhất Thiên, người còn lại cũng đều giật mình. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Còn có thể xa hơn, nhưng công kích hữu hiệu hẳn là tối đa 2000 trượng. Lấy thực lực của chúng ta, cách 2000 trượng bổ ra đảo nhỏ cũng có thể làm a. Vạn Nhất Thiên cười hắc hắc nói. Phải, Phi Dương lão đệ kiếm thuật thiên hạ vô song, coi như là cách 2000 trượng cũng không thành vấn đề. Lý Vân Tiêu vốn muốn cự tuyệt, vừa rồi Vạn Nhất Thiên biểu hiện làm hắn phản cảm, tất cả mọi người không muốn mạo hiểm xuất thủ, lờ là làm thì tốt rồi, ai lại muốn bỏ ra nhiều lực. Nhưng vừa nghĩ lại, bất quá là một kiếm, không cần thiết cùng hắn quấn quýt, dù sao hai người còn hòa hòa khí khí. Còn có là thời gian hữu hạn, kéo xuống nữa cái được không bù đắp đủ cái mất. Hảo, liền để ta tới đi. Lý Vân Tiêu nâng kiếm lên, nhìn chằm chằm đảo lớn, một đạo kiếm quyết chém xuống. Hắn căn cứ tính chất tầng nham thạch trên đảo, đánh giá được độ mạnh yếu, chỉ thấy kiếm quang bạch sắc hạ xuống, trực tiếp phách vào đại địa. Ùm ùm. Trên mặt đất nhất thời bị chém ra lỗ hổng, hướng hai bên lan tràn, đảo nhỏ ở dưới mắt thường có thể thấy được bị vỡ ra. Đột nhiên trong khe hồng mang vọt lên, phát sinh âm thanh mãnh liệt, giải khai tất cả kiếm khí, trực tiếp bắn hướng thiên không. Ùng ùng long, thiên băng địa liệt, rung động rằng co một trận, mới dần dần ngừng lại. Hồng mang trùng thiên, phạm vi tốc hành 5000 trượng, nhưng năng lượng đã cực yếu, phạm vi công kích hữu hiệu quả nhiên ước chừng 2000 trượng. Rung động rằng co chỉ chốc lát liền yên lặng xuống, trung ương đảo nhỏ xuất hiện cái khe, tựa như một khối ngọc thạch bị đẩy ra, lộ ra tâm bên trong, có quang mang hoảng động, chiếu rọi bốn phía. Diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu ngắm một cái, trong hồng mang có trọng lâu hoảng động, mơ hồ có thể thấy được, nhưng không quá chân thực. Nội tâm hắn có chút lửa nóng, liếm môi khô khốc một cái. Nếu có đan dược bảo tồn mà nói, vô cùng có khả năng tồn tại thập giai thần đan. Đối với tu vi bây giờ của hắn có chỗ tốt rất lớn. Mục Trang ngưng thanh nói. Hồng mang còn đó, như thế nào phá cấm chế này đi vào? Hồng mang này làm cho ta nghĩ đến một vật, chư vị có nghe qua Tân Quý Ly Diễm không? Khúc Hồng Nhan một mực yên lặng không lên tiếng, đem ý nghĩ của bản thân nói ra. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Một trong vài loại biến dị chân hỏa thích hợp luyện đan nhất, Tân Quý Ly Diễm. Hắn tâm niệm vừa động. Nhất thời hiểu nói. Hồng mang này là Tân Quý Ly Diễm chân hỏa biến thành. Khúc Hồng Nhan nhìn Lý Vân Tiêu một cái, mỉm cười nói. Ta là đoán như vậy, nhưng mà không dám khẳng định. Phi Dương cũng cho rằng như vậy mà nói, kia liền không sai. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Thảo nào lợi hại như vậy, đúng là biến dị chân hỏa hóa linh, tu luyện thành xí quang, ta thấy trong ánh sáng mơ hồ có trọng lâu hiện lên, nhưng không thể thành. Khúc Hồng Nhan nói, trọng lâu ở trong xí quang dựng dục chẳng biết bao nhiêu năm, nếu có đan dược, công hiệu thật có thể nghịch thiên. Lời này lập tức để cho nội tâm mọi người lửa nóng, đều dục dịch. Vạn Nhất Thiên nuốt nuốt nước miếng, khát vọng nói. Hồng Nhan cung chủ có phương pháp phá giải xí quang không? Khúc Hồng Nhan mỉm cười, lắc đầu nói. Chuyện luyện đan này sợ là phải hỏi Phi Dương. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Chỉ thấy hắn nâng cằm trầm tư không nói. Vạn Nhất Thiên vội la lên. Phi Dương lão đệ, nhanh nghĩ biện pháp a, bảo vật đang ở trước mắt, nếu để cho người thiên tiệm nhai tới, chỗ tốt không nói hoàn toàn không có, nhưng ít nhất cũng phải phân một nửa. Tiểu Hồng đột nhiên nói. Cái gì xí quang, nói cho cùng cũng chỉ là ngũ hành chi hỏa, ca ca người mang băng sát tâm diễm, vạn hỏa không thương, không bằng phóng ra tâm diễm, lấy đẳng cấp uy áp của linh vật, phá đan hỏa a. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng nói. Ma nguyên trong cơ thể ta bị người mạnh mẽ đoạt 8-9 phần 10, lúc này tâm diễm nắm trong tay quá ít, mà đan hỏa kia cùng trọng lâu cộng sinh, hỗ trợ lẫn nhau vô số năm, từ lâu thông linh, điểm ấy tâm diễm căn bản không đủ. Tiểu Hồng thất thanh kêu lên, thanh âm bén nhọn đâm rách bầu trời, khuôn mặt khiếp sợ và phẫn nộ. Là ai có thực lực như thế, có thể cướp đi ma nguyên trong cơ thể ca ca? Lý Vân Tiêu phất phất tay. Tuyệt không đề cập nhiều, nói. Việc này nói rất dài dòng, người sớm muộn sẽ biết. Sắc mặt Tiểu Hồng sắc bén lên, lạnh giọng nói. Trong thiên hạ trừ ta ra, thì không người có tư cách đoạt ma nguyên của ca ca, ta nhất định sẽ tìm ra người nọ, để cho hắn cầu sinh không thể, muốn chết không được.
Lý Vân Tiêu nghe mà không phải là tư vị, lười cùng nàng nói nhiều, nhìn phía dưới nói. Nói lên đẳng cấp uy áp, ta nghĩ đến một loại phương pháp phá giải, không biết có thể thông không, trước nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng ta một chút. Vạn Nhất Thiên không kịp chờ đợi nói. Nhanh, nhanh nghiệm chứng. Lý Vân Tiêu xoay người nói. Phi Nghê, ngươi dùng thiên phượng chi hỏa thử xem. Vâng. Phi Nghê lên tiếng, vừa rồi thời điểm Tiểu Hồng nói đẳng cấp uy áp, nàng liền muốn thử. Hồng quang ở trước mặt mọi người hiện lên, Phi Nghê triển khai song trường, thôi động chân hỏa trong cơ thể, nhất thời nửa bầu trời hóa thành hỏa hải, nghìn dặm bầu trời trở nên ánh hồng. Một đạo âm cổ ở trong hỏa rẽ dài, hỏa hải dần dần ngưng tụ ra chân dung thiên phượng, đuôi xí phiến động một cái, liền lao xuống đảo nhỏ. Theo thiên phượng chân hỏa phủ xuống, xí quang trong đảo tựa hồ có chút luống cuống, hoảng hốt lợi hại, toàn bộ đảo nhỏ cũng phát sinh nổ vang, tựa hồ bị xí quang đốt nát bấy. Cuối cùng từ trong khe vọt lên một đạo hồng mang, tân quý ly diễm lượn vòng, lại hóa thành một quyền ảnh, muốn xung phá thiên phượng hỏa hải áp chế. Quyền quang đánh vào chân dung thiên phượng, hai hỏa diễm đồng thời nổ lên, hóa thành vòng xoáy kinh khủng, quang cùng hỏa đan vào một chỗ, không ngừng phóng lên cao, chấn hỏa hải khắp bầu trời nát bấy. Vô số ánh sáng cùng hỏa từ phía chân trời vỡ nát, như là sao băng rơi vào biển rộng, đem toàn bộ hải dương thiêu đốt. Thân ảnh Lý Vân Tiêu khẽ động, thuấn di đi xuống, hướng trong khe lao đi. Cẩn thận! Khúc Hồng Nhan bị động tác của hắn dọa sợ, vội nói lên, nhưng biết Lý Vân Tiêu tất có chừng mực, chỉ có thể ân cần kêu một tiếng. Vạn Nhất Thiên nheo mắt, vội vàng kêu lên. Phi Dương lão đệ, cũng không thể độc chiếm A. Đồng tử mấy người thiên minh cũng hơi co lại, đem thần thức tập trung Lý Vân Tiêu, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc làm cái gì. Mặt ngoài da thịt của Lý Vân Tiêu bao trùm một tầng thủy màng nhàn nhạt, chính là thiên địa thủy nguyên, bảo vệ mình không bị diễm quang thiêu đốt, thoáng cái nhảy vào trong khe, hướng trọng lâu bay đi. Diệu pháp linh mục chớp động, chỉ thấy trọng lâu như linh lung bảo tháp, chỉ có ba tầng, tinh xảo không gì sánh được, phía trên viết một chữ đế, quanh thân hồng mang không ngừng chớp động. Quả nhiên, trong lòng hắn vui vẻ, suy đoán của mình quả nhiên không sai. Có linh tính cũng không phải là tân quý ly diễm, mà là đế đan lâu này. Trong lúc bất chợt, ánh sáng cùng hỏa khắp bầu trời thoáng cái nổ lên, tân quý ly diễm cùng thiên phượng chân hỏa trong sát na xa nhau, hồng mang khắp bầu trời kịch liệt hạ xuống, hướng trong khe thu nạp. Hỏa diễm đỏ ngầu ở trên trời cao ngưng tụ, hóa ra Phi Nghê chân thân, sắc mặt có chút tái nhợt, oa một tiếng thổ huyết, không ngờ bị thương chân nguyên. Phi Nghê muội muội, thế nào rồi? Khúc Hồng Nhan một mặt lo lắng trong khe, lại lo lắng thương thế của Phi Nghê, bay tới bên người nàng ân cần hỏi thăm. Phi Nghê lắc đầu nói. Thương thế không sao, nhưng mà diễm quang kia thật lợi hại. Trong mắt nàng hiện lên vẻ sợ hãi, bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ, nói. Nếu không phải thiên phượng chân hỏa đẳng cấp cao hơn nó, sợ là ta từ lâu cầm cự không nổi. Khúc Hồng Nhan lấy ra một cái hộp ngọc, sau khi mở ra. Bên trong nằm một quả linh đan bích ngọc, đưa cho Phi Nghê nói. Không có việc gì liền tốt, người ăn viên thuốc này vào, có khả năng ở trong 3 canh giờ thương thế khỏi hẳn. Linh đan vừa nhìn liền biết là vật phi phàm, huống chi trong 3 canh giờ khỏi hẳn thương thế, cái công hiệu này không chỉ dọa Phi Nghê, người thiên minh cũng đều nhìn sang, đỏ cả mắt. Đặc biệt là Cảnh Thất, sắc mặt trắng bệch, không nhịn được nuốt xuống, trong mắt hiện lên cuồng nhiệt, nhưng chỉ là một thoáng rồi biến mất. Lúc này ai dám đi động nữ nhân của Lý Vân Tiêu, không nói đến Lý Vân Tiêu, coi như là Khúc Hồng Nhan, trong mấy người ở đây ai dám nói mình có thể thắng. Trong lòng Phi Nghê đặc biệt cảm động, vội vàng từ chối nói. Vật ấy quá chân quý, tỷ tỷ mau thu hồi, không thể lãng phí ở trên người ta. Khúc Hồng Nhan nhẹ nhàng cười nói. Nhìn ngươi nói kia, thế nào lại là lãng phí? Hiện tại ngươi không chịu dùng, vậy liền giữ đi, sẽ có thời điểm dùng tới. Thần Tiêu cung tích lũy thâm hậu, cho dù tỷ tỷ cầm linh đan làm cơm ăn, cả đời cũng không ăn hết. Phi Nghê bị lời của nàng chọc cười, biết đây là một phen tâm ý của Khúc Hồng Nhan, liền không từ chối nữa, thu vào, hạ thấp người nói. Tạ ơn tỷ tỷ. Khúc Hồng Nhan mỉm cười, theo nàng, Phi Nghê đã là nữ nhân của Lý Vân Tiêu, vậy mình liền có trách nhiệm chiếu cố. Phi Nghê điều tức, đem thương thế ổn định lại, lo lắng nhìn phía dưới nói. Diễm quang vô cùng lợi hại, phu quân tiếp tục như vậy, có thể.
Khúc Hồng Nhan đưa ngón tay đặt ở bên môi, khẽ lắc đầu một cái, cười nói. Phi Dương chưa bao giờ sẽ làm chuyện ngu xuẩn, nếu gặp nguy hiểm không thể khắc phục, nhất định sẽ đi lên. Nàng nói vẻ mặt dễ dàng, nên để cho Phi Nghệ yên tâm không ít. Nhưng nàng quay mặt lại, ánh mắt ngắm nhìn, lại tràn đầy lo lắng. Mục Trang xoay người nói. Trinh trưởng lão, tình huống phía dưới ngươi có nhìn thấy không? Đôi mắt của Mục Trinh hóa thành bích lục, lóe ra tia sáng yêu dị, so với thời điểm ở Huyền Vũ Tinh Cung còn cường đại hơn, hướng cái khe trong đảo nhìn lại. Sau một lúc, trong mắt lục sắc hiện ra màu đỏ. Mục Trinh nhắm hai mắt lại, điều tức thoáng cái mới mở ra, khổ sở nói. Diễm quang quá mạnh mẽ, đốt sạch linh mục lực, nếu không phải ta, người khác mạnh mẽ nhìn trộm như vậy mà nói, hai mắt liền hủy. Mục Trang cả kinh nói. Lợi hại như vậy sao, vậy cũng chỉ có thể đợi, mong Lý Vân Tiêu không có việc gì mới tốt. Vạn Nhất Thiên có chút đứng ngồi không yên, thở dài than ngắn nói. Mong Phi Dương lão đệ không đem đế đan lâu độc chiếm mới tốt. Nghe được lời ấy, Khúc Hồng Nhan cùng Phi Nghê đều là đôi mắt thâm thúy, hiện lên tức giận cùng sẳng giọng. Nếu không phải nơi đây không thích hợp động thủ, sợ là đã trực tiếp trở mặt đánh Vạn Nhất Thiên. Trong khe, đế đan lâu có linh. Cảm nhận được có người tới gần, lóe lên liền hướng chỗ sâu trong khe bỏ chạy. Đồng thời, vô số hỏa diễm như bộc bố quay về trong khe, co rút lại thành một đoàn, hướng Lý Vân Tiêu phun đi. Thiên địa thủy nguyên bao trùm ở mặt ngoài ra thịt thoáng cái mỏng rất nhiều, hầu như muốn khô. Lý Vân Tiêu đuổi theo đế đan lâu, đi nhanh hướng vực sâu đạp đi, đồng thời bấm niệm thần chú, quát. Ra đây! Thân thể bộc phát ra trận gió mạnh mẽ. Hình thành phong chi bình chướng, ngạc ngư hóa thành hình thái tí hon, ghé vào trên vai phải của Lý Vân Tiêu, hai mắt xích hồng. Không khí cực nóng ngăn cách ra, nhưng hồng mang này dù sao cũng là dị chủng hỏa linh, mặc dù là thái cổ trận phong cũng khó ngăn trở, có không ít xuyên thấu đến, hoảng hốt lại hóa thành vô số hư nhận màu đỏ chém tới. Hừ, vô dụng. Lý Vân Tiêu cười một tiếng, hai tay nắm lại, đánh ra một mảnh quyền ảnh kim sắc, đánh vào những hư nhận kia. Rầm rầm ầm từng cái đánh bể. Ngạc ngư ở trên vai phải vọt ra, hóa thành một thanh phong nhận, trực tiếp xuyên thấu lá chắn, chém tới phía trước. Suy, tân quý ly diễm quang bị tách ra, trong khe bị chém ra một cái thông đạo chân không. Lý Vân Tiêu trong khoảnh khắc hóa thân lôi đình, lóe lên liền theo lối đi kia mà lên, đuổi theo đế đan lâu, uy áp cường đại cuồn cuộn mà đến. Chỉ thấy trên tám mặt đế đan lâu có lỗ nhỏ, không ngừng phun ra nuốt vào hỏa diễm. Chính là đế đan chân hỏa tân quý ly diễm. Vù vù. Trên đế đan lâu lóe lên hồng quang, tám mặt lỗ nhỏ phun ra chân hỏa, ở trên không ngưng tụ thành một con mãnh thú, to lớn như trâu, lưng như thiềm thử nhô ra, mở miệng liền phun một đạo hỏa tuyến. Lý Vân Tiêu vỗ ngạc ngư, nó hóa thành cự linh cao to uy mãnh, hét lớn một tiếng phun ra trận phong, gào thét mà lên. Ầm. Phong cùng hỏa trùng kích chung một chỗ, hai loại nguyên tố ăn mòn lẫn nhau. Hỏa diễm ở dưới trận phong oanh kích, như pháo bông loạn khai, toàn bộ vực sâu lập tức loạn thành một đoàn. Hỏa diễm quái thú kia gào thét lóe lên, liền từ trên đế đan lâu vọt xuống, hình thể đón gió mở lớn, đánh về phía cự linh. Thình thịch, cự linh bị quái thú tách ra, nhưng vẫn không tiêu thất, mà là ngưng tụ thành vô số phong nhận hình nguyệt nha, như là phong võng chụp xuống, rơi ở trên người quái thú, phát sinh thanh âm suy suy, chém ra vô số hỏa diễm. Giống. Quái thú kia liên tục giống giận, thân thể bị tước xuống nhiều lắm, hình thể nhỏ phân nửa, hai trưởng trước không ngừng vỗ bốn phía, muốn đánh tan phong nhận. Lý Vân Tiêu ở trong nháy mắt trận phong xuất thủ, liền lóe lên, rơi vào trước đế đan lâu, nhìn lâu vũ tinh xảo, lòng tràn đầy vui mừng. Đột nhiên đế đan lâu xoay tròn, lần thứ hai phun ra vô số diễm quang, như nghìn vạn trường mâu đâm tới. Hừ. Bất quá là một lò luyện đan mà thôi, lại nghịch ngợm như vậy. Lý Vân Tiêu vẫn không tách ra những diễm quang đó, mà là nâng tay lên, lòng bàn tay bay ra một mảnh bạch mang, sau đó sơn hà đỉnh phá không mà ra, đón gió biến lớn. Thân đỉnh khắc giang hà núi đồi, nhật nguyệt tinh thần, trùng ngư chim muông thoáng cái đều sống lại, tản mát ra thế giới chi lực. Tân quý ly diễm quang đột nhiên hoảng hốt thoáng cái, hình như không gian áp xúc, làm cho tất cả quang mang đều vặn vẹo. Hướng sơn hà đỉnh bay đi, bắn vào thân đỉnh, lóe lên liền không có. Lý Vân Tiêu đại hỉ, tuy tân quý ly diễm là hỏa hệ nguyên tố biến dị,
nhưng ở dưới đế đan lâu vô số năm dựng dục hóa thành đan hỏa, lúc này bị Sơn Hà Đỉnh thu vào. Hơn nữa Lý Vân Tiêu rõ ràng cảm thụ được Sơn Hà Đỉnh phát sinh thanh âm vui cùng khát vọng, tựa hồ hút còn chưa đủ, đói khát không gì sánh được. Có thể ăn bao nhiêu liền xem ngươi, đi đi. Lý Vân Tiêu nâng đỉnh lên, để cho nó tự hành bay ra ngoài, xoay tròn hướng đế đan lâu đánh tới. Bản thân đế đan lâu cũng chỉ là một đỉnh lô luyện đan, nhiều năm qua thông linh, lập tức cảm thụ được Sơn Hà Đỉnh có đẳng cấp uy áp, sợ đến vội vàng đào tẩu, hướng vực sâu bỏ chạy. Hỏa thú kia tựa hồ cảm nhận được đế đan lâu kinh khủng, cũng không kịp cùng trận phong chém giết, hóa thành một hỏa tuyến thật dài tiến lên. Tới thật đúng lúc, Lý Vân Tiêu thuấn di tới trên Sơn Hà Đỉnh, vô số quyết ấn đánh vào thân đỉnh, một mảnh thế giới chi lực xoay tròn, phát sinh quang mang vạn trượng, chiếu vào hỏa tuyến, đem nó vây khốn, hóa ra chân thân liền vô pháp nhúc nhích. Tâm tắc, vạn năm đan hỏa, cho dù đế đan lâu chạy, lần này cũng đáng. Hắn vạch trần nắp đỉnh, thế giới chi lực bỗng nhiên xoay tròn, quái vật bị ép thành hỏa tuyến, hút vào trong đỉnh. Ha ha! Phanh! Lý Vân Tiêu đậy nắp lại, đánh vào trong đỉnh mấy đạo quyết ấn, nhất thời tất cả quang mang thu nhập trong thân đỉnh, bắt đầu luyện hóa tân quý ly diễm. Ngạc Ngư cũng quay về trạng thái tí hon, ghé vào trên bả vai hắn, dùng con ngươi đỏ thắm nhìn đỉnh. Đợi đến hỏa diễm trong đỉnh an định, Lý Vân Tiêu thu hồi Sơn Hà Đỉnh vào trong cơ thể, cũng đã không thấy đế đan lâu đâu. Phía dưới vực sâu này là nước biển vô tận, đế đan lâu chìm vào trong đó, sớm đã biến mất vô tung. Tân quý ly diễm này cùng đế đan lâu ở chung vạn năm, từ lâu khí thức tương thông, ta luyện hóa diễm hỏa này, nhất định có thể cảm ứng được vị trí của đế đan lâu. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, lẩm bẩm, chỉ không biết thời gian có kịp hay không. Lang Hoàn Thiên mở ra thời gian là một tháng, nhưng lần này không gian quảng đại, mặc dù là mấy tháng cũng rất khó tìm đến cuối cùng. Toàn bộ xem cơ duyên. Hắn ngược lại nhìn rất nhạt, chỉ ít thu được tân quý ly diễm, chuyến đi này liền không tệ. Tuy tân quý ly diễm là chân hỏa thích hợp luyện đan, bản thân cực kỳ khó được, nhưng Lý Vân Tiêu cũng sẽ không coi trọng như vậy. Chỉ vì lần này thu tân quý ly diễm không chỉ có sinh ra linh tính, hơn nữa còn là đế đan lâu dùng khí uẩn cùng đan khí dựng dục mấy vạn năm, cùng đỉnh lô dung hợp, có khả năng làm cho thiên y vô phùng. Nhưng vào lúc này, vực sâu phía dưới truyền đến tiếng gầm gừ của nước biển, mặt nước bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh dâng lên. Không chỉ có như vậy, cả hòn đảo cũng đột nhiên yếu ớt, tầng nham thạch dày đặc bắt đầu gãy vỡ, số lớn hòn đá hạ xuống, bị nước biển trùng kích, cái khe kịch liệt tăng lớn, tựa hồ muốn tan vỡ. Đám người Khúc Hồng Nhan ở trên bầu trời chờ nôn nóng bất an, vài lần đều muốn xuống phía dưới tra xét. Trong lúc bất chợt hồng mang trong khe tựa hồ tiêu thất, mọi người đều ngạc nhiên không thôi. Hơn 10 đạo thần thức dò xét xuống phía dưới, lập tức liền phát hiện bên trong rỗng tuếch, đế đan lâu cùng chân hỏa gì đều mất giáo, có chỉ là nước biển không ngừng bay lên. Đang lúc mọi người ngạc nhiên, Lý Vân Tiêu hóa thành độn quang vọt lên, xuất hiện ở bên cạnh Phi Nghê, ân cần nhìn nàng nói. Người bị thương. Trong lòng Phi Nghê ấm áp, khóe mắt mơ hồ có lệ quang, vội vàng lắc đầu nói. Từ lâu đã không sao, Hồng Nhan tỷ tỷ còn cho ta một viên linh đan. Nàng lấy ra đan dược quơ quơ, không che giấu dáng vẻ hạnh phúc chút nào. Lý Vân Tiêu mỉm cười, hướng Khúc Hồng Nhan gật đầu, nói. Có lòng rồi. Khúc Hồng Nhan cười cười, còn hàm chứa một luồng oán sắc, buồn bã nói. Ân. Người xung quanh nào có tâm tư xem bọn hắn ân ái, đều là lòng nóng như lửa đốt. Vạn Nhất Thiên vội hỏi. Phi Dương lão đệ, đế đan lâu đâu? Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ai, chạy. Cái gì, chạy. Vạn Nhất Thiên hú lên quái dị, trong mắt chừng như chuông đồng, lộ ra thần sắc không tin. Làm sao có thể, một tòa huyền khí mà thôi, làm sao có thể từ trong tay Phi Dương lão đệ chạy mất? Lão đệ a, ngươi nghìn vạn lần đừng lừa gạt lão ca a. Đám người Mục Trang cũng lộ ra thần tình hoài nghi. Lý Vân Tiêu cũng không giải thích, lạnh lùng nói. Làm sao, lão ca không tin ta? Trong lòng Vạn Nhất Thiên dừng thoáng cái, vội nói. Không phải là lão ca không tin, mà là việc này quan hệ trọng đại, phải biết rõ ràng. Lý Vân Tiêu vung tay áo, lạnh nhạt nói. Làm sao phải rõ ràng, đế đan lâu trực tiếp chìm vào biển rộng. Tiêu thất vô tung, về phần chuyện rõ ràng hơn, ta không biết.
Vạn Nhất Thiên không nói, nhưng mà thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, ánh mắt lóe ra bất định, đối với Lý Vân Tiêu nói hắn hiển nhiên bán tín bán nghi, nhưng không tin có thể làm sao. Ai, nghĩ không ra là giỏ trúc múc nước, Tuyệt Thiên Hàn chết oan a. Mục Trang thở dài một cái, cũng lắc đầu, tựa hồ nghĩ thập phần không đáng. Nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc, dù sao đây chỉ là vật ngoài thân, có thể được cố nhiên tốt, không có cũng không sao. Ánh mắt Lý Vân Tiêu chớp động vài cái, ung dung nói. Người tự có mệnh, Tuyệt Thiên Hàn đại nhân chết ta cũng rất khó chịu. Mục Trang hữu ý vô ý miết qua Vạn Nhất Thiên, mang trên mặt màu sắc trang nhã, có hàm ý nói. Việc này tất sẽ ở trong lánh đời tông môn gây ra sóng to gió lớn, Nhất Thiên đại nhân cũng đừng tự trách, đều do tân quý Ly Diễm Quang quá lợi hại, để cho đại nhân nghĩ cách cứu viện không kịp, ngay cả thời gian xuất thủ cũng không có. Ngạch, cái gì? Vạn Nhất Thiên một mực nghĩ tới chuyện đế đan lâu, vẫn chưa tỉ mỉ nghe bọn hắn nói, cho đến đề cập bản thân mới phản ứng được, sắc mặt thoáng cái đại biến. Mục Trang nói rất rõ ràng, bản thân vừa nãy không cứu, một khi truyền đi, toàn bộ lánh đời thế gia đối với hắn tất nhiên ý kiến cực lớn, như vậy duy trì loại quan hệ lợi dụng lẫn nhau như hiện tại sẽ rất khó. Mà Vạn Bảo Lâu cùng Thiên Nguyên Thương Hội tranh đoạt vẫn ở vào trạng thái rằng co gay cấn, một khi mất đi lánh đời thế gia hỗ trợ, tất nhiên sẽ tan vỡ. Hắn sợ đến đổ mồ hôi lạnh, run run nói. Mục Trang đại nhân, việc này thật không oán ta được a, chỉ trách mọi người buông lỏng cảnh giác, bị giết trở tay không kịp. Ha ha, ta cũng nghĩ như vậy, trên trán Nhất Thiên đại nhân làm sao chảy mồ hôi hột. Mục Trang nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lộ vẻ vẻ khinh miệt. Vạn Nhất Thiên cẩn thận lau hôi lạnh, cười theo nói. Có chút nóng, khí trời có chút nóng. Hắn ngôn ngữ nịnh nọt, nói. Chẳng biết Mục Trang đại nhân đối với Tuyệt Thiên Hàn đại nhân vẫn là có ý nghĩ gì. Mục Trang liếc nhìn Tiểu Hồng cùng Cảnh Thất một cái, thấy hai người bọn họ không rên một tiếng, tựa hồ không thèm để ý Tuyệt Thiên Hàn sinh tử, nên lười biếng nói. Tuyệt Thiên Hàn vẫn lạc, Long Nha Sơn Trang tất loạn thành một đoàn. Đều là lánh đời tông môn, ở chung nhiều năm như vậy, thực sự không đành lòng gặp Long Nha Sơn Trang loạn. Không bằng để Mục gia ta tạm thời thay Tuyệt Thiên Hàn xử lý Sơn Trang, đợi trong trang có người tài xuất hiện, Mục gia ta lại quay về Thông Thiên Đảo. Mục Trang đại nhân quả nhiên đại nghĩa, Vạn Nhất Thiên lập tức dựng thẳng lên hai ngón tay cái, tán dương. Nếu Tuyệt Thiên Hàn biết Mục Trang đại nhân nghĩa bạc vân thiên như vậy, chết cũng có thể nhắm mắt. Việc này ta nhất định sẽ ủng hộ đại nhân. Người Mục gia đều lộ ra mỉm cười hội ý, Mục Trang cũng ha hả nở nụ cười, tựa hồ tâm tình vô cùng tốt nói. Ta sẽ lưu ý trước sau như một hỗ trợ Nhất Thiên đại nhân phát triển sự nghiệp Vạn Bảo Lâu, mong hai phái chúng ta hữu nghị trường tồn. Hữu nghị trường tồn, đó là tự nhiên. Vạn Nhất Thiên vỗ vỗ bộ ngực, cười ha ha lên. Nhưng mà dưới ánh mắt nhiệt tình, lại là một mảnh băng lãnh cùng oán giận, Mục gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đồng thời uy hiếp hắn, chuyện gì cũng không làm, cư nhiên lượm một cái đại tiện nghi như vậy. Mặc dù Mục gia trước sau như một hỗ trợ hắn, sợ là trả giá sẽ càng nhiều. Ba ba ba, Lý Vân Tiêu vỗ tay khen nói. Thực sự là cảm động lòng người, có thể chứng kiến Mục gia cùng Vạn Bảo Lâu hữu nghị, thực sự là tăng kiến thức, không uổng công chuyến này. Trong mắt hắn không che giấu châm chọc chút nào. Ha ha ha. Phi Nghê không nhịn được bật cười, lại cảm thấy thập phần không thích hợp, vội vàng dùng tay che miệng, xoay người sang chỗ khác. Khúc Hồng Nhan so với nàng lão thành hơn nhiều, coi là chuyện thường ngày, nhưng mà vẫn mỉm cười. Tông môn đại phái nói hữu nghị, cho tới bây giờ chỉ là một loại lợi ích cân đối, chính là trên đời không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Mặc cho ai đều nghe ra trong lời Lý Vân Tiêu nói có ý mỉa mai, da mặt Vạn Nhất Thiên dày, giả vờ như không biết. Sắc mặt Mục Trang hơi đỏ lên, cũng không có làm gì, cười nói. Vân Tiêu công tử quá khen. Lý Vân Tiêu hai tay thả lỏng sau lưng, nói. Hai vị hữu nghị trường tồn, cũng đừng quên giờ phút này vẫn còn ở trong Lang Hoàn Thiên Nội, đi vĩnh sinh chi giới mới là chính sự. Nhất Thiên huynh, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Vạn Nhất Thiên trầm ngâm nói. Chỉ có mở toàn bộ phong ấn chung quanh ra, vĩnh sinh chi giới mới mở. Ngọc Thư Các đã sớm tự mở phong ấn rồi, chúng ta vừa mới gặp đế đan lâu, còn có Thiên Bảo Hiên và Trọng Khí Tháp. Theo ta biết, phong ấn hiên nơi này bị Thiên Tiệm Nhai nắm giữ,
hiện tại hơn phân nửa đã xuất hiện một nơi rồi. Lý Vân Tiêu nói, Nhất Thiên huynh có nắm được tọa độ hai nơi đó không? Ánh mắt Vạn Nhất Thiên chuyển động, trầm ngâm không đáp, dường như đang suy tư điều gì. Thật vất vả tìm được đế đan lâu, lại làm cho nó chạy, Vạn Nhất Thiên hiện tại bán tín bán nghi. Dùng năng lực của Lý Vân Tiêu không tới mức để một tòa lâu chạy thoát, nhưng muốn gạt tất cả mọi người độc chiếm là không có khả năng. Cho nên trong nội tâm của hắn đang xoắn suýt nó nên mang Lý Vân Tiêu đi hai nơi này hay không. Nếu như mang theo, lại bị hắn độc chiếm thì làm sao bây giờ, không mang theo lại gặp phải thứ như hỏa diễm đó thì hắn làm sao bây giờ, hoặc là gặp gỡ người thiên tiệm nhai, mình cũng khó phân được chén canh. Ai, xoắn suýt a. Vạn Nhất Thiên lúc này cảm khái, chú ý bất định. Ách, Nhất Thiên huynh nói cái gì? Ánh mắt Lý Vân Tiêu đầy cổ quái nhìn qua hắn. Vạn Nhất Thiên cảm thấy khó xử, vội vàng che giấu nói. Không, không có gì, lão ca nói là xoắn suýt nên đi đâu đây, hai nơi phong ấn này ta có chút manh mối. Nghĩ thông suốt, vẫn phải mang Lý Vân Tiêu đi, ít nhất an toàn có thể cam đoan. Dùng giao tình của hắn và Lý Vân Tiêu hơn xa Tuyệt Thiên Hàn. Theo hắn hiểu cách làm người của Lý Vân Tiêu, nếu mình gặp chuyện không may, tuyệt đối sẽ không bó tay đứng ngoài quan sát. Lý Vân Tiêu nói, tất cả đều xem cơ duyên, đi nơi phong ấn gần nhất. Gần nhất, ta tính tính toán toán. Vạn Nhất Thiên bấm ngón tay, ánh mắt không ngừng nhìn nơi xa. Diệp Phàm vẫn không nói gì đột nhiên mở miệng nói. Ở bên kia, hắn duỗi ngón tay ra chỉ vào một hướng. Sắc mặt Vạn Nhất Thiên biến hóa. Ngón tay bấm nhanh hơn, cả kinh nói. Trọng khí tháp. Hắn giật mình nhìn qua Diệp Phàm, bắt đầu đánh giá cẩn thận. Đây là một mao hài tiểu tử, tuy tuổi này có tu vị như thế đúng là kinh tài tuyệt diễm, nhưng bọn họ có thể bước vào siêu phàm nhập thánh, có ai không phải thiên tài ngàn vạn có một, cũng không có để ý nhiều. Vạn Nhất Thiên trầm mặt, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm hỏi. Vị tiểu huynh đệ này cao tính đại danh thế nào? Vì sao biết phương vị của trọng khí tháp? Diệp Phàm bị hắn nhìn thì xấu hổ, ngại ngùng cười nói. Chỉ là trong lòng có cảm ứng, cảm thấy có lẽ đi nơi đó. Trong lòng cảm ứng. Vạn Nhất Thiên ăn cả kinh, trong mắt bắn ra tinh quang sáng ngời, truy hỏi. Các hạ tính danh là gì? Diệp Phàm đang muốn đáp, lại bị Lý Vân Tiêu cười lớn chen ngang, nói. Ha ha, lão ca thật sự là nhạy cảm. Hắn chỉ là một tên tiểu đệ ta mới thu mà thôi, nói ra lão ca cũng nhất định chưa từng nghe qua. Vạn Nhất Thiên bán tín bán nghi, nhưng nhìn Diệp Phàm thế nào cũng nhìn không ra đầu mối, cũng bỏ đi, nói. Phương hướng này đúng là đi tới trọng khí tháp, cách chúng ta gần đây, chỉ mong thiên tiệm nhai còn chưa đắc thủ. Vậy đi thôi. Lý Vân Tiêu vung tay lên, lập tức dùng lôi điện màu xanh khóa mọi người lại, bay thẳng hướng Diệp Phàm đã chỉ. Nếu như Diệp Phàm có thể cảm giác phương vị, có Vạn Nhất Thiên hay không đều không trọng yếu, hơn nữa hắn bây giờ hiếu kỳ với vĩnh sinh chi giới càng lúc càng mờ nhạt, ngược lại không bằng đế đan lâu và trọng khí tháp, nếu như có được đại lượng đan dược và huyền khí, liền có thể tăng thực lực chỉnh thể thành viêm vũ bay vọt về chất. Cho dù vĩnh sinh chi giới thực sự có cơ duyên thành thần cũng không sánh bằng thành viêm vũ, huống hồ hắn hiện tại đã là cường giả thần cảnh chính thức, càng không sao cả. Thời điểm bọn họ bay tới trọng khí tháp, không biết bay đi trong hoang mạc bao nhiêu vạn dặm, lúc này vô số ngọn tháp vàng lớn nhỏ không đều, có hơn vạn cái đang trải rộng hơn vạn dặm. Nhìn qua kiến trúc rộng lớn bao la bát ngát, hùng vĩ tráng lệ, người ta có cảm giác quỷ phủ thần công. Ầm ầm, trong đó tòa tháp lớn nhất đã sụp đổ, tầng đá rắn chắc mục nát như cây khô, trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm, chung quanh có một tầng bụi mù che khuất ánh mặt trời. Oanh, oanh. Tòa kiến trúc lớn nhất sụp đổ, cả hoang mạc sinh ra phản ứng dây chuyền, các tòa tháp khác cũng sụp đổ. Lúc này vô số âm thanh nứt vỡ ầm ầm không ngừng vang lên, một tầng bụi mù dày đặc không ngừng sinh ra, đưa tay không thấy được năm ngón. Từng tòa tháp sụp đổ như quân bài, biến mất trong hoang mạc. Hơn 10 đạo hào quang bay lên trong bụi bặm, bay thẳng lên cao vạn trượng, lúc này bọn họ mới vượt qua bụi mù bay thẳng lên trời cao. Thiên Bảo Hiên đã mở ra. Số lượng dự trữ bên trong quả nhiên kinh người, mặc dù chuyến đi này không thể tiến vào vĩnh sinh chi giới, mọi người cũng không có uổng phí công sức. Một lão giả tiên phong đạo cốt đang mặc cẩm bào, trên cẩm bào có thêu hoa mai màu trắng, như ngạo xương tuyết, hoàn toàn nổi bật mái tóc bạc của lão giả này. Lão giả vuốt vuốt chòm râu,
thần sắc thỏa mãn, trên mặt lại mang theo chút tiếc nuối, thở dài. Chỉ tiếc cấm chế quá lợi hại, không thể ngờ tế thiên đài vỡ ra hoàn toàn, chỉ lấy được một nửa thiên tài địa bảo, nếu như lấy nhiều hơn một chút mới tốt. Ha ha, Mộ Dung Bình Bình đại nhân, không thể quá tham nha. Bên cạnh lão giả có một người đang đứng, mặt mày hồng hào, chính là Nam Khâu Vũ, trong ánh mắt lộ vẻ vui vẻ, nói. Cũng mất đi nhiều người của chúng ta như vậy, có thể đồng thời ổn định tất cả tế thiên đài, lúc này mới bình tĩnh lấy đi đại lượng bảo vật, nếu không có thể cầm được một hai kiện đã là cơ duyên lớn rồi. Mộ Dung Bình Bình khẽ thở dài một hơi, cũng cảm thấy thoải mái, cười khổ nói. Dù sao nhìn nhiều đồ tốt như vậy biến mất trước mặt của mình, dù thế nào cũng cảm thấy thất lạc. Chậc chậc, thật sự là chờ mong đấy, không biết lúc này đi đế đan lâu hay là trọng khí tháp đây. Nam Khâu Vũ nói, theo nguyên tắc thì đi nơi gần nhất, dù sao đều chạy không thoát. Hắn nhìn qua lão giả ở cách đó không xa, cười nói. Địa tôn giả đại nhân, lấy cổ tư linh ra dùng một chút. Cách đó hơn 10 trượng chính là công dương chính kỳ, còn có thương ngô khung và hơn 10 cường giả thánh vực. Có tài ti tử minh tịch, ảnh ti thân đồ giật tiêu các cao thủ. Trong đó có một lão giả cầm thiết trượng, sắc mặt tàn mạn. Cho dù thân phận thực lực đều không giống bình thường. Sau lưng lão giả là một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo cũng không phải anh tuấn, đứng ở trong đám người hoàn toàn không hấp dẫn người khác chú ý. Lão giả và thanh niên này mặc dù đứng trong đám cường giả thánh vực cũng có chút cô lập, dường như không hợp nhau. Công Dương Chính Kỳ lật tay lấy ra một vật, nó có màu vàng nâu, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, không biết vật gì chế tạo, hình dáng như cái thìa, phong cách cổ xưa không có gì lạ. Nếu đặt trong đám tài bảo, nó tuyệt đối không làm ai chú ý tới, thậm chí sẽ không làm người ta nhìn nhiều. Chậc chậc, nếu sớm biết cổ tư linh nằm trong tay thánh vực thì cần gì khổ sở chờ nhiều năm như vậy. Nam Khâu Vũ hơi cảm khái, hắn tiếp nhận cái thìa màu vàng trong tay Công Dương Chính Kỳ, thần thái vô cùng thận trọng. Sau đó hắn lấy quyển trục màu xanh ra, lại trải nó ra không trung, phía trên vẽ địa thế núi đổi liên miên không dứt. Quyền trục vốn không có linh khí lại bắn ra hào quang sống động, linh quang chớp động, dường như cái thìa chấn động, nó bay vào trong quyển trục và bắt đầu xoay tròn. Cuối cùng nhất cái thìa dừng lại, cái thìa cắm vào trong quyển trục. Ánh mắt mọi người bị hấp dẫn, nhìn chằm chằm vào vị trí cái thìa cắm xuống vài lần, đều nhớ kỹ vị trí. Ha ha, nơi này có lẽ là trọng khí tháp. Tâm tình Nam Khâu Vũ vô cùng tốt, cười ha hả, hai tay bấm niệm pháp quyết, hắn thu nạp quyển trục. Cái thìa trả lại cho Công Dương Chính Kỳ. Mộ Dung Bình Bình nói. Đại nhân vì sao biết đó là trọng khí tháp mà không phải là đế đan lâu? Nam Khâu Vũ nhẹ giọng cười cười, giải thích nói. Vừa rồi tọa độ địa thế bằng phẳng, dường như là khối đất bằng, mà theo ta được biết, đế đan lâu thai nghén đan hỏa bất diệt, đặt mình trong biển sâu. Mộ Dung Bình Bình thở dài. Lang hoàn động thiên này quá khó lường, nếu không phải đại nhân có tứ linh đồ. Công Dương đại nhân lại có cổ tư linh, sợ rằng tiến vào đây đầu óc mơ hồ, không thấy rõ phương hướng. Nam Khâu Vũ vuốt vuốt chòm râu, đều bị cảm khái nói. Tứ linh đồ tại thiên tiệm nhai đã rất nhiều năm, lịch đại nhai chủ hao phí tâm tư nghiên cứu rất lâu đều không công mà lui, chính là vì thiếu chìa khóa cổ tư linh A. Chỉ có hai vật tề tụ, lang hoàn động thiên mới triệt để mở ra, bốn ấn vừa vỡ, đó là thời điểm vĩnh sinh chi giới xuất hiện. Mộ Dung Bình Bình nói, khó trách đại nhân lại thả hạn chế, điều kiện có thể vào lang hoàn động thiên giảm xuống, chính là vì phá tan bốn phong ấn này a. Nam Khâu Vũ mỉm cười, thẳng thắn nói ra. Bọn họ không có tứ linh đồ cùng cổ tư linh, chỉ góp vào đủ số mà thôi. Ta cũng vì phòng ngừa vạn nhất, sợ xuất hiện tình huống thiếu người lực không đủ. Trước thả nhiều người vào phòng ngừa. Hừ, đại nhân cũng quá khinh thường anh hùng thiên hạ rồi. Có lẽ sẽ có những tình huống biến hóa không biết trước đấy. Công Dương Chính Kỳ vẫn không lên tiếng, giờ phút này thình lình hừ một tiếng, dường như cực kỳ khinh thường tính toán của Nam Khâu Vũ. A, à, thần sắc Nam Khâu Vũ khẽ động, chần chờ một hồi, nói. Công Dương đại nhân tuyệt đối không bắn tên không đích, nói như vậy chắc là có căn cứ, là thế nào? Công Dương Chính Kỳ lười biếng nhìn hắn một hồi, chắp tay bất động đứng trên không trung, không chút biểu tình nói ra. Cụ thể cũng không rõ, nhưng mà ta biết sẽ không đơn giản như vậy. Không ít người tông môn lánh đời nhìn không được cười lên, mặt mũi đầy khinh thường và trào phúng,
bọn họ đều cho rằng Công Dương Chính Kỳ đưa ra đạo lý lớn gì, không thể ngờ chính là cảm giác, chuyện này cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Công Dương Chính Kỳ nghe âm thanh châm chọc ở bốn phía, cũng là không tức giận, chỉ ung dung nói ra. Đại nhân có từng nghe qua Cố Thanh Thanh người này chưa? Sắc mặt người thánh vực mặt đại biến, lập tức nghĩ tới nữ tử thần bí trong cuộc chiến Ngũ Hà Sơn tự xưng là Cố Thanh Thanh. Sắc mặt Nam Khâu Vũ lập tức biến thành ngưng trọng, trầm giọng nói. Ta cũng đã nghe nói qua, năm đó phong ấn yêu tộc tại Ngũ Hà Sơn chính là cung chủ thần Tiêu Cung Cố Thanh Thanh, dường như lại xuất hiện trong trận chiến cách đây không lâu. Công Dương Chính Kỳ tiếp lời nói. Những chuyện này không phải trọng điểm là ta đọc qua rất nhiều ghi chép về Cố Thanh Thanh, năm đó nàng thật đi tìm vĩnh sinh chi giới, tiến vào lang hoàn động thiên thì không thấy đi ra. Mấy ngàn năm sau chính là hiện tại, lại dùng phương pháp hàng lâm vào người một tiểu nữ hài, không thể bảo là không có tâm tư. Nam Khâu Vũ cũng là thế hệ tâm tư linh mẫn, hắn lập tức hiểu được Công Dương Chính Kỳ nói là cái gì, giật mình nói. Công Dương đại nhân ý là, Cố Thanh Thanh là từ vĩnh sinh chi giới nội đi ra. Lời vừa nói ra, mọi nơi đều kinh hãi, tất cả đều xì xào bàn tán, đa số không tin. Công Dương Chính Kỳ ngưng trọng nói. Trừ vĩnh sinh chi giới ra, ai có thể còn sống mấy ngàn năm? Hơn nữa công bằng mà nói, nếu nói đây là trùng hợp, vậy cũng quá khéo rồi. Mộ Dung Bình Bình nói. Đốn đãi về Cố Thanh Thanh ta cũng có nghe thấy, nhưng cũng khó hiểu. Các ngươi làm sao lại tin tưởng không nghi ngờ? Nói không chừng chỉ là người nào đó giả thần giả quỷ thì sao? Sắc mặt Nam Khâu Vũ ngưng trọng, lắc đầu, nói. Việc này ta cũng điều tra qua, thân phận Cố Thanh Thanh hơn phân nửa không giả. Ngay cả hắn cũng thừa nhận, mọi người càng kinh hãi không nhỏ, lúc này không ngừng to nhỏ suy đoán. Nam Khâu Vũ không để ý mọi người nói nhỏ, tiếp tục nói. Cho dù Cố Thanh Thanh thật sự đi ra từ vĩnh sinh chi giới, cũng không nói rõ cái gì. Phong ấn Ngọc Thư Các không tự hành mở ra, có lẽ có quan hệ tới chuyện này, trước khi có tình báo xác định, tất cả cũng chỉ là giả thiết. Chúng ta chỉ cần làm theo từng bước trong kế hoạch là được, hơn nữa không chỉ có Cố Thanh Thanh, còn có rất nhiều biến cố xấu có thể xảy ra. Ta thấy Lý Vân Tiêu chính là nhân vật mấu chốt trong tương lai, lần này tiến vào Lang Hoàn Thiên, có lẽ sẽ mang tới biến hóa không thể tưởng tượng. Sẽ làm chúng ta không kịp trở tay. Đúng, Lý Vân Tiêu tuyệt đối không phải người lương thiện gì, không bằng chúng ta liên thủ tiêu diệt hắn trước. Một người phẫn hận nói ra, dường như có thủ không đợi trời chung. Ánh mắt mọi người đều nhìn nhau, người nói chuyện chính là tông chủ Bắc Lạc Tông Ân Trì, trên đường mọi người đều chú ý tới hắn, chẳng biết tại sao hắn cho người ta cảm giác suy yếu, giống như bị tổn thương rất nặng. Chỉ có rất ít người hiểu được Ân Trì là bị Lý Vân Tiêu kích thương. Hơn nữa còn là cửu tử nhất sinh mới trốn vào Lang Hoàn Thiên. Nam Khâu Vũ nhíu mày nhìn sang, lập tức khôi phục thần sắc bình thường, thần thái bình tĩnh nói ra. Hiện tại muốn gạt bỏ Lý Vân Tiêu là chuyện không thực tế, người này thiên mệnh chiêu, không chỉ có thực lực khó lường, trong thánh khí càng có cố vô số cao thủ, lực lượng đã mạnh mẽ không dưới các tông môn đương thời. Ân Chỉ đại nhân, ta khuyên ngươi nên nhận rõ tình thế, nếu như định đối đầu với Lý Vân Tiêu. Tốt nhất nên tìm cơ hội hóa giải hiềm khích lúc trước, như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. Sắc mặt Ân Chỉ biến hóa mấy lần, tức giận chưa tiêu, hừ lạnh, nói. Cho dù đại nhân không đồng ý phương pháp này, cũng không cần khuyên ta, cái gì gọi là nhận rõ tình thế. Hừ, ta thấy Lý Vân Tiêu cuồng vọng vô tri, không biết đắc tội bao nhiêu người, kẻ muốn lấy mạng hắn cũng không ít, sớm muộn gì cũng lâm vào kết cục thân tử đạo tiêu. Ta liên hợp mọi người đối phó hắn. Đây mới là thuận thế mà làm, mới là nhận rõ tình thế. Nam Khâu Vũ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, biết rõ nói thêm nữa vô ích, nói. Không nói việc này, Ân Chỉ đại nhân tự giải quyết cho tốt là được, chúng ta nên nhanh chóng đi tìm trọng khí tháp đi. Hắn xem ra, Ân Chỉ chấp mê bất ngộ xuống chỉ còn đường tự tìm diệt vong, nhưng giao tình giữa hai người chỉ thường thôi, hắn mở miệng đề điểm cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Về phần có nghe hay không thì hắn mặc kệ. Người thiên tiệm nhai thả ra một chiến hạm cực lớn, tất cả mọi người bay vào trong đó, trận quang bao phủ khắp chiến hạm, hóa thành một đạo lưu quang biến mất trên hoang mạc. Mấy ngày sau, trên không trung thung lũng lớn, mấy đạo độn quang bay tới nơi này thật nhanh. Độn quang có lớn có nhỏ, phân thành mấy tổ, chính là đám người Lý Vân Tiêu, đột nhiên Diệp Phàm kêu một tiếng, nói. Đến. Tất cả mọi người lập tức dừng lại.
đứng trên không trung vạn trượng nhìn xuống, hoàn toàn không có kiến trúc gì cả. Vạn Nhất Thiên bấm chỉ tính toán vài cái, hoài nghi nhìn qua Diệp Phàm, nói. Ngươi xác định? Diệp Phàm cảm thấy mê mang, lắc đầu nói. Ta vốn không có căn cứ gì, nội tâm chỉ cảm thấy nơi này mà thôi. Vạn Nhất Thiên sụ mặt xuống, không vui nói. Chuyện này không phải quá mức võ đoán sao? Diệp Phàm xấu hổ, đôi má đỏ lên. Lý Vân Tiêu nghe vậy cười cười, lại hỏi. Nhất Thiên huynh phán đoán thế nào? Ánh mắt Vạn Nhất Thiên lóe lên, nhìn qua chung quanh một hồi, nói. Ta căn cứ theo phương pháp suy tính của tổ tiên lưu, cũng không thể tính ra vị trí chuẩn xác, chỉ có tứ linh đồ của thiên tiệm nhai là vạch ra tọa độ chính xác. Trước đó đế đan lâu đúng là nằm trên hải đảo, cả đại dương mênh mông chỉ có một cái đảo hoang cho nên tìm được dễ dàng. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói ra. Nếu Nhất Thiên huynh không thể thôi diễn ra vị trí chính xác, như vậy cứ tìm chung quanh một phen, ta sẽ theo cảm giác của Diệp Phàm. Diệp Phàm. Nội tâm Vạn Nhất Thiên khẽ động. Đột nhiên cả kinh nói. Hẳn chính là thiếu niên hậu nhân Diệp Thiên Nam, tục truyền đạt được nặc á chi chu sao? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Nhất Thiên huynh tin tức rất linh thông, người biết rõ việc này cực nhỏ. Trong lòng Vạn Nhất Thiên rung động, ánh mắt chớp động không thôi, hắn dò xét Diệp Phàm vài lần, hâm mộ nói ra. Thiên hạ không có không lọt gió tường, huống hồ muốn giấu giếm Vạn Bảo Lâu tuyệt không phải chuyện dễ. Nếu như là hậu nhân Diệp Thiên Nam, có lẽ trực giác là đúng, chúng ta nên tìm chung quanh thôi. Sau khi biết rõ thân phận Diệp Phàm, Vạn Nhất Thiên dường như tin phục, chuyện này càng làm Lý Vân Tiêu cảm thấy kỳ quái. Khúc Hồng Nhan lấy chắc thí nghi ra, bấm niệm pháp quyết điểm xuống, lập tức ánh huỳnh quang tỏa ra chung quanh, bắt đầu như con kiến đang bò chung quanh. Dường như quá mức dày đặc, chắc khí nghi kêu trầm thấp vài tiếng ô ô. Xảy ra chuyện gì? Khúc Hồng Nhan cả kinh, nàng nhìn xuống đất. Thần thức đảo qua như gió, có một tầng lực lượng nhàn nhạt đang bao phủ, không cách nào xâm nhập tiếp được. Mọi người nhìn thấy chắc thí nghi khác thường, Vạn Nhất Thiên đại hỉ nói. Ha ha, nơi đây quả nhiên có vấn đề. Hai mắt Mục Trinh sáng lên, quan sát đại địa một hồi, chỉ cảm thấy có hình ảnh lắc lư, lập tức kêu lên. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Vân Tiêu công tử, có thể trông thấy cái gì không? Lý Vân Tiêu thu hồi ánh mắt, nói. Dưới mặt đất tự thành thế giới, có rất nhiều sinh vật lòng đất, đẳng cấp cực cao, nếu là trọng khí tháp ở nơi này thì phiền toái rồi. Ha ha, khẳng định ở phía dưới này. Vạn Nhất Thiên hưng phấn lên, hai mắt tỏa ánh sáng, kêu lên. Phi Dương lão đệ, lần này ngàn vạn lần không được để trọng khí tháp trốn đấy. Lý Vân Tiêu mỉm cười, giữ im lặng. Trong giới thần bi có một đạo phân thân đang ngồi trước Sơn Hà Đỉnh, gấp rút luyện hóa tân quý ly diễm, chỉ cần có thể tìm được đế đan lâu, cho dù buông tha vĩnh sinh chi giới hắn cũng đồng ý. Phi Nghê không có hảo cảm với Vạn Nhất Thiên, cười lạnh nói. Nhất Thiên đại nhân nên cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng giống như Tuyệt Thiên Hàn, khinh thường cái gì đó lại chết đi. Nội tâm Vạn Nhất Thiên run lên, nội tâm cẩn thận hơn nhiều. Tuy như thế có phần mất mặt. Nhưng lang hoàn thiên này có quá nhiều hung hiểm, bất cứ chuyện gì cũng không trọng yếu bằng bảo vệ tính mạng, tránh vì mặt mũi mà bỏ mạng thì càng chê cười lớn. Quả nhiên, mọi người lúc này không dám lãnh đạm, nhưng Vạn Nhất Thiên vẫn bình thản ung dung, giống như không cảm thấy gì cả. Mục Trang nghiêm mặt nói, tất cả mọi người cẩn thận thì tốt hơn, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức. Với thực lực của chúng ta, chỉ cần không sơ ý chủ quan, muốn tổn thương chúng ta cũng không dễ như vậy đâu. Lý Vân Tiêu đồng ý gật gật đầu, nói. Mục Trang đại nhân, có thể phái Khôi Lỗi xuống dưới tìm tòi quan sát hay không? Tốt. Mục Trang gọi một trưởng lão, sau lưng trưởng lão này có quang luân màu xám bay lên, trực tiếp hóa thành một khôi lỗi hình người cao lớn, một tay cầm kiếm hạ xuống mặt đất. Ầm ầm. Sức nặng khôi lỗi thật lớn, vừa đáp xuống đất thì hai chân lõm vào trong đất. Tên trưởng lão không ngừng bấm niệm pháp quyết, khẽ quát một tiếng điểm xuống. Khôi lỗi cảm ứng, giơ trọng kiếm trong tay lên, hé miệng phát ra tiếng thú giống sau đó chém vào mặt đất. Oanh! Kiếm cương chém vào vùng đất này, từng đạo khí lãng bao phủ thân kiếm, xé rách vô hạn mặt đất trước mặt. Siêu siêu! Một tiếng phá không vang vọng, cả vùng đất bị quang mang màu xanh bao phủ. Trong chớp mắt, chỉ thấy toàn thân khôi lỗi cũng bị hào quang màu xanh này che chắn. Sắc mặt Mục gia trưởng lão đại biến,
dốc sức liều mạng bấm niệm pháp quyết điểm xuống, khôi lỗi muốn giãy giụa ra, không thể giãy ra khỏi hào quang màu xanh này. Đột nhiên Khúc Hồng Nhan kinh hô. Mau nhìn mặt đất kìa. Khôi lỗi bổ một kiếm vào mặt đất, khe hở dài ngàn trượng hiện ra, vào lúc này nó đang khép lại từ từ, tuy nhiên tốc độ không nhanh nhưng đúng là đang khép lại. Đây là cái quỷ gì thế? Tất cả mọi người sửng sốt, mặt đất tự động khép lại. Mọi người chưa từng thấy qua. Lý Vân Tiêu sử dụng diệu pháp linh, chỉ thấy cả vùng đất có hào quang màu xanh bao phủ, có tác dụng chữa trị rất mạnh, nó đang cuốn lấy khôi lỗi và bao phủ mặt đất. Trong mắt Tiểu Hồng đầy khinh thường, cực kỳ bất mãn, khẽ nói. Thật phiền phức, chậm trễ thời gian của mọi người, trực tiếp đánh nát mặt đất không phải được sao, ta cũng không tin đánh vỡ thành nhiều mảnh nó còn khép lại được. Một đạo hào quang sáng nóng hiện ra trên tay hắn, giơ tay lên cao và xúc thế, cả bầu trời cũng vặn vẹo dưới đạo hào quang này. Không gian uốn khúc biến lớn, đám người Lý Vân Tiêu nhìn như cái gì đó đang biến hình. Oanh! Thân ảnh Tiểu Hồng lóe lên, trực tiếp đạp lên mặt đất sau đó đánh mạnh xuống. Một quyền này đánh vào trong mặt đất, vô số đá vụn và bùn đất bay lên, dùng một quyền này làm trung tâm, phạm vi mấy ngàn trượng đều bị phá vỡ, mặt đất vỡ ra như tấm gương. Sau đó tất cả đều rơi xuống. Đó là... Lý Vân Tiêu chấn động, đồng quang lập lòe, chỉ thấy mặt đất vỡ ra có hào quang lập lòe, nó bao phủ Tiểu Hồng và khôi lỗi vào trong. À! Trên bầu trời tất cả mọi người đang khiếp sợ, vội vàng bỏ chạy lên cao để tránh thứ không rõ ràng. Lý Vân Tiêu cùng Khúc Hồng Nhan, Phi Nghệ ba người chấn động không dứt, lặng lặng nhìn qua hai chùm tia sáng đang từ từ biến mất. Chỉ thấy mặt đất bị phá vỡ nửa mẫu lớn nhỏ, bên trong là huyệt động sâu mấy trăm trượng, có thể thấy lờ mờ bên dưới. Phi Nghệ Hoa Dung thất sắc, trốn ở sau lưng Lý Vân Tiêu rung giọng nói. Vừa rồi Tiểu Hồng, nó bị thứ này, ăn tươi. Trước đó tất cả mọi người cả kinh bay lên không trung, chỉ có ba người bọn họ không động, cho nên thấy rõ ràng. Tia sáng là từ miệng con cóc bắn ra ngoài, nó nuốt tất cả mọi thứ vào bên trong, kể cả khôi lỗi cũng bị con cóc trước mặt nuốt mất. Lý Vân Tiêu nhìn qua con cóc một hồi, mới nói. Đây là dị chủng thượng cổ, trong bụng nó hơn phân nửa là có không gian, nếu không vừa nó nuốt không chỉ là Tiểu Hồng cùng khôi lỗi, còn có rất nhiều đất đá đều bị ăn hết. Nó chắc chắn sẽ nổ tung mà chết. Phi Nghệ kinh ngạc nói ra, cũng to gan hơn trước, đi ra khỏi lưng Lý Vân Tiêu, nghĩ tới huyết mạch thiên phượng của mình, mặc dù tại thượng cổ cũng là số một số hai, không có đạo lý sợ con cóc này. Lý Vân Tiêu tức cười cười cười, nói. Ngươi cũng không phải không biết tình huống Tiểu Hồng, chỉ là dị chủng thượng cổ làm sao giết nàng, ta thấy con cóc kia hơn phân nửa không may rồi. Đám người Vạn Nhất Thiên sau khi hết kinh hãi, thấy rõ tình thế, cũng bay xuống dưới. Vạn Nhất Thiên nói. Phi Dương lão đệ, thiên tôn giả có mạnh khỏe. Lý Vân Tiêu chừng hắn liếc, tức giận nói ra. Mọi người bị ăn sạch, làm sao có thể mạnh khỏe. Hắc hắc. Vạn Nhất Thiên xấu hổ cười xuống, biết rõ bản thân mình biểu hiện kinh sợ làm cho Lý Vân Tiêu không hài lòng lắm, vì vậy thở dài một tiếng, lời nói thấm thía nói ra. Phi Dương lão đệ a, theo người thấy. Cái động này có thể đi vào không? Mục Trinh dùng diệu pháp linh mục xem một hồi, hoảng sợ nói. Ở nơi này là một huyệt động, đây chỉ là một động thiên, bị đánh ra một lỗ hỏng mà thôi. Con cóc bên dưới khí tức hung bạo, thật sự là dị chủng thượng cổ, sợ rằng không phải chân linh thì cũng không khác lắm. Bết bát nhất ta sợ nó chính là hung thú. Khúc Hồng Nhan dùng chắc thí nghi, chỉ thấy phía trên có hào quang lập lòe. Bây giờ... làm sao xử lý? Không chỉ có Vạn Nhất Thiên sửng sốt, tất cả mọi người trầm mặc xuống, trong không gian lòng đất này, nguy hiểm nhất chính là hung thú. Ọt ọt, đột nhiên bụng con cóc phía dưới kêu vang, trong khoảnh khắc đã to lên gấp đôi, biến thành tròn trịa. Qua, 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 thân thể dường như bị thổi căng phòng, chỉ trong nháy mắt che cả cửa động, trong mắt con cóc có hung quang lóe lên. Oanh, oanh, nó ngửa mặt lên trời phun ra từng cột sáng. Cũng không có tận lực công kích, dường như đang phát tiết cái gì. Thân thể tròn vo của nó biến hình, cái bụng tuyết trắng không ngừng đẩy ra, truyền ra âm thanh bành bành, toàn thân của nó run rẩy. Hắc sắc ma vân bao phủ cả thân hình, phần lưng có một cái túi nhỏ vỡ ra, chất lỏng màu xanh chảy ra bốn phía, âm thanh tầng nham thạch bị chất độc ăn mòn vang vọng. Quẹ! Thân thể con cóc run rẩy, trong miệng chảy ra nhiều chất lỏng màu xanh,
Mục gia trưởng lão nhìn thấy thì đau lòng, những chất lỏng kia chính là cặn của khôi lỗi. Ọt 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 ọt. Ma Vân không ngừng chạy quanh cái bụng trắng, rốt cục con cóc biến thành tròn không thể tròn hơn, sau đó ngã xuống cái bụng đảo lên trời. Phốc phốc. Đột nhiên trên cái bụng có một đám hỏa diễm, không màu vô hình, đúng là băng sát tâm diễm, cả cái bụng bốc cháy như giấy. Tứ chi con cóc run rẩy lần cuối, triệt để bất động, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Một đạo bạch quang bắn ra ngoài, tiểu hồng xuất hiện ở trước mặt mọi người, váy dài màu trắng cộng thêm ấn ký đỏ rực như hoa, bộ dáng rất xinh đẹp. Con cóc thối, lại dám nuốt bổn tọa. Sắc mặt tiểu hồng âm trầm như nước, bị con cóc nuốt làm nàng tức giận, dường như đốt con cóc thành cho bụi cũng chưa giải hận, lại đánh một quyền vào hố to kia. Lúc này mới tức giận hừ một tiếng, phất tay áo đứng tại chỗ không nói gì nữa. Tất cả mọi người nhìn qua hố sâu không nói. Vạn Nhất Thiên kinh ngạc nói. Làm sao bây giờ mới tốt, ai còn có chủ ý, cũng không thể ở nơi này chờ xem được. Lý Vân Tiêu một tay nâng cầm lên, rơi vào trầm tư, nói. Không bằng bọn chúng ta đợi đám người Thiên Tiệm Nhai đến đi trước mở đường đi. Vạn Nhất Thiên nghe vậy cả kinh, vội vàng nói. Vạn lần không được, chờ người Thiên Tiệm Nhai đến, chúng ta còn bao ơn nhiêu chứ? Lý Vân Tiêu lơ đễnh hỏi. Vậy Nhất Thiên huynh còn có cao kiến? Vạn Nhất Thiên giả vờ giả vịt một hồi, mới nói. Dùng ngu kiến của ta, động thiên dưới đất tuy nguy hiểm nhưng khó làm gì được chúng ta. Con cóc vừa rồi hung ác ngập trời, còn không phải bị Thiên Tôn giả đại nhân đánh chết dễ dàng. Chúng ta chỉ cần chọn ra một người đầu lĩnh, đi trước dò đường, sau đó mọi người cẩn thận theo sau, yểm hộ hắn, chiếu ứng trước sau, hô ứng không sơ hở gì. Tinh quang trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên, ôm quyền nói. Nhất Thiên huynh quả nhiên cao kiến, người đầu lĩnh kia chắc chắn là Nhất Thiên huynh rồi. Nội tâm Vạn Nhất Thiên đã mắng Lý Vân Tiêu 100 lần, lúc này mới từ chối nói. Phi Dương huynh quá đề cao thủ đoạn của ta, không phải huynh không muốn, mà thật sự không có khả năng này. À, thì ra Nhất Thiên huynh đưa ra phương án này, không phải mình đầu lĩnh, mà là để cho người khác đầu lĩnh sao? Sắc mặt Lý Vân Tiêu sắc mặt trở nên lạnh giá, bất ôn bất hỏa nói ra. Theo cách nhìn của Nhất Thiên huynh, ai làm đầu lĩnh thì thích hợp nhất? Vạn Nhất Thiên nhìn qua đám đông một hồi, cười hắc hắc nói. Theo vi huynh thấy, thực lực mạnh nhất trong chúng ta không ai qua được Thiên Tôn giả cùng Hồng Nhan cung chủ. Tiểu Hồng biến sắc, cười lạnh nói. Động thiên kia ta không có hứng thú, bên trong có một ít vật buồn nôn, các ngươi tự đi đi. Nghĩ tới vừa rồi bị con cóc nuốt mất, nàng buồn nôn xanh cả mặt. Tiểu Hồng lại nói. Cảnh Thất, tìm được trọng khí tháp thì phát tín hiệu, bổn tọa theo sau. Cảnh Thất lập tức khom người đáp. Vâng. Lý Vân Tiêu cũng cười lạnh nói. Ý của Nhất Thiên huynh chẳng lẽ là để nữ tử đi trước mở đường? Đường đường hơn 10 đàn ông, làm được chuyện như thế sao? Sắc mặt mọi người đỏ rực, Vạn Nhất Thiên cũng xấu hổ, ngượng ngùng nói. Vậy lão đệ cảm thấy ai đầu lĩnh mới tốt, tóm lại lão ca không thể đảm đương nổi trách nhiệm lớn như vậy. Vạn Nhất Thiên ra mặt dày đã quen, mọi người cũng không nói, hơn nữa tuy ra mặt dày mất mặt, nhưng ít ra có thể giữ được tánh mạng. Mục Trang nói, không bằng như vậy đi, ta có một biện pháp không biết có được hay không, tất cả nam tử bốc thăm, ai thua người đó đi trước mở đường, được chứ? Ân, phương pháp này rất hay. Lý Vân Tiêu lập tức đồng ý. Mục gia người nhiều nhất, khả năng giúp chúng cũng lớn nhất, hơn nữa là công bằng nhất, người giúp chúng chỉ trách bản thân mình vận khí không tốt, không thể trách ai. Vạn Nhất Thiên suy nghĩ cũng đồng ý, khả năng hắn giúp chúng quá nhỏ. Mục Trang mỉm cười, lập tức phung tay lên, bắn ra hơn 10 bảo kiếm, toàn bộ cắm trên vùng đất, lắc lư không thôi. Trong số kiếm này, chỉ có một thanh ở mũi kiếm có màu đỏ. Tất cả mọi người nhíu mày, trong vùng đất này có lực lượng dao động. Quấy nhiễu thần thức, đúng là không thể dò xét thanh nào có màu đỏ. Tất cả mọi người âm thầm trách bản thân chủ quan, không thể theo dõi rõ ràng lúc Mục Trang ra ta. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười cười, nói. Mục Trang đại nhân quả nhiên thông minh. Lập tức lăng không điểm một cái, một bảo kiếm bay lên, nắm trong tay, kiếm kia sáng lên, hiển nhiên không có màu đỏ. Những người còn lại thất vọng, không ít người kiên trì điểm một cái. Vèo! Vèo. Không ngừng có tiếng kiếm vang lên. Ha ha, không có, quá tốt. Đa số người không thấy gì,
hưng phấn không thôi.